Ông cụ Ngô ra sau khi đợi mọi người đến đông đủ, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, đếm đi đếm lại không thiếu người, nhưng trong lòng luôn không thoải mái, dường như thiếu ai. Nhưng Ngô Tài Hà, Ngô Tài Giang và Ngô Tài Dương các nhà đều đến đông đủ, ai cũng không thiếu, rốt cuộc là ai khiến ông lão vướng bận trong lòng. Đúng lúc cứ mãi cảm thấy không đúng Tư Vị lại nghĩ không ra là ai, vừa ngẩng đầu, đã thấy vẻ mặt cười yếu ớt của Hạ Tưởng đi tới trước mặt, ông cụ trong lòng mới hiểu, hóa ra thiếu Hạ Tưởng. Cũng không biết sao vì nguyên do nào, ông cụ trong lòng một trận thổn thức, từng bao nhiêu lần, Hạ Tưởng ở trong cảm nhận của ông cụ, còn quan trọng hơn mấy phần so với con cháu nhà họ Ngô, là duyên phận nào vậy, ông cụ kéo tay Hạ Tưởng. Đứa nhỏ này, con đến rồi à, ông vừa rồi trong lòng nghĩ không ra, nửa ngày mới nhớ tới, hóa ra con còn chưa tới. Ông cụ lời nói giản dị, chân thành, lại lộ ra một tấm tình cảm thâm trầm ôm ấp của người già. Nhất là một câu xưng hô, đứa nhỏ thiếu chút nữa khiến Hạ Tưởng chảy nước mắt. Ông cụ quả thật già rồi, sự trông mong của ông cụ đối với hắn, kỳ thật là tình yêu thương của một ông lão đối với đứa cháu được yêu quý nhất. Hạ Tưởng cảm động. Ông nội, cháu đã tới chậm một bước, khiến ông phải lo lắng. Tình cảm giữa ông cụ và Hạ Tưởng giống như tình ông cháu, làm cảm động mỗi người ở đây, cũng khiến không ít người bên trong thế hệ thứ ba của nhà họ Ngô hâm mộ ghen tị. Nhưng ghen tị cũng không có cách nào, hiện tại Hạ Tưởng đã không giống với lúc trước, đừng nói ba thế hệ nhà họ Ngô, chính là bên trong thế hệ thứ hai, Ngô Tài Dương và Ngô Tài Giang cũng đều nhìn Hạ Tưởng bằng con mắt khác. Yến tiệc gia đình tại nhà họ Ngô, đặt Hạ Tưởng ở vị trí độc nhất vô nhị bên trong toàn bộ gia tộc của nhà họ Ngô. Cho dù ông cụ Ngô gia không chính thức tuyên bố vị trí của Hạ Tưởng trong nhà họ Ngô trước mặt tất cả mọi người, nhưng mọi người ở nhà họ Ngô đối với tình cảm ông cụ dành cho Hạ Tưởng. Trong lòng biết rõ ràng. Có thể nói nhà họ Ngô không ít người có ý thù địch với Hạ Tưởng, nếu nói không có ý thù địch là không có khả năng. Sau khi Hạ Tưởng bước vào nhà họ Ngô, nhanh chóng trở thành người được ông cụ Ngô gia tín nhiệm nhất, thương yêu nhất. Ông cụ đối với hắn rất thiên vị, thậm chí vượt qua tình thân con cháu, tự nhiên sẽ khiến một số người bất mãn. Nhưng sau khi Ngô Tài Dương và Ngô Tài Giang đều thêm yêu quý Hạ Tưởng thì những người có thái độ bất mãn cũng không dám để lộ ra, chỉ có thể đè dưới đáy lòng. Cũng may, quan hệ giữa Hạ Tưởng và nhà họ Ngô tuy rằng không tồi, cũng nhận được ông cụ và Ngô Tài Dương tín nhiệm, nhưng Hạ Tưởng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt một nguyên tắc cơ bản nhất, đó chính là không cùng nhà họ Ngô có quan hệ kinh tế. Cũng bởi vì vậy mà đời thứ ba của Ngô gia đối với Hạ Tưởng tuy có ý thù địch, thù hận cũng không phải rất nhiều, hơn nữa, sau lưng nói xấu hắn cũng là cực ít. Cũng phải, có cái gì đáng nói đâu. Hạ Tưởng không tham lam một phần của cải của nhà họ Ngô. Thậm chí còn giúp nhà họ Ngô nâng cao quy mô kinh tế, có thể nói tập đoàn kinh tế của nhà họ Ngô được lợi từ Hạ Tưởng rất nhiều, nhưng mà Hạ Tưởng chưa từng nhận lấy một tí. Đạo đức tốt như vậy, đời thứ ba Ngô gia còn ghen tị Hạ Tưởng được coi trọng và sủng ái, vậy thì hết cách để nói rồi. Đúng là Hạ Tưởng tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, tuân theo giới hạn làm người, hắn mới có thể ở nhà họ Ngô như cá gặp nước, cũng khiến rất nhiều người muốn ở trước mặt ông cụ nói xấu hắn cũng không thể. Thật sự là không lời nào để nói. Hôm nay vốn chỉ muốn đến thăm ông cụ, và cùng Liên Nhược Hãm thương lượng một việc, không ngờ vừa lúc gặp người nhà Ngô tụ họp yến tiệc gia đình với quy mô lớn nhất, coi như là vừa lúc gặp dịp. Dựa theo thân phận, Hạ Tưởng chỉ có thể xếp hạng đời thứ ba của nhà họ Ngô, nhưng Hạ Tưởng lại được xếp ngồi ở bàn chủ, cùng ông cụ Ngô gia, Ngô Tài Hà, Ngô Tài Giang và Ngô Tài Dương ngồi cùng bàn. Bằng với việc, địa vị Hạ Tưởng ở nhà họ Ngô kỳ thật đã ngang hàng với Ngô Tài Dương. Trong ba người thế hệ thứ hai của nhà họ Ngô, Ngô Tài Giang, Ngô Tài Dương và Hạ Tưởng có quan hệ tốt nhất, Ngô Tài Hà thì ít lui tới với Hạ Tưởng, cũng là người có thành kiến nhất đối với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cố tình ngồi bên cạnh Ngô Tài Hà. Con đường chính trị của Ngô Tài Hà rất là bình thản, miễn cưỡng lên tới phó bộ, sau khi rời khỏi con đường làm quan chủ yếu phụ trách sự vụ kinh tế của nhà họ Ngô. Đợi sau khi Ngô Tài Giang vì con đường làm quan của Ngô Tài Dương rời cương vị chính bộ, Ngô Tài Giang sẽ tiếp quản sự vụ kinh tế nhà họ Ngô, Ngô Tài Hà sẽ lui một bước chỉ phụ trách việc nhà của Ngô gia. Ngô Tài Hà không như Ngô Tài Giang thủ đoạn xảo quyệt cay độc, cũng không như Ngô Tài Dương trí tuệ trải rộng, ông chủ trì việc nhà của Ngô gia sẽ có nhiều chỗ bất công, ông cụ thì mắt nhắm mắt mở, Ngô Tài Giang chỉ có một người con gái, cũng không tranh cầu gì, Ngô Tài Dương lại càng không quan tâm đến việc nhà. Khiến cho Ngô Tài Hà âm thầm mượn quyền quản sự, tận lực đem lợi ích của gia tộc bỏ vào nhà mình không ít.
Đừng nhìn Hạ Tưởng đối với việc nhà Ngô gia không nhúng tay vào, nhưng việc Ngô Tài Hà đối nhân xử thế vẫn có nghe thấy, còn nữa với ánh mắt hắn, cũng rất hiểu mâu thuẫn bên trong Ngô gia, ông chỉ thờ ơ lạnh nhạt không muốn tham gia vào việc nhà của Ngô gia. Ở những gia đình bình thường còn có mâu thuẫn, huống chi như đại gia tộc họ Ngô, càng là ích lợi gút mắc thì nhà nào cũng có chuyện khó nói, Hạ Tưởng đối với sự vụ kinh tế Ngô gia đều không có hứng thú huống chi việc gia đình. Hạ Tưởng hôm nay có một việc quan trọng cần báo cáo với ông cụ và Ngô Tài Dương. Ông à, bên sông Hạ Mã thành phố Yến sắp mời dự họp hội lớn, công việc trước mắt đã chuẩn bị xong. Hạ Tưởng mượn cơ hội kính rượu, hướng ông cụ lộ ra toàn thể sự tình đại hội, trước đó hắn chỉ có hướng Ngô Tài Dương lộ ra một chút, vẫn chưa nói rõ hết, còn nói. Đề tài thảo luận tại hội nghị là chỗ đứng hiện tại, triển vọng tương lai. Đề tài thảo luận tại hội nghị rất trống rỗng. Rộng rãi mà cũng không cụ thể, nhưng nếu liên hệ đến hội nghị mời dự họp toàn bộ đều vì một mình hắn mà dựng lên, cũng rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến chỗ đứng hiện tại chính là ai, triển vọng tương lai chính là ai. Ông cụ không nói gì, chỉ có điều chậm rãi gắp lên một miếng đậu hũ, bỏ vào trong miệng chậm rãi thưởng thức, trong chốc lát ánh mắt nhìn về phía Ngô Tài Dương. Ngô Tài Dương thần sắc có chút không vui, ông trước đó mơ hồ có nghe Hạ Tưởng nhắc tới chuyện này. Lúc ấy vẫn chưa để ở trong lòng, không nghĩ thời điểm sự tình đã chuẩn bị xong xuôi, Hạ Tưởng mới chính thức nói ra, hoàn toàn chính là thực hiện tiền trảm hậu tấu. Chủ yếu là sự việc quá lớn, rất dễ dàng khiến thế lực bảo thủ bất mãn, thậm chí sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của Hạ Tưởng, hành động này của Hạ Tưởng, quá mức công khai. Ở đâu mà chưa là ủy viên Bộ Chính trị lại dám bừa bãi để lộ ra lực lượng của bản thân. Rõ là vạch áo cho người xem lưng. Hạ Tưởng, tôi không tán thành đại hội của cậu, tốt nhất lập tức hủy bỏ. Ngô Tài Dương nghiêm mặt, ông đối với Hạ Tưởng thật lòng quan tâm, không muốn đi sai một nước, thua cả bàn cờ. Hãy tin tưởng phán đoán của chú, đại hội mở ra, đối với con là tai hại không có ích. Đúng vậy, Hạ Tưởng cậu càn quấy quá rồi đấy. Ngô Tài Hà cũng mở miệng phê bình Hạ Tưởng. Tinh túy đạo trung dung là ẩn dật chính là không thể đặc biệt độc hành, càng không thể ngạo mạn không chịu nổi. Cậu lôi kéo một đám người ở quận Hạ Mã mở đại hội gì đó, danh bất chính ngôn bất thuật, hoàn toàn chính là trò khôi hài không có đầu óc. Ngô Tài Hà lời nói rất không khách khí, cũng rất trực tiếp, không lưu tình phê bình Hạ Tưởng. Ngô Tài Giang nhẹ nhàng buông chiếc đũa. Theo tôi, cách làm của Hạ Tưởng thực hiện kỳ thật rất cao minh, mọi người đều không có suy nghĩ lâu dài như Hạ Tưởng. Tôi ủng hộ Hạ Tưởng thực hiện. Ngô Tài Dương sửng sốt. Ngô Tài Giang mấy năm gần đây rất ít phát biểu cái nhìn đối với vấn đề chính trị, hôm nay thái độ khác thường ra sức ủng hộ Hạ Tưởng, là duyên cớ nào? Ông đầy thâm ý liếc mắt nhìn Ngô Tài Giang một cái, muốn nói gì đó, lại không nói ra. Đối với Ngô Tài Hà, Ngô Tài Dương có thể thản nhiên đối mặt, nhưng đối với Ngô Tài Giang, trong lòng ông luôn luôn có cảm giác thua thiệt. Ngô Tài Giang vì ông chủ động lui ra, hy sinh tiền đồ chính trị. Mà tài năng chính trị của Ngô Tài Giang ở bên trong thế lực gia tộc cũng là một người nổi bật. Trí tuệ chính trị của Ngô Tài Giang không kém Mai Thái Bình đều đã vào bộ, Ngô Tài Giang dừng lại ở vị trí chủ tịch tỉnh, tất cả đều là do ông ta, nếu không hiện tại Ngô Tài Giang ít nhất cũng là bí thư tỉnh ủy. Hơn nữa vào bộ cũng không thành vấn đề. Tài Giang, chú nói những lời này là không đúng rồi, nhà họ Ngô có thể có thành tựu hôm nay, còn không phải năm đó ông cụ giấu tài. Dùng khiêm tốn và ẩn nhẫn đi từng bước một mới có được thực lực lớn mạnh, hiện tại Hạ Tưởng cánh chim chưa cứng, đã mở đại hội gì đó, không phải cố ý khiến người ta đố kỵ rời vào miệng người đời sao. Tôi cảm thấy một người không có thực lực mà dương nanh múa vuốt, là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Ngô Tài Hà tiếp tục công kích Hạ Tưởng thậm tệ, bên trong ngôn ngữ không phải không có ý khinh miệt, vẻ mặt cũng là có vẻ châm chọc. Hạ Tưởng vừa không phản bác cũng không biện giải, vẻ mặt bình tĩnh. Thậm chí còn hướng Ngô Tài Hà khẽ gật đầu, cũng không biết là đồng ý cách nói của Ngô Tài Hà, hay là chỉ gật đầu ra điều lễ phép. Ngô Tài Dương mặt lộ vẻ không vui. Tài Hà, cũng không có thể nói Hạ Tưởng như vậy, Hạ Tưởng muốn làm như vậy khẳng định hắn có suy xét, trước khi hắn chưa giải thích rõ ràng mà đưa ra kết luận, không khỏi quá bất công. Hơn nữa anh nhiều năm không quan tâm chuyện chính trị, sự tình trên trường chính trị, khả năng hiểu biết cũng không được nhiều. Đối với Ngô Tài Hà, Ngô Tài Dương tuy rằng tôn y là anh trai, nhưng ở sâu trong tâm vẫn là có ý khinh thị. Ngô Tài Hà vẫn chưa ra khỏi Bắc Kinh, luôn ở bên cạnh ông cụ,
có một câu nói để hình dung chính là văn chưa thành võ không toàn, tuổi trẻ sống phóng túng, tiến vào quan trường là kẻ vô tích sự, quản lý sự vụ kinh tế gia tộc thì thực lực kinh tế Ngô gia ngày càng đi xuống. Hiện tại chủ trì gia sự gia tộc lại thường xuyên có người đến trước mặt ông cụ nói y xử sự bất công, đối nhân xử thế bất chính. Ngô Tài Dương đối với Ngô Tài Hà thật sự là không có nổi nửa phần kính trọng, nếu Ngô Tài Hà không phải trời sinh là anh lớn, nếu ông ta đứng hàng thứ nhất, nói thế nào cũng muốn quản giáo Ngô Tài Hà một chút. Ngô Tài Dương rất bao che khuyết điểm, ông có thể phê bình Hà Tưởng, ông cụ cũng có thể phê bình, ông cho rằng, Ngô Tài Hà và Ngô Tài Giang đều không có tư cách phê bình hoặc đánh giá những gì Hà Tưởng đã làm. Tài Dương, tôi không ở quan trường cũng hiểu chính trị, chú không nên dùng phiến diện khái quát toàn bộ. Ngô Tài Hà bất mãn nói, chú cũng không nên che chở Hà Tưởng, chú nói xem, Hà Tưởng làm đều là chuyện gì. Nếu chẳng may sự tình biến thành không thể cứu vãn nổi, làm phiền Hà đến nhà họ Ngô, hắn có thể gánh vác được hậu quả không? Có thể. Hà Tưởng rốt cục mở miệng, như đinh đóng cột nói. Nếu sự tình thật sự liên lụy tới nhà họ Ngô, con chẳng những sẽ cho nhà họ Ngô một lời giải thích, còn có thể tự tuyệt với nhà họ Ngô. Hạ Tưởng lời này vừa nói ra, Ngô Tài Dương hoảng sợ đến biến đổi sắc mặt. Ngay cả ông cụ vẻ mặt luôn trấn tĩnh tự nhiên cũng là biến sắc. Liên lụy nhà họ Ngô. Không đợi Ngô Tài Dương mở miệng, Ngô Tài Giang mỉm cười, là cái cười khinh miệt. Tài Hà, anh chắc không biết từ sau khi Hạ Tưởng đi vào nhà họ Ngô, thực lực kinh tế nhà họ Ngô nâng cao bao nhiêu hả? Hai chữ liên lụy không cần phải nhắc tới, tôi nghe xong cũng thấy xấu hổ mà mặt đỏ. Ngô Tài Giang so với Ngô Tài Dương còn thẳng thắn hơn, nói chuyện cũng có ý tứ hàm xúc châm chọc, Ngô Tài Hà mặt đỏ lên, xấu hổ biến thành giận nói. Tài Giang, chú nói chuyện phải có căn cứ, không được ăn nói lung tung. Ăn nói lung tung. Ngô Tài Giang nhẹ nhàng lắc đầu. Tài Hà, khi tôi tiếp nhận sự vụ kinh tế nhà họ Ngô, tình trạng như thế nào chính anh trong lòng hiểu rõ nhất, hiện tại tổng sản lượng kinh tế nhà họ Ngô lại như thế nào, trong lòng anh cũng rõ ràng. Nhưng cái anh không rõ chính là, tổng sản lượng kinh tế nhà họ Ngô có hai lần nhảy vọt, một lần là ở thị trường chứng khoán thổi quét mất một khoản, là tôi đúng lúc nghe đề nghị của Hạ Tưởng mới không bỏ sót cơ hội. Một lần là vừa mới thành công thôn tính mấy doanh nghiệp, khiến bố cục kinh tế nhà họ Ngô càng hợp lý. Hai lần nhảy vọt, khiến thực lực kinh tế nhà họ Ngô nâng cao 1/3, mới khiến nhà họ Ngô vững vàng ngồi ở cái ngai vàng trong 4 đại gia tộc. Nói thật cho anh biết. Chẳng những lần đầu tiên thu hoạch ở thị trường chứng khoán là do Hạ Tưởng chỉ điểm, lần thứ hai thôn tính mấy doanh nghiệp vào tay, cũng là Hạ Tưởng ở sau lưng giúp tôi tỉ mỉ bày ra, nhà họ Ngô cũng đã cho Hạ Tưởng sự trợ giúp nhất định trên trường chính trị, nhưng Hạ Tưởng trái lại càng độc lập trợ giúp nhà họ Ngô ở chính trị và kinh tế, được mùa thu hoạch. Tài Hà, anh luôn ôm thành kiến không có nhà họ Ngô sẽ không có Hạ Tưởng hôm nay, là quan điểm hoàn toàn sai lầm. Ngô Tài Giang một phen thao thao bất tuyệt. Chẳng những chấn động làm kinh ngạc Ngô Tài Hà, cũng khiến Ngô Tài Dương sửng sốt, càng làm cho ông cụ Ngô mang vẻ mặt khó có thể tin. Ba người bên trong thế hệ thứ hai của Ngô gia, nếu luận ai là người có mối quan hệ chặt chẽ nhất với Hạ Tưởng, không phải là Ngô Tài Dương người hiện tại vừa có công tâm dẫn dắt lại có tư tâm yêu quý Hạ Tưởng, mà là người mấy năm gần đây vẫn tránh ở phía sau màn, chính là Ngô Tài Giang. Trên thực tế mấy năm qua Ngô Tài Giang tuy rằng vẫn là người đứng phía sau màn chủ trì sự vụ kinh tế nhà họ Ngô, không hề xuất đầu lộ diện, cũng hoàn toàn biến mất bên trong vận mệnh chính trị trong nước, nhưng âm thầm, trong lòng Ngô Tài Giang không hề mất đi tình cảm mãnh liệt một thời. Ông muốn làm một phen sự nghiệp. Ngô Tài Giang và Mai Thái Bình có chỗ giống nhau, thời trẻ phóng đãng tùy hứng, sau khi đi vào quan trường, hồi tâm và muốn làm một phen sự nghiệp. Chẳng qua ông không may mắn như Mai Thái Bình. Nhà họ Mai chỉ có Mai Thái Bình một người có thể làm nhân vật chính, nhưng nhà họ Ngô còn có một Ngô Tài Dương. Ông nhất định phải vì Ngô Tài Dương nhường đường. Sau khi tiếp nhận sự vụ kinh tế nhà họ Ngô, Ngô Tài Giang hạ quyết tâm phải làm ra một phen thành tích, nhưng sau khi ông xoay người mới phát hiện, so với sự thong dong ở trên trường chính trị, thì ở sự vụ kinh tế, không thể nói là hai mắt mờ mịt, nhưng là lực bất tòng tâm, không thể thong dong bố cục. May mắn còn có Hạ Tưởng. Sự trợ giúp của Hạ Tưởng đối với sự vụ kinh tế nhà họ Ngô, ngoại trừ Ngô Tài Giang không người nào biết được. Hạ Tưởng không muốn để nhà họ Ngô nhận ân tình của hắn, cũng không muốn cho những người khác của nhà họ Ngô hiểu lầm. Hắn chỉ ở thời điểm thích hợp cùng Ngô Tài Giang âm thầm gặp mặt hoặc là trò chuyện, nói cho Ngô Tài Giang cơ hội tới,
phải đúng lúc bắt lấy. Xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Hạ Tưởng, Ngô Tài Giang đối với đề nghị của Hạ Tưởng nói gì nghe nấy, hai lần nâng cao trọng đại, mấy lần bố cục có lợi lâu dài, những gì có ích đều do Hạ Tưởng kịp thời nhắc nhở, Ngô Tài Giang trong lòng như gương sáng. Nếu không có Hạ Tưởng thì tổng sản lượng kinh tế nhà họ Ngô có thể duy trì được hiện trạng đã là điều may mắn lắm rồi, đừng nói nâng cao 1/3, chính là nâng cao 1/10 cũng là thành tích rất giỏi. Hạ Tưởng lần nữa yêu cầu Ngô Tài Giang không cần nói ra chân tướng cho người khác biết, Ngô Tài Giang cũng giữ bí mật, nhưng hôm nay, khi Ngô Tài Hà liên tiếp công kích Hạ Tưởng, mà Hạ Tưởng tức giận nói ra lời nói tự tuyệt với nhà họ Ngô, thì Ngô Tài Giang rốt cục không kìm nổi, nói ra bí mật giữa ông và Hạ Tưởng. Cũng là bí mật lớn nhất của Hạ Tưởng. Ngô Tài Giang lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều kinh hãi. Ông cụ Ngô ánh mắt thản nhiên mà uy nghiêm rơi trên người Hạ Tưởng, sau một lúc lâu không nói gì, chỉ có điều ngân nga thở dài một tiếng. Ngô Tài Dương cũng là khiếp sợ, khẽ lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Tưởng rất lâu, cũng cảm tình phức tạp lắc lắc đầu. Ngô Tài Hà vẻ mặt phấn khích nhất, đầu tiên là khiếp sợ, theo sau là vẻ mặt ngạc nhiên. Và cuối cùng là vẻ mặt xấu hổ, chậm rãi cúi đầu, im lặng không nói gì, không hề lên tiếng. Y biết lời nói của Ngô Tài Giang khẳng định là thật, những việc lớn liên quan đến sự vụ kinh tế nhà họ Ngô, Ngô Tài Giang không có khả năng cũng sẽ không nói lung tung. Sao lại như vậy, sao Hạ Tưởng trợ giúp nhà họ Ngô rất nhiều, nhưng chưa từng đòi lấy ưu đãi từ bên trong sản nghiệp kinh tế nhà họ Ngô? Chẳng lẽ Hạ Tưởng thật sự là lôi phong sống? Hạ Tưởng không phải lôi phong sống. Chỉ có điều Ngô Tài Hà không rõ chính là, Hạ Tưởng cũng không phải một người tham lam, hắn chưa từng có ý nghĩ phải được ích lợi gì từ bên trong kinh tế nhà họ Ngô, điều càng khiến Ngô Tài Hà không biết chính là, với thực lực kinh tế của Hạ Tưởng, cũng không cần phải tham lam bất kỳ thứ gì từ nhà họ Ngô. Không chỉ có Ngô Tài Hà không biết thực lực tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng to lớn đến bao nhiêu, liền ngay cả ông cụ và Ngô Tài Dương đối với tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng rốt cuộc thực lực như thế nào, cũng là chỉ biết một mà không biết hai. Một lát trầm mặc qua đi Hạ Tưởng mở miệng. Chú ba quá khen, con cũng không có làm gì cả, so với sự trân trọng của ông cụ đối với con, việc con làm được còn chưa đủ. Không nói nữa, không nói nữa. Ông cụ Ngô gia rốt cuộc mở miệng, đem chiếc đũa nặng nề đặt xuống. Hạ Tưởng không nợ nhà họ Ngô gì cả. Nhà họ Ngô cũng không nợ Hạ Tưởng cái gì, huề nhau. Về sau nhà họ Ngô ai còn cảm thấy có thể có tư cách mở miệng hướng Hạ Tưởng yêu cầu cái gì quá đáng, chính là con cháu bất hiếu của nhà họ Ngô. Ông cụ Ngô ra thanh âm rất lớn, tất cả mọi người thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư, những người tham dự hội nghị nhà họ Ngô, không một ai không nghe được rõ ràng. Mỗi người đều hiểu được, lời nói của ông cụ, nhất ngữ định luật, phân rõ giới hạn giữa nhà họ Ngô và Hạ Tưởng. Về sau Hạ Tưởng đường có rộng bao nhiêu lớn, vị trí cao bao nhiêu, đều không quan hệ với nhà họ Ngô. Nhà họ Ngô nếu có ai dám lấy đủ loại lý do tiếp cận Hạ Tưởng và hướng Hạ Tưởng đề xuất bất kỳ yêu cầu gì, đều là vi phạm gia huấn nhà họ Ngô, vi phạm ý chí của ông cụ Ngô, chính là quên nguồn quên gốc. Ở ngoài mặt lời nói của ông cụ Ngô ra dường như bất công đối với Hạ Tưởng, kỳ nếu ngẫm kỹ sẽ hiểu, ông cụ là trân trọng yêu mến Hạ Tưởng. Nhà họ Ngô từ sau khi Ngô Tài Dương, lực lượng kế tục trên chính trị bắt đầu từ Ngô Tài Dương, trong nước bắt đầu tiến vào thời đại Hạ Tưởng. Ông cụ vì toàn thể nhà họ Ngô vẽ nên một giới hạn, chính là không muốn con cháu nhà họ Ngô không có việc gì làm liền lấy đủ loại lý do để tiếp cận Hạ Tưởng và hướng Hạ Tưởng đề xuất những yêu cầu đi quá giới hạn, khiến Hạ Tưởng khó xử. Có thể nói, một phen tranh luận hôm nay, cũng dẫn phát suy nghĩ sâu xa của ông cụ đối với tương lai lâu dài, nhất ngữ định càn khôn. Vì mối quan hệ rắc rối phức tạp giữa nhà họ Ngô và Hạ Tưởng quyết định một nguyên tắc chủ đạo, từ nay về sau, khi xử lý quan hệ giữa đời sau nhà họ Ngô và Hạ Tưởng, thước đo chính là lời nói của ông cụ Ngô ra hôm nay. Ngô Tài Hà không còn lời nào để nói, cúi đầu thật sâu. Ngô Tài Dương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói. Quan hệ giữa Hạ Tưởng và nhà họ Ngô vốn rất rành mạch, không có bất kỳ rằng co không rõ ràng nào. Tôi phê bình hắn. Là đứng ở trên lập trường giải quyết việc chung. Ngô Tài Dương ngụ ý là nói, ông thân là trưởng ban tổ chức trung ương, có tư cách phê bình những gì Hạ Tưởng đã làm, về phần người khác, bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính, không ở đúng vị trí thì không bàn chính sự, thì không cần lắm miệng. Ngô Tài Dương tuổi trẻ một mình ở nơi Tây Bắc xa xôi, quan hệ trong nhà vẫn hơi căng thẳng, tính cách chẳng những bất hòa với ông cụ, ở trong nhà cũng không nhận được sự hoan nghênh của Ngô Tài Giang và Ngô Tài Hà.
hiện tại ông đã về Bắc Kinh nhiều năm, quan hệ với ông cụ tuy rằng khôi phục được như lúc ban đầu, nhưng với Ngô Tài Giang, Ngô Tài Hà thì vẫn có khúc mắc. Gia sự Ngô gia cũng là một tờ hóa đơn khó tính toán, khó có thể tính rõ ràng minh bạch. Cho nên Hạ Tưởng mới rời xa gia sự nhà họ Ngô, cũng không nhúng tay chia rẽ. Hắn không có ý định đánh giá vị trí Ngô Tài Dương ở Ngô gia, cũng không muốn trợ giúp Ngô Tài Dương củng cố quyền uy người cầm lái trong gia tộc. Lời nói của Ngô Tài Dương khiến Ngô Tài Giang hơi lộ ra bất mãn, cũng không khiến Ngô Tài Hà sắc mặt càng thêm khó chịu. Tài Dương, chú nói như vậy, tôi là bề trên của Hạ Tưởng, cũng không thể nói hắn vài câu ư. Ngô Tài Hà rất là không vui. Hạ Tưởng cũng không nghĩ bữa tiệc đại gia đình của nhà họ Ngô hôm nay lại thành như vậy, cũng khiến hắn nhận ra sự bất hòa bên trong đại gia tộc này. Hắn vốn định dừng lại ở vấn đề này, ông cụ liền hừ một tiếng nói. Mấy đứa cãi nhau ầm ĩ đến như vậy có ích lợi gì, phải nghe Hạ Tưởng rốt cuộc là suy nghĩ như thế nào, nó không phải là người không phân rõ nặng nhẹ. Nếu là trước đây, Hạ Tưởng chắc chắn sẽ giải thích vài câu, hôm nay hắn lại thản nhiên cười, khoát tay áo. Nếu con và Ngô gia đã phân rõ quan hệ, hội nghị lần này thành bại cũng không quan hệ tới nhà họ Ngô, con cũng không cần phải giải thích gì nữa, thành bại đều một mình con gánh vác. Sự tình phát triển đến nước này, ông cụ Ngô gia còn chưa tỏ thái độ về việc Hạ Tưởng mời dự họp tại đại hội, thì bây giờ ông cụ dường như cũng không muốn tỏ thái độ, mà giơ lên chén rượu. Được, nói rất hay, nếu sự tình và nhà họ Ngô không quan hệ, Hạ Tưởng quả thật không cần phải giải thích rõ ràng, nào mọi người cùng nâng ly. Mấy người cùng nhau nâng chén, không khí lại khôi phục bình thường. Nhưng ở bên trong cái bình thường đó, đã có một mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Mười mấy năm sau, ba nhà Mai, Khâu, Phó vẫn phát triển như cũ, nhưng gia tộc nhà họ Ngô rầm rộ bề thế, năm đó từng huy hoàng một thời giờ đã chia năm xẻ bảy, khó có thể hình thành đủ cụ thể ảnh hưởng đến cục diện chính trị. Chủ yếu là thế hệ thứ ba, bên trong các gia đình con cháu không nên thân quá nhiều, lực ngưng ngưng tụ bắt đầu giảm xuống, hơn nữa khí hậu chính trị quốc nội kịch biến, thế lực gia tộc có sự suy thoái. Sự suy thoái của thế lực gia tộc tạo ra điều kiện cực kỳ có lợi cho một người leo đỉnh cao. Phân tán thế lực gia tộc tìm kiếm trận doanh mới, cuối cùng đều ngưng tụ tới một người, mượn uy vọng người này chấn hưng thế lực hùng phong của gia tộc. Cũng may mắn có người này tồn tại, mới khiến thế lực gia tộc có thể kéo dài, không có tan rã. Mà người này cũng mượn thời cơ thế lực gia tộc phân tán ngưng tụ, chặt chẽ nắm trong tay quyền to, khai sáng thời hoàng kim nhất trong lịch sử dân tộc Trung Hoa. Gia yến sau khi kết thúc, Hạ Tưởng trước hết cùng Liên Nhược Hạm nói chuyện trong chốc lát. Bàn về bước đi tiếp theo của tổ chức thành viên kinh tế. Đối với cách làm của Hạ Tưởng, Liên Nhược Hạm nâng hai tay tán thành, cô ôm cánh tay Hạ Tưởng, tựa đầu vào bờ vai của hắn nói. Nhà họ Ngô là nhà họ Ngô, em là em. Anh nói cái gì, em làm cái đó, dù sao em là người của nhà họ Hạ. Cảnh tượng trong bữa tiệc khiến Liên Nhược Hạm rất thích sự kiên quyết của Hạ Tưởng, tuy rằng là có mâu thuẫn xung đột. Nhưng cuối cùng khiến mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và nhà họ Ngô hoàn toàn vạch rõ giới hạn cũng là chuyện tốt. Hạ Tưởng xoa xoa cái mũi của cô. Được rồi, anh nhận ân tình này của phu nhân. Anh ngọt ngào quá. Liên Nhược Hạm đắc ý cười. Kế hoạch tổ chức thành viên kinh tế của anh rất khích lệ lòng người, em quyết định đợi đại hội của anh xong xuôi mới đi. Buổi tối, Hạ Tưởng ở lại nhà họ Ngô. Cơm chiều xong, hắn được mời tới thư phòng ông cụ Ngô gia. Tiến vào phòng mới phát hiện, chẳng những Ngô Tài Dương, Ngô Tài Giang và Ngô Tài Hà đều ở đó. Ông cụ Ngô ra vẻ mặt ngưng trọng, giọng điệu trầm thấp nói. Hôm nay trong bữa tiệc gia đình, người đông quá, có một số chuyện nói chưa rõ, hiện tại đúng là thời điểm. Hạ Tưởng rất cung kính nói. Mời ông cụ chỉ bảo. Còn ở bên sông Hạ Mã cử hành đại hội, ông có một đề nghị. Lúc trở lại phòng, Liên Nhược Hạm đã ngủ say. Tư thế ngủ của cô im lặng mà ngọt ngào như một đóa thủy tiên, làm người ta trong lòng vô cùng yêu thương. Hạ Tưởng nhẹ nhàng đắp cho cô một cái chăn mỏng, gặp ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rừng ở trên mặt của cô, trong nháy mắt nhưng lại khiến dung nhan của cô đẹp không sao tả xiết, giống như một tiên nữ. Bên tai vang lên lời nói của ông cụ Ngô gia, Hạ Tưởng tâm tình cũng giống như bầu trời đêm có ánh trăng, mênh mông vô hạn, ngàn dặm rộng lớn, hắn biết, đại hội bên sông Hạ Mã. Sẽ là một đại hội hoàn toàn mới, chắc chắn vì cục diện chính trị trong nước ném xuống một tảng đá lớn dẫn phát chấn động. Di động, liền đột ngột reo vang, may mắn hắn để chế độ rung nên không làm Liên Nhược Hạm tỉnh giấc.
Chủ tịch Tỉnh Hạ, ngày mai giữa trưa, phòng số 8 nhà hàng Toàn Tụ Đức, tôi mời khách, ngài có bớt được chút thời gian đến. Nghe thanh âm xa xôi nhưng quen thuộc truyền đến, Hạ Tưởng cười đầy thâm ý. Đối thủ kiên nhẫn, chỉ so với dự đoán của hắn nhiều hơn một giờ. Được, nên ngồi cùng y một lúc, nợ cũ nợ mới cùng tính cho xong. Ngay khi giải quyết vấn đề của Lưu Nhất Phàm, Hạ Tưởng đã có tính toán, chỉ đợi nha nội chủ động cắn câu. Không sai, thủ phạm sau lưng Lưu Nhất Phàm chính là nha nội. Ân oán giữa Hạ Tưởng và nha nội đã có từ lâu, sớm nhất bắt đầu từ dự án đất đai ở thành phố Yến, sau đó vì Quốc Hoa Thụy mà tiếp tục trở mặt, lại thêm lúc đến tỉnh Tề vì ý đồ thâu tóm tập đoàn đạt tài mà oán hận lại thêm chồng chất. Nếu tính cả trận thảm chiến thương trường giữa Tiếu Giai và nha nội, cho dù không tính Hạ Tưởng và nha nội vì bất đồng quan điểm chính trị mà thành đối địch, riêng những vấn đề khúc mắc về kinh tế nói trên thì hắn và nha nội hoàn toàn không có khả năng bắt tay giảng hòa. Sau khi Hạ Tưởng rời khỏi tỉnh Tề thì những xung đột với nha nội cũng giảm đi, nhất là sau khi tới tỉnh Tây thì gần như không giao thủ dù trực tiếp hay gián tiếp, nhưng cũng không thể phủ nhận những mâu thuẫn đó vẫn chưa được giải quyết, hắn và nha nội vẫn còn một vài việc đã treo mà chưa quyết, cần phải ngồi xuống nói rõ ràng thì mới hiểu rõ được. Không nhắc tới việc nha nội vẫn còn nắm giữ cổ phần tập đoàn đạt tài, thì việc nha nội bị Tiếu Giai Đường Hoàng thâu tóm một vài sản nghiệp, y nuốt trôi được cục nghẹn này mới là lạ. Hạ Tưởng cũng biết hắn cần phải lựa một cơ hội thích hợp ngồi với nha nội, trong mơ cũng không ngờ cơ hội lại tới nhanh đến vậy. Nha nội vậy mà cũng khơi đúng chủ ý của Lưu Nhất Lâm. Tình cảm vợ chồng của Lưu Nhất Lâm quả thật không êm ấm, nhưng bất hòa thì bất hòa, hôn nhân vẫn miễn cưỡng duy trì được, dù một trong nước một nước ngoài nên quanh năm suốt tháng cũng chẳng gặp nhau được một lần, ai yêu ai hận, chỉ cần có tờ hôn thú với dòng chữ đã kết hôn mà cơ quan thẩm quyền đã điền vào là được. Nhưng lại không ngờ rằng, nha nội không biết làm thế nào đổi tính, không còn thích theo đuổi nữ minh tinh hạng 2 hạng 3, ngược lại lại đi thích lên giường với vợ người khác, sau đó thì không biết sao mà lại nghĩa chúng Lưu Nhất Lâm. Quả thật, Lưu Nhất Lâm là một phụ nữ cực có hương vị, xinh đẹp, trầm tính, thân tại địa vị cao lại vô hình chung gia tăng sức hấp dẫn của cô. Còn có một điểm, phụ nữ sau cuộc hôn nhân lại được tự do. So với một phụ nữ độc thân chân chính lại càng làm cho một vài người khác phái động lòng. Lưu Nhất Lâm đúng là một điển hình vợ người, hơn nữa cô ta chẳng có con đã làm cho người đàn ông tầm thường như nha nội bất chấp tất cả để lao theo. Nha nội đầu tiên đúng là tặng hoa tặng quà cho Lưu Nhất Lâm, lại còn tỏ vẻ yêu chiều cưng nựng, sau đó lại năm lần bảy lượt lấy đủ mọi lý do tới thành phố Lỗ tiếp cận Lưu Nhất Lâm và còn ra ám chỉ cho Lưu Nhất Lâm. Cũng chính là Lưu Nhất Lâm, đổi người khác, nha nội đã trực tiếp đưa ra điều kiện trao đổi từ trước rồi. Kết quả làm nha nội thất vọng, Lưu Nhất Lâm khẽ liếc mắt đã đoán được ý đồ của y, không chờ y tỏ vẻ gì thêm đã nói với y ba chữ tuyệt đối không. Lòng tự trọng của nha nội bị tổn thương, đã từng theo đuổi phụ nữ cho dù không phải chưa nếm mùi thất bại nhưng bị từ chối thẳng thừng như thế là lần đầu tiên, hơn nữa lại còn bị làm cho bẽ mặt giữa bao người mà lại toàn là người quen. Trong cơn thịnh nộ, y đã cảnh cáo Lưu Nhất Lâm hoặc là xin lỗi hoặc là chấp nhận tình yêu ấy. Câu trả lời của Lưu Nhất Lâm vẫn là ba chữ tuyệt đối không. Nha nội không giữ được bình tĩnh. Nếu câu trả lời của Lưu Nhất Lâm khéo léo hơn chút nữa có lẽ sự việc sẽ không thể diễn tiến đến mức này, nhưng Lưu Nhất Lâm là một phụ nữ rất mẫn cảm, vô cùng phản cảm với những lời tỏ tình của người đàn ông chẳng chút cảm tình, nhất là nha nội, cô ta cho rằng nha nội không có ý tưởng sai trái gì với cô, không ngờ nha nội đã chạm tới chủ ý của cô, nên càng khiến cho cô ta cảm thấy vô cùng ác cảm, khi trả lời cũng chẳng nghĩ sâu xa gì. Hơn nữa cô cũng chẳng cho rằng nha nội sẽ nắm được tẩy của cô, vốn dĩ là một chuyện không đáng, chẳng lẽ lại có thể xảy ra chuyện lớn sao? Đúng là đã xảy ra chuyện, nha nội thâm hiểm và ích kỷ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, đã âm thầm lên kế hoạch đối với hôn nhân của cô, thủ đoạn nham hiểm, dụng tâm ác độc, dùng ly hôn để ép cô phải theo. Cô ta không trách ông chồng hữu danh vô thật kia tại sao lại nghe lời kích bác của nha nội mà ly hôn với cô cũng không đoán được rằng giữa họ đã có giao kèo gì, cô chỉ biết có hai con đường mà cô có thể đi, một là phục tùng thói dâm đãng của nha nội, cam tâm để y đùa giỡn, hai là bị bức ly hôn gây náo động dư luận khiến cho tiền đồ bị liên lụy. Ở vào đường cùng lực kiệt Lưu Nhất Lâm tìm tới Hạ Tưởng, trong tình thế này chỉ có Hạ Tưởng mới giúp được cô. Cũng chỉ có Hạ Tưởng mới có đủ năng lực giúp cô mà không có ý đồ gì đối với cô. Bất hạnh của Lưu Nhất Lâm là có một cuộc hôn nhân bất hạnh, may mắn của cô là cô quen được Hạ Tưởng.
về việc của Lưu Nhất Lâm, Hạ Tưởng đã nắm trong lòng bàn tay. Gian số 8 toàn tụ đức là gian chưa bao giờ được công bố ra ngoài, chỉ dành để chiêu đãi những vị khách tôn quý nhất, có tiền thôi, không đủ mà còn phải có quyền thế nữa. Nhà nội sở dĩ chọn toàn tụ đức để mở tiệc chiêu đãi Hạ Tưởng, một là vì thể hiện y là tay biết ăn chơi ở Bắc Kinh, hai là nghe nói Hạ Tưởng thích món vịt quay cũng là xuất phát từ ý muốn thể hiện thiện ý với Hạ Tưởng. Nhà nội chủ động muốn gặp Hạ Tưởng để chứng minh rõ rằng y có thành ý muốn ngồi xuống nói chuyện, hơn nữa lại còn cố ý ở dưới lầu chờ Hạ Tưởng hạ cố tới thăm. Dù sao, giờ Hạ Tưởng cũng đã là chủ tịch tỉnh. Nhà nội vẫn hận Hạ Tưởng tận xương tận tủy, nhưng khi chưa chuẩn bị tốt mọi thứ để giao thủ với Hạ Tưởng một lần, thì chỉ có thể nén giận nuốt hờn trước kia, hơn nữa với tình cảnh hiện tại đâu cho phép y giơ dao chĩa súng giằng co với Hạ Tưởng được. Hạ Tưởng hôm nay đâu còn là Hạ Tưởng ngày xưa nữa, đang dần dần tiến về phía mặt trời, mà y lại đang ở vào lúc trời chiều phía tây dãy núi, sự chuyển đổi luôn là tình thế mạnh hơn người. Chủ tịch Hạ, hoan nghênh, hoan nghênh. Từ trong đại sảnh nha nội đã thấy Hạ Tưởng xuống xe, vội ra cửa nghênh đón vô cùng nhiệt tình. Tắc đường nên khiến Tổng Giám đốc Cao đợi lâu rồi nhỉ, thật ngại quá. Hạ Tưởng cười nói khá tự nhiên, chia tay bắt tay nha nội. Phong thái Tổng Giám đốc Cao vẫn như trước thật khiến người ta ngưỡng mộ. Không dám, không dám, vẫn là phong thái Chủ tịch Hạ sáng chói, làm cho người ta bội phục. Nha nội mỉm cười tâng bốc Hạ Tưởng vài câu, rồi cung kính mời Hạ Tưởng bước vào trong. Trước đây nha nội có đi cùng Hạ Tưởng hoặc là vai sánh vai hoặc là bước trước một bước, luôn luôn muốn tỏ ra hơn Hạ Tưởng một bậc trong từng cái nhỏ nhất, nhưng hôm nay lại cố ý đi sau Hạ Tưởng một quãng, rõ ràng là muốn nhún nhường đầy tôn kính. Mà Hạ Tưởng lại hoàn toàn không phát hiện ra, vẫn nói vẫn cười cùng nha nội bước vào, nhưng khi vào phòng bước chân có phần chậm lại như muốn nhường nha nội bước vào trước, còn nha nội thì không nhận thấy mà còn lùi lại phía sau một bước. Hạ Tưởng làm bộ như không hề hay biết hành động xíu xiu đó của nha nội, cười lớn rồi sải bước vào trong. Trước Hạ Tưởng nha nội hoàn toàn bị áp chế. Sau khi cả khách và chủ ngồi xuống, nha nội vỗ vỗ tay, mấy cô gái lần lượt tiến lên với những phục trang truyền thống, cũng chẳng biết nha nội nghe từ đâu. Hạ Tưởng thích nét đẹp truyền thống liền tìm cho kỳ được những nữ sinh có khuôn mặt trái xoan ông ta cười vui vẻ. Chủ tịch Hạ, cổ nhân kết giao, vui hoa ghẹo nguyệt, hôm nay, chúng ta hưởng một khúc cổ phong. Chủ tịch thấy sao? Hạ Tưởng đưa mắt đảo qua một lượt rồi ha hả cười. Hay, rất hay, hiếm khi Tổng Giám đốc Cao có nhã hứng, nhưng thú chơi của cổ nhân là cầm kỳ thi họa, là tỳ bà rượu ngon, mấy cô gái này, ai có thể chơi bản, Dương Xuân Bạch Tuyết, sẽ là người ở lại đây. Con gái bây giờ đàn được đàn tranh đã ít lại càng ít hơn, nói chi là tỳ bà. Hạ Tưởng cố tình chọn Dương Xuân Bạch Tuyết, là muốn nói với nha nội rằng, chỉ là cây nhà lá vườn thôi, hà tất phải giả bộ thanh cao. Sau khi những cô gái mỹ miều nọ lui đi, nha nội cố che giấu vẻ mặt thất vọng và xấu hổ bèn nâng ly mời Hạ Tưởng. Chủ tịch Hạ, bỏ qua mọi chuyện giữa chúng ta trước đây, có câu nói thế này, gặp người cười tiêu tan ân thù, nào, xin mời. Hạ Tưởng nâng chén với nụ cười đầy thâm ý. Câu nói này là tiền đề đầu tiên. Nha nội sửng sốt, chén rượu trong tay dường như bất động, nhẹ nhàng thu trở lại, nở nụ cười cũng kém tươi hơn. Chủ tịch Hạ hẳn là muốn xen vào việc của người khác. Ám chỉ của Hạ Tưởng là mượn một câu, độ tận ba kiếp huynh đệ tại, để mở đầu, muốn nhấn mạnh rằng giữa huynh đệ mới có thể gặp người cười tiêu tan ân thù, mà hắn và nha nội đâu phải huynh đệ mà là đối thủ. Tổng Giám đốc Cao, tôi không phải người dỗi việc, chỉ là qua đường thấy sự bất bình mà thôi. Hạ Tưởng hôm nay không ngụy trang giả tạo đối với nha nội, có đôi khi đối với một số người không ra gì, không cần vòng vớt ho mệt, trực tiếp nói thẳng là có hiệu quả rất nhất. Hạ Tưởng sẽ không bị mê hoặc bởi nhiệt tình của nha nội, hắn nhẹ nhàng gắp một miếng thịt vịt béo ngậy, ngửi ngửi, lại thả trở xuống, lắc đầu cười. Kỳ thật tôi không thích ăn vịt nướng, vừa béo lại ngấy, tôi thích thực phẩm đạm bạc. Sự vật trên thế giới, quá nóng và quá lạnh cũng không tồn tại lâu, chỉ có ôn hòa mới là con đường vĩnh cửu. Thì như nước sôi không có hương vị, tuy rằng không hương vị, nhưng ai nấy đều uống, hơn nữa cả đời cũng uống không đủ. Sắc mặt của nha nội lại càng thêm khó coi. Chủ tịch Hạ, tôi chưa bao giờ cung kính với bất cứ ai, cho dù đó có là bí thư tỉnh ủy. Hạ Tưởng lạnh lùng nở nụ cười. Cảm ơn thịnh tình của Tổng Giám đốc Cao, chẳng qua cơm không vừa miệng, tôi cũng không có phúc hưởng. Nha nội tái người. Chủ tịch Hạ rốt cuộc muốn thế nào?
Hạ Tưởng cười lớn. Nhà nội hỏi tôi rốt cuộc muốn thế nào, tôi cũng muốn hỏi rốt cuộc anh muốn thế nào. Mấy lần phiền phức đều là do anh tự tìm lấy, cuộc gặp này cũng do anh chủ động sắp xếp mà. Tôi khuyên anh một câu, gắng kiếm tiền mà dưỡng già đừng có tạo sự tình gây sức ép, nếu chẳng may dùng sức quá mạnh dùng không kịp thì ngay cả tiền dưỡng lão cũng chẳng giữ nổi đâu. Tôi thấy cho dù một tháng có nhận được 30.000 tiền hưu trí cũng e là chẳng đủ mà tiêu đâu. Nhà nội bật dậy quát ầm ầm. Như thế là, anh định quản cả việc của Lưu Nhất Lâm. Nhà nội bao năm nay tung hoành ở Bắc Kinh chưa một ai dám trực diện uy hiếp hắn cho dù nhiệm kỳ mới sắp tới thậm chí sau cả nhiệm kỳ mới, dư uy vẫn còn lại có sức ảnh hưởng 5 năm chứ chẳng chơi, mà giờ Hạ Tưởng dám nói năng lỗ mãng với y, thật là quá ngạo mạn. Nhà nội, không phải tôi định quản việc của Lưu Nhất Lâm mà chỉ muốn cô ấy được an toàn. Hạ Tưởng cũng chậm rãi đứng lên, hành động cũng không nhanh nhưng áp lực uy quyền từ trên người hắn đã phát ra. Hơn nữa, tôi cho anh hay, cuối cùng cô ấy có phải ly hôn hay không thì cái ghế ủy viên thường vụ tỉnh Tề và bí thư thành ủy thành phố Lỗ thuộc về cô ấy là điều đương nhiên rồi. Trong ấn tượng, Hạ Tưởng luôn là loại người nham hiểm, từ khi nào bỗng biến thành người mạnh mẽ và ép người tới thế. Lời nói đanh thép của Hạ Tưởng đã khiến cho nha nội không thốt lên lời, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề, không khí trong phòng dường như đứng yên. Không biết bao lâu cuối cùng nha nội mới thở được một hơi dài, hẳn là vô cùng khiếp sợ khí thế ép người của Hạ Tưởng đã khiến y có cảm giác không thể thở được, qua nhận thức và kinh nghiệm của y thì đối mặt với Tổng Bí Thư cũng đâu đến nông nỗi này. Nha nội cảm thấy vô cùng mất mặt. Y tỏ ra rất kính trọng Hạ Tưởng là muốn có một bầu không khí đàm đạo tốt đẹp chứ không phải vì sợ Hạ Tưởng, nhưng giờ bị Hạ Tưởng ép cho lép vế, thì y không thể nhận thua. Chủ tịch Hạ, khoác lác quá coi chừng sẽ bị gió thổi bay, ha ha ha. Nhà nội ha hả cười. Hạ Tưởng nhẹ nhàng cười. Quen tôi nhiều năm như thế, đã bao giờ thấy tôi ăn ốc nói mò chưa? Nhà nội chợt sững lại, đầu óc quay cuồng, đúng thế. Hạ Tưởng chưa bao giờ ăn không nói có hơn nữa lời hắn nói ra cũng không thể không thành sự thật được. Nhà nội bình tĩnh lại, nhẹ nhàng ngồi xuống, vừa ngẩng lên không biết tự khi nào Hạ Tưởng cũng đã yên vị rồi. Chủ tịch Hạ, nhà nội nói một câu thận trọng. Tôi không hiểu vì sao anh lại muốn che chở cho Lưu Nhất Lâm. Tôi cũng không hiểu tại sao anh lại lưu tâm tới chuyện của Lưu Nhất Lâm. Hạ Tưởng nói, tôi cũng không hiểu đường đường là một nhà nội như anh. Để ý tới đàn bà của người khác đã là rất vô sỉ, bị cự tuyệt lại còn muốn ỷ mạnh hiếp yếu, anh không cảm thấy cách này là rất bị ổi sao? Anh! Nhà nội không thể nén nổi cơn giận. Hạ Tưởng, chưa tới lượt anh lên mặt dạy tôi. Được, tạm biệt. Hạ Tưởng cũng dứt khoát đứng dậy bước đi. Nhà nội nổi trận lôi đình, hôm nay mời Hạ Tưởng đến là muốn thương thảo trong hòa bình về vấn đề của Lưu Nhất Lâm. Dĩ nhiên nha nội cũng không thừa nhận khi thấy Hạ Tưởng cố ý gạt đi vấn đề Lưu Nhất Lâm, y sợ Hạ Tưởng sẽ thực sự ra tay nên mới bày ra chuyện mời Hạ Tưởng tới. Những tưởng rằng Hạ Tưởng ít nhiều sẽ nể mặt y, có lẽ sẽ đưa ra điều kiện trao đổi gì đó để đàm phán, chỉ cần Hạ Tưởng đưa ra yêu cầu chứng tỏ sự việc có chỗ trống mà thương thảo, nhưng không ngờ Hạ Tưởng lại không có chí hướng đó, ăn của y, uống của y nhưng lại chẳng nể mặt y, cũng chẳng giữ chút thể diện nào cho y. Dũng khí, thật sự có dũng khí. Chủ tịch Hạ xin hãy dừng bước. Nhà nội gọi Hạ Tưởng lại. Tôi có lời muốn nói, có việc muốn bàn bạc. Hạ Tưởng quay người, đứng lại. Sao, anh sẽ dừng lại chứ? Không, hoàn toàn ngược lại, điều tôi muốn nói với chủ tịch Hạ là tôi sẽ giành bằng được Lưu Nhất Lâm. Nhà nội mỉm cười. Lưu Nhất Lâm không phải người đàn bà của anh hà cớ gì lại vì cô ta mà ra mặt. Chỉ cần chính miệng anh nói với tôi cô ta là người đàn bà của anh, tôi sẽ lập tức chắp tay xin hàng. Nhà nội nói thật hay nhưng thực ra là đào sẵn một cái hố chờ Hạ Tưởng nhảy vào. Hạ Tưởng lờ đi lời của nhà nội. Nhà nội, lời tôi vừa nói không phải nói suông, coi chừng tiền dưỡng lão nửa đời của anh tan thành bọt biển. Trong vấn đề của Lưu Nhất Lâm anh cũng đừng có kè mặc cả, có những chỗ hổng không thể có kè mặc cả. Hơn nữa, nếu anh không có kiến ý gì. Mọi nợ cũ mới hôm nay hãy cùng nhau giải quyết rõ ràng. Nhà nội không dám tin vào tai mình, khí thế mạnh mẽ của Hạ Tưởng, cùng với ngày xưa như là hai kẻ khác nhau, y mường tượng vẫn đang già mồm lấn át. Con người tôi trọng bạn không trọng lợi, chỉ cần anh nói ra một lý do khiến tôi tin tôi sẽ lập tức không can thiệp vào chuyện của Lưu Nhất Lâm, mà còn gặp cô ấy để nói lời xin lỗi.
nhà nội vẫn đang chơi đòn thái cực khiến Hạ Tưởng không còn nhẫn nại thêm được nữa. Nhà nội, tôi chuẩn bị có được 3 sản nghiệp dưới tên anh rồi. Hạ Tưởng nhanh gọn dứt khoát không chút hàm hồ. Nếu như anh thấy vậy vẫn chưa đủ thì số tiền gửi tại Mỹ hay Thụy Sĩ hoặc là sẽ bị khóa lại vì tình nghi rửa tiền hoặc là tài khoản sẽ bị giới truyền thông các nước làm dùm beng. Cho dù loại mồi lửa nào thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, các tài khoản của anh ở nước ngoài sẽ được làm sáng tỏ mà có hợp pháp chăng nữa cũng không thể nhận lại. Nếu ở trên chưa đủ, chỉ riêng sản nghiệp của anh tại Mỹ sẽ phá sản trong vòng một tháng rồi phải bán đổ bán tháo cho người ta. Có lẽ chẳng nổi hai tháng công sức mười mấy năm lăn lộn của anh cũng sẽ thành miếng mồi béo bở cho người khác chén. Công sức mười mấy năm mà lại kết thúc sau hơn một tháng, từ một nha nội vang danh lại trở thành một kẻ bần hàn bất minh. Anh! Nha nội giận run người. Run bần bật vì tức giận khó bình tĩnh còn vì cả sợ hãi. Y không ngờ cả khối tài sản và tài khoản bí mật đó cũng không qua nổi con mắt Hạ Tưởng, mà lại còn bị hắn phanh phui hai năm rõ mười thì có khác nào không manh khố che thân đứng trước mặt Hạ Tưởng. Nhục nhã, nhục, nhục kinh khủng. Hạ Tưởng, anh ép người quá lắm. Nha nội sợ hãi, y đã thấy thủ đoạn của Hạ Tưởng, mới nếm qua thôi cũng thấy lợi hại rồi, biết Hạ Tưởng là người nói ít làm nhiều, giờ lại ngang nhiên uy hiếp y. Nghĩ lại khoảng thời gian trước giao thủ với Thiếu Giai tại sao Hạ Tưởng lại giấu tài không để lộ mà giờ mới biết người điều khiển phía sau chính là Hạ Tưởng. Giờ Hạ Tưởng không hề trốn tránh, trực diện uy hiếp y thì càng chứng tỏ, chẳng những hắn đã nắm được chứng cứ xác thực, mà rất có khả năng đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Nha nội kinh hoàng, không, bao năm ngang dọc khắp nơi trong nước chưa khi nào bị uy hiếp trực diện nhưng hôm nay, Hạ Tưởng cho y nếm cái cảm giác này là thế nào. Trước đây, chỉ có y là người luôn luôn uy hiếp người khác, luôn tự cho đó là lẽ đương nhiên, chỉ có y mới bóp mẽ được người khác, mỗi lần thấy đối phương buồn bực, xấu hổ, giận dữ rồi nổi cáu không nén nổi là y lại cười lớn, lấy đó làm điều vô cùng thỏa mãn. Nhưng bây giờ đổi lại, là người bị uy hiếp mới cảm nhận được cảm giác căm hận, bất lực, thoi thóp của đối thủ năm đó bị y dồn vào đường cùng, cảm thấy như một ngọn lửa thiêu đốt âm ỉ chỉ xém chút nữa là bật tung khỏi lồng ngực rồi. Nhớ lại trước đây những cô gái vô tội bị anh chiếm đoạt, nghĩ lại những người năm đó bị người ta làm cho khuynh ra bại sản, thì nha nội này, anh chẳng có tư cách gì nói tôi ép người quá đáng. Hạ Tưởng lạnh lùng cười thành tiếng. Nếu tôi thực sự bức anh quá đáng, tôi sẽ không cảnh cáo anh trước mà là trực tiếp ra tay không câu nệ, nếu không phải tôi nể tình anh thì bây giờ anh còn có thể ngồi đây cò kè mặc cả với tôi hay không? Anh bị lửa thiêu sống từ lâu rồi. Nha nội giận không thốt nên lời. Quả thật, ở Đức, sau khi Hạ Tưởng đã một lần nói ra lời không thích hợp rồi trở thành làn sóng ngoại giao không mấy hay ho, thế lực bảo thủ đã tấn công Hạ Tưởng, khi ấy nha nội cho rằng có thể khiến Hạ Tưởng một phen thảm hại, nhưng chẳng ngờ cuối cùng Hạ Tưởng chẳng những vượt ải chót lọt mà lại khiến cho thế lực bảo thủ suýt nữa bị thắt eo và thế là trộm chẳng được gà lại còn mất luôn nắm gạo, khiến cho phe bình dân vào lúc quan trọng nhất bán đứng thế lực bảo thủ, đâu chỉ có vậy, đoàn hệ và thế lực gia tộc đã thân lại càng thêm thân. Nếu như sóng gió dư luận trước đây, nhà nội có thể ảo tưởng rằng chính trường hoàn toàn có thể quật ngã Hạ Tưởng thì giờ đây y hiểu rất rõ rằng, Hạ Tưởng đã là một cánh rừng cổ thụ thế nên có mưa rền gió rít thế nào cũng không đủ sức quật ngã nổi hắn. Nhà nội như quả bóng xì hơi chỉ trong nháy mắt, nhìn thẳng Hạ Tưởng một lúc lâu, cuối cùng dưới ánh mắt khiêu khích của Hạ Tưởng, đã lùi bước, y bèn lảng đi, mệt mỏi ngồi xuống. Chủ tịch Hạ, tôi hứa từ nay trở đi sẽ không quấy rầy Lưu Nhất Lâm nữa. Còn hôn sự của Lưu Nhất Lâm thì sao? Hạ Tưởng sẽ không dễ dàng buông tha cho nha nội, mấy chuyện phiền toái đều do nha nội chủ động khơi mào, không cho y bài học thì không chừng lúc nào đó tà tâm trong y sẽ bật dậy và sẽ kiếm chuyện sinh sự. Còn nữa, khúc mắc trong kinh doanh giữa anh và Thiếu Giai tính thế nào cho trắng đen rõ ràng một lần luôn đi. Khúc mắc trong kinh doanh giữa nha nội và Thiếu Giai, mặc dù nha nội thất bại hoàn toàn là có thể kết thúc, nhưng nhà nội không cam tâm chịu thất bại mà còn luôn luôn tìm cơ hội để phản công hòng cướp lại, thi thoảng lại gây khó dễ cho việc làm ăn của Thiếu Giai, mặc dù phiền phức không lớn nhưng giống như một con cóc ghẻ quấn lấy chân, không cắn người nhưng lại khiến người ta ghét bỏ. Nhưng từ cách đánh nhỏ lẻ mà không dám đánh đập tàn nhẫn cũng có thể kết luận rằng nhà nội chỉ là hạng tép siêu, chỉ có thể dùng những thủ đoạn không được xếp hạng cho thấy y vô sỉ và thật bị ổi. Xóa bỏ tất cả. Nhà nội trả lời ngay tức khắc. Y hoảng sợ, thật sự rất sợ hãi. Tôi nói câu này. Hạ Tưởng quay người đi,
hình ảnh kiên định cuối cùng đó đã lưu lại một câu khiến y chẳng bao giờ quên được. Nhớ kỹ, muốn an hưởng tuổi già thì từ giờ trở đi lo mà làm tròn bổn phận của mình. Đừng có tư tâm tạp niệm, cũng đừng có luẩn quẩn con đường tà đạo, nếu không, anh cũng sẽ giống như bao công nhân viên chức xí nghiệp nghỉ hưu phải sống dựa vào những đồng trợ cấp dưỡng lão. Hình ảnh Hạ Tưởng không có bất cứ sự do dự nào đã biến mất ngay sau cánh cửa, nhà nội ngơ ngác nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ thấy Hạ Tưởng nhanh chóng lên xe rồi đi mất không một tiếng động, giống như một tia chớp đen mang lại luồng sáng đen rồi vĩnh viễn ở lại trong tiềm thức nhà nội như một bóng ma không thể xóa nhòa. Không chỉ là bóng ma mà là một cơn ác mộng, là một cơn ác mộng vẫn mãi tra tấn nửa đời còn lại của nhà nội. Tổng Giám Đốc Cao, làm sao đây? Hạ Tưởng mới đi chưa được bao lâu, không biết Quốc Hoa Thụy mọc lên từ đâu, hỏi một câu đầy thần bí như vậy. Cái gì làm sao? Nhà nội liếc mắt nhìn Quốc Hoa Thụy cào nhau. Sự việc hôm nay không được lọt ra ngoài, nếu không. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Nhà nội hừ hữ vài câu sắc lạnh, nhìn Quốc Hoa Thụy đầy lạnh lùng. Quốc Hoa Thụy gật đầu lia lịa. Nhất định sẽ không nói linh tinh, tôi cũng không phải người không đáng tin cậy, có phải vậy không Tổng Giám Đốc Cao? Thầm nghĩ. Xì, thứ gì chứ, bị Hạ Tưởng nhiếc cho là sống khom lưng cúi gối không bằng một con chó, giờ đây trước mặt mình bày uy phong nỗi gì, có bản lĩnh đi mà diệt Hạ Tưởng đi. Quốc Hoa Thụy ra ngoài, rút điện thoại ra, đắn đo giây lát, vẫn chưa tới dãy số đó, chuông reo mãi mới có người bắt máy mà gã lại làm như là người ta đang đứng trước mặt gã vậy, khom lưng kính cẩn. Chủ tịch Hạ, tôi là Quốc Hoa Thụy. Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Quốc Hoa Thụy cũng hơi ngạc nhiên. Sau thì cũng hiểu ra điều gì, cười cười. Quốc Thụy, chào cậu, sao, có việc gì thế? Cũng chẳng có gì quan trọng chỉ là tôi muốn báo cáo với Chủ tịch Hạ một chút chuyện vặt về Tôn Cao. Cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đẩy, đúng là đạo lý đối nhân xử thế cực kỳ đặc sắc. Quốc Hoa Thụy đã kịp thời quay lưng trước khi nha nội thất thế, phù hợp với tính cách của gã. Hạ Tưởng cũng không cự người ngoài ngàn dặm, cười ha hả. Được, được. Tôi nghe đây. Quốc Hoa Thụy nhận thấy Hạ Tưởng không có ý chối từ nên lại càng thêm can đảm. Cảm ơn Chủ tịch Hạ đã tin tưởng, mấy năm nay tôi đi theo nhà nội nên không ưa những gì ông ta làm. Thế này nhé. Hạ Tưởng cười ha hả, ngẫm nghĩ. Hoa Thụy, giờ tôi rất bận, có việc gì cứ trao đổi trực tiếp với Dương Uy nhé. Quốc Hoa Thụy hơi tự ái, Hạ Tưởng không trực tiếp nghe gã báo cáo, hiển nhiên là khinh thường gã nhưng suy cho cùng. Gã và Hạ Tưởng đâu có giao tình gì, người ta đường đường là chủ tịch tỉnh lại đang là lực lượng hậu bị trỗi dậy nhanh chóng, làm gì có thời gian mà nghe gã báo cáo về những việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi của nha nội. Mọi việc đều phải suy xét về lâu dài sau này là tốt nhất, chỉ cần chủ tịch Hạ đồng ý nhận gã thì lương hưu tuổi già không đáng lo ngại. Đầu năm nay, thật khó khăn, ai cũng chẳng muốn già cả, chứ sống mà chỉ dựa vào mấy ngàn hưu trí thì đúng là thời buổi cùng cực, thật là đáng sợ. Đúng là Hạ Tưởng quá lợi hại, nắm được vấn đề dưỡng lão chẳng những khiến cho người bên nha nội tan rã, ngay cả Quốc Hoa Thụy cũng lâm trận phản chiến, có thể thấy dưỡng lão đúng là chuyện lớn, ngay cả những người chức cao vọng trọng như nha nội và Quốc Hoa Thụy cũng không dám phớt lờ, huống hồ là bách tính mỗi ngày đều phải tính kế sinh nhai. Theo sắp đặt bước đầu của Hạ Tưởng là tối nay sẽ về thành phố Yến, trước là gặp mặt đám người Bành Vân Phong, thảo luận chi tiết hơn một chút, vì ngày mai sẽ mở đại hội. Sau khi chia tay nha nội, Hạ Tưởng về nhà họ Ngô gặp mặt Liên Nhược Hạm rồi cùng cô đến thành phố Yến, nhưng cô tay dắt tay bồng cũng có phần bất tiện, trước tiên phải thu xếp cho Liên Hạ và Liên Tâm, đúng lúc khởi hành, Hạ Tưởng lại nhận được điện thoại của Phó Tiên Tiên. Nhận điện thoại của Phó Tiên Tiên chẳng có gì là lạ, nhưng lạ là không ngờ Phó Tiên Tiên lại đang ngồi cùng với Vệ Tân và Tống Nhất Phàm. Tính cách của Phó Tiên Tiên như ngựa thần lướt gió tung mây. Cô ta giữ mối quan hệ bình thường với tất cả mọi người cho dù đó là Quý Như Lan, Nghiêm Tiểu thì hay là Cổ Ngọc, mối kết giao giữa họ bình thường như nước, có thể nói cô hoàn toàn tự do ở vòng ngoài giữa những người phụ nữ quanh Hạ Tưởng. Mối quan hệ giữa Nghiêm Tiểu thì và Quý Như Lan khá tốt, sau này cô cũng thân thiết với Cổ Ngọc, trở thành mẹ nuôi của con trai Cổ Ngọc mà những năm tháng sau này Quý Như Lan và Lý Thấm cũng thiết lập được tình bạn mật thiết không thể tách rời. Mối quan hệ thân tình mật thiết giữa Vệ Tân và Tống Nhất Phàm như chị em. Dường như chỉ có một mình Phó Tiên Tiên là giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
Nhưng may mà Phó Tiên Tiên thân là đại tiểu thư nhà họ Phó, vừa không cô đơn cũng chẳng thiếu thân tình, mình cô một cõi cũng không sao khiến Hạ Tưởng lo lắng được, điều Hạ Tưởng không ngờ là sao cô lại ngồi cùng Vệ Tân và Tống Nhất Phàm. Anh ngạc nhiên thế sao? Phó Tiên Tiên đoán biết Hạ Tưởng rất kinh ngạc, cười nói. Anh ngạc nhiên cũng phải thôi, sau này em còn làm nhiều việc khiến anh ngạc nhiên hơn nữa. Đừng có xem thường em luôn luôn cất giấu bản lĩnh thật sự của mình mà. Hạ Tưởng cười hi hi. Anh sẽ chờ một ngày em cho anh thấy bản lĩnh thật sự. Không cần đâu, bây giờ anh đến đây là được, em, Vệ Tân và Nhất Phàm đợi anh ở biệt thự Tây Sơn. Vừa dứt lời, Phó Tiên Tiên liền ngắt máy. Đùa trò gì thế này, nhà họ Ngô cách biệt thự Tây Sơn một quãng, nếu mà tới đó cũng phải mất ít nhất hơn một tiếng. Hạ Tưởng nhìn đồng hồ tay, còn chưa nói, Liên Nhược Hạm đã mở miệng. Lại em nào hẹn gặp anh? Mở miệng ra là giễu cợt. Hạ Tưởng bất đắc dĩ buông tay. Em nào chứ, công việc thôi, thành viên tổ chức kinh tế. Dù sao cũng quá quen với việc anh nói dối không máy mắt rồi. Liên Nhược Hạm nhéo Hạ Tưởng một cái, không đau cũng không quá đau. Không phải em lo cho anh đâu mà là muốn cảnh cáo anh, sau này anh là người phải lo việc lớn, không cần vì cái nhỏ mà lỡ cái lớn, phải đứng thẳng đứng đường hoàng thì mới có thể xử lý chu toàn mọi việc được. Nếu như mấy câu nói trước là khá khéo léo và rất mực độ lượng thì câu cuối cùng chính là khẩu khí của Hoàng hậu nương nương, xử lý chu toàn mọi việc. Giống như là Hạ Tưởng cần đối xử bình đẳng với những người phụ nữ của mình mà không được thiên vị một ai. Đương nhiên, lý giải thành bảo Hạ Tưởng đối đãi bình đẳng với mỗi một thành viên tổ chức kinh tế cũng được. Tóm lại một câu, Liên Nhược Hạm ám chỉ chính là nhắc nhở Hạ Tưởng nên thu lại được rồi, lại không khiến Hạ Tưởng quá mức khó chịu. Hạ Tưởng cười ha hả, ôm Liên Nhược Hạm. Nếu là thời cổ đại em sẽ là cô bổ nhí đáng kính nhất. Thôi đi, anh là bổ nhí thì có. Liên Nhược Hạm cười mắng một câu. Nếu là thời cổ đại em còn không có danh phận gì sao? Ít nhất phải là một danh phận nắc ninh với vợ cả. Ha ha ha. Hạ Tưởng cười lớn. Không đúng, nếu là thời cổ đại em sẽ là Liên Quý Phi của trẫm. Vậy nếu như chẳng may Hoàng hậu ốm chết thì em có phải là Hoàng hậu đường đường chính chính không? Liên Nhược Hạm cười ác ý, cố ý nói với một giọng trầm trầm. Thôi đi, cho cung đình xem nhàm rồi. Hậu cung trong hoàng thất nơi nơi đều có những lục đục như thế. Hạ Tưởng vui vẻ, Liên Nhược Hạm vẫn là Liên Nhược Hạm của năm xưa, dám yêu dám hận dám làm dám chịu, mười mấy năm rồi vẫn luôn ôm trong mình mối tình đầu không đổi. Được rồi, nếu hẹn với giai nhân thì mau đi đi. Em sẽ không đến thành phố Yến cùng anh đâu, em đi trước đây, em muốn gặp Lý Thấm trước đã để thương lượng một chút chuyện. Liên Nhược Hạm đập đập vào vai Hạ Tưởng, vô cùng rộng lượng. Coi như anh thành thật không như những người khác, số của gái thì lưu thành lãnh đạo cấp trên, số của em ba là thị trưởng, em tư là bí thư tỉnh ủy, thị trưởng và bí thư mà gọi tới thì tới, ngay cả bà xã cũng cổ vũ chồng khẩn trương đến gặp lãnh đạo để báo cáo công tác, còn khích lệ ông xã cố mà làm cho tốt. Hạ Tưởng bị Liên Nhược Hạm giễu cho tới nỗi không thể nói được gì, chỉ có thể ha hả cười mãi không ngừng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liên Nhược Hạm đến thành phố Yến trước một bước, theo sau, Hạ Tưởng tới chào ông cụ và Ngô Tài Dương, sau đó đến thẳng biệt thự Tây Sơn. Lần trước, Hạ Tưởng cùng đến xem căn biệt thự với Vệ Tân và Tống Nhất Phàm, dưới sự giám sát của Vương Chi Chí, một tháng sau ngôi biệt thự đã tu sửa xong và được đưa vào sử dụng. Sự biết ơn của Vương Chi Chí dành cho Hạ Tưởng không thể diễn tả nổi bằng lời. Ông ta đã dốc toàn bộ tình cảm của mình vào căn biệt thự này, khiến cho tốc độ tu sửa không những nhanh chóng mà còn sử dụng toàn những vật liệu thân thiện với môi trường. Cốt lõi nhất chính là Vương Chi Chí không nhận bất cứ một xu nào. Vệ Tân vốn muốn qua một thời gian nữa mới dọn về ở, cô ta và Hạ Tưởng đều là người hoài niệm, nhà cũ khó quên. Nhưng Tống Nhất Phàm lại có lòng muốn cô dọn tới, lại bị sự háo hức của Tống Nhất Phàm mời gọi, Vệ Tân đã đồng ý. Nhà mới quả thật khá tốt. Có ban công rộng rãi, có hồ bơi, trước sau đều có hoa viên lại thêm hòn non bộ, không khí trong lành, quả đúng là một vùng đất chủ phú phong thủy tốt dễ thích nghi. Vệ Tân rất vui vẻ. Hạ Tưởng tới biệt thự Tây Sơn, gõ cửa phòng Vệ Tân nhưng người mở cửa là Phó Tiên Tiên. Vừa thấy Hạ Tưởng, Phó Tiên Tiên đã nhăn nhó. Sao, không ngờ là em à, không ngờ em lại đến đây mà lại còn có thể làm bạn với Vệ Tân và Tống Nhất Phàm chứ gì. Nói cho anh hay. Bản lĩnh em khá mà chỉ là anh không biết thôi.
hạ tưởng chịu thua. Có ai nói bản lĩnh em nhỏ đâu, không phải người câm cũng đâu cần phải líu ra líu díu đến để chứng minh đâu. Anh lại muốn mắng khéo em à? Phó Tiên Tiên khoanh tay trước ngực không cho hạ tưởng vào, không ngờ khí thế hăng hái của cô lại bị người ta kéo sang một bên. Anh vào nhanh đi, đợi anh lâu lắm rồi. Là Tống Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm chẳng để ý Phó Tiên Tiên là ai, không ai có thể ngáng đường hạ tưởng. Phó Tiên Tiên đành phải trở về hình dáng cũ, nhẹ nhàng bước theo sau hạ tưởng, bộ dạng y chang như một đứa trẻ mắc lỗi. Hạ tưởng cũng không đếm xỉa tới cô, bị bàn tay nhỏ của Tống Nhất Phàm kéo lên ban công tầng 2. Trên đó có ô che nắng và mấy chiếc ghế dựa, vệ tân vội vàng sắp dưa hấu và các loại hoa quả mang lên. Hạ tưởng cười hỏi. Làm gì vậy, nhưng anh nói trước 2 tiếng nữa anh phải tới thành phố Yến nên không rảnh rang đâu. Không mất nhiều thời gian của anh đâu. Vệ tân lau lau mồ hôi trên trán, lọn tóc của cô nhẹ nhàng xóa xuống chặn mất tầm nhìn. Hạ tưởng tiện tay giúp cô vén lên nhưng ngay tức khắc bị cô khéo léo khước từ đẩy ra. Lúc ấy hạ tưởng mới ý thức được không những Tống Nhất Phàm ở đó mà Phó Tiên Tiên cũng có mặt, đúng là không tiện thể hiện những cử chỉ thân mật như thế. Nhưng vệ tân cũng mỉm cười hạnh phúc, một người đàn ông vì cô mà vén tóc rất tự nhiên như thế chứng tỏ tình yêu dành cho cô rất sâu sắc, trong lòng cô ngập tràn hạnh phúc. Không mất nhiều thời gian của anh đâu. Phó Tiên Tiên lặp lại lời của vệ tân một lần nữa rồi nói tiếp. Muốn bàn bạc với anh chuyện này, nhiều nhất mất khoảng 1 tiếng thôi. 1 tiếng sau 3 chị em sẽ đi cùng anh tới phía nam thành phố Yến, thế nào, anh vui chứ? Hạ tưởng mỉm cười. Bàn việc chính trước đã. Tống Nhất Phàm cầm miếng dưa hấu đưa lên miệng hạ tưởng. Anh Hạ, ăn dưa đi, em đã để trong nước lạnh như thế sẽ ngon hơn nhiều so với để dưa trong tủ lạnh. Khó mà từ chối lời của người đẹp, hạ tưởng đành phải ngồi xuống ăn dưa. Giờ đúng 1 giờ chiều, biệt thự Tây Sơn tựa vào núi nên ánh dương chiều vượt núi xuyên nước và rớt xuống trên ban công thành từng vệt dài. Quả nhiên là chốn tuyệt đẹp, hạ tưởng thầm nghĩ, xem như là mua đúng, vệ tân ở đây lâu cũng hợp với tính tình thản nhiên của cô. Ăn xong dưa, hạ tưởng mất cả hình tượng chủ tịch tỉnh khi lau miệng, nói. Nói đi, có chuyện gì cần bàn bạc? Em muốn rót vốn vào bệnh viện. Phó Tiên Tiên vừa nói ra đã làm hạ tưởng rất ngạc nhiên. Tại sao lại muốn rót vốn vào bệnh viện? Hạ tưởng khó hiểu. Vì bệnh tình của vệ tân. Phó Tiên Tiên bình thường là một cô gái tùy tiện, không yêu sầu thương cảm cũng chẳng tâm sự nhưng đột nhiên giọng trầm hẳn, vẻ mặt trầm tư. Em mới biết căn bệnh quái ác của chị vệ thấy rất buồn. Mỗi năm bệnh của chị đều phải chi tới 10 mấy ngàn, nếu là gia đình bình dân thì không thể chị nổi, chỉ có nước chờ chết mà thôi nên em trộm nghĩ. Nếu em đầu tư vào một bệnh viện công ích thì hàng năm có thể cứu được hàng mấy chục tới hàng trăm bệnh nhân cũng coi như là đáng giá. Hạ tưởng ngẩn người không ngờ một Phó Tiên Tiên bình thường vô tư lự chưa bao giờ quan tâm khó khăn nhân gian đột nhiên lại có lòng thiện tâm, có lẽ do bệnh tình của vệ tân khiến cô biết quan tâm tới khổ đau của nhân gian. Bởi vậy, cũng khiến cho hạ tưởng nhìn thẳng vào hiện tượng quan trọng là ngọn núi lớn của vai trò y tế. Từ Bắc Kinh cứ nhằm thẳng hướng thành phố Yến mà đi một mạch. Trên xe tổng cộng có 5 người, ngoài lái xe, còn có vệ tân, Tống Nhất Phàm, Phó Tiên Tiên và hạ tưởng giống như những gì Phó Tiên Tiên nói, hạ tưởng và 3 người đẹp cùng đi, cứ thẳng tiến về thành phố Yến. Giờ đây hạ tưởng không lái xe nữa, xếp lớn mà, cũng chẳng ngồi ghế trên nữa, thật ra với tuổi tác hiện giờ của hắn thì cũng vẫn tự mình lái xe được, chỉ là trong hạn định nên đành thôi. Nếu để hắn cầm lái thì trên xe ít người thôi nhưng bây giờ có tới hẳn 5 người. Hơi chen chúc một chút. Tống Nhất Phàm lại muốn chen chúc chứ nhất quyết không chịu ngồi xe khác nên hạ tưởng đành chiều ý cô. Cô ta lại còn muốn ngồi ở phía sau sát bên hạ tưởng. Hạ tưởng ngồi ở phía sau bên phải, trước hắn là vệ tân, Tống Nhất Phàm ngồi bên trái hắn còn ngồi bên trái Tống Nhất Phàm chính là Phó Tiên Tiên. Vốn dĩ Phó Tiên Tiên ngồi sát ngay bên hạ tưởng vì cô còn rất nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng Tống Nhất Phàm lanh chanh chen luôn vào giữa. Cô ta nhỏ nhất lại được hạ tưởng cưng chiều nhất nên đành nhượng bộ. Lần đầu tiên Phó Tiên Tiên có ý ganh với Tống Nhất Phàm, bình thường cô mới là người được hạ tưởng cưng chiều nhất nhưng giờ mới biết Tống Nhất Phàm mới là cô em út được hắn yêu chiều nhất. May mà Tống Nhất Phàm chỉ là cô em út của hạ tưởng chứ không phải người đàn bà của hắn. Phó Tiên Tiên bực mình là do Tống Nhất Phàm chen vào giữa cô và hạ tưởng khiến họ nói chuyện không được tự nhiên. Ở biệt thự của vệ tân Phó Tiên Tiên vẫn chưa nói hết ý đồ của mình,
vì hạ tưởng đề nghị trên đường vừa đi vừa bàn bạc. Đúng là vừa đi vừa trò chuyện, nhưng những ánh nhìn sáng quắc như bóng đèn cao áp của Tống Nhất Phàm khiến Phó Tiên Tiên vừa bực mình vừa cười thầm chế nhạo Tống Nhất Phàm chẳng khác nào ủy nhỏ lên mặt. Cô cười nhạo thế nhưng thật ra cũng chẳng có dã tâm gì, vì tính khí con trẻ khiến cho Phó Tiên Tiên không thể quá đáng với Tống Nhất Phàm, dù gì, cô còn lớn hơn Tống Nhất Phàm mấy tuổi. Suy nghĩ của em hay đấy, nhưng thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, không phải anh làm mất đi sự hăng hái của em, đầu tư vào bệnh viện công ích, mỗi năm phải tiêu hao ít nhất vài trăm triệu cũng không đủ. Hạ Tưởng chỉ ra mâu thuẫn đầu tiên trong ý tưởng của Phó Tiên Tiên, sau đó mới nói đến trọng tâm. Cổ nhân có câu, cứu bệnh không cứu nghèo, cứu người trị bệnh là việc tốt nhưng không thể hoàn toàn cho không, nếu muốn có một chính sách trị bệnh cho người nghèo hợp lý không phải chỉ cần có lòng có tiền là được mà còn cần cả trí tuệ, mà cả ba cái ấy không được thiếu một cái nào. Chuyện nhỏ, anh lại phức tạp hóa rồi, em muốn mở rộng cánh cửa miễn phí thì ai bước vào đó, ai mới được chữa bệnh miễn phí, có gì mà không được. Phó Tiên Tiên nghĩ mọi việc đơn giản hơn và rất không hài lòng với những gì Hạ Tưởng nói. Em nghĩ mọi chuyện quá lý tưởng hóa rồi. Hạ Tưởng lắc lắc đầu. Kinh tế trong nước của những người có thu nhập thấp, có bao nhiêu người có Mercedes-Benz mà vẫn đi xin. Thậm chí tiền cứu tế trong nước rất thấp, mỗi tháng chỉ có 1.000 đồng còn không đủ tiền ăn, nhưng vẫn có kẻ giả mạo nghèo đói để xin được trợ cấp. Dân trí thức khôn hơn em tưởng, mà cái khôn lại được che đậy bằng tư tâm và tôn nghiêm, em đã lường trước được cái giá rẻ nhất của nó chưa? Phó Tiên Tiên há hốc miệng một hồi. Mặc dù cô rất đáng yêu nhưng lúc cô biểu lộ vẻ kinh ngạc thì Hạ Tưởng không thể nói được gì. Mong muốn của Phó Tiên Tiên là cao đẹp, nhưng cô đâu hiểu bản tính kém cỏi của dân trong nước, một vài người vì món lợi nhỏ mà có thể phát huy tối đa khả năng của mình, nhưng trên thực tế cuối cùng lại tổn thương chính bản thân mình. Ở Italia có một thành phố khoảng 200.000 nhân khẩu thì có tới hơn 30.000 người là Hoa Kiều, mà phần lớn là dân Ôn Châu. Nơi mà họ tập trung nhiều nhất gọi là thành Ôn Châu. Lúc đầu họ đã có nhiều đóng góp cống hiến góp phần phát triển kinh tế nên đã được nhiều người dân bản địa hoan nghênh. Nhưng giờ đây, do cạnh tranh, do bản tính khôn vặt người Trung Quốc, bắt đầu đùa giỡn với việc làm ăn, hàng nhái bắt đầu lan tràn, thế là thành quả mười mấy năm vất vả đã bị hủy hoại trong chốc lát, chính quyền địa phương vào cuộc, niêm phong điều tra từng nhà máy sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thời huy hoàng qua đi. Người Hoa bị người bản địa kỳ thị mà làm ăn cũng tụt dốc không phanh, chỉ có thể cố gắng cầm cự. Thì cũng giống như các nhà buôn Đông Bắc trước đây, lúc mới đầu làm ăn với Nga cũng tuân thủ nghiêm ngặt điều lệ, chẳng bao lâu tự cho mình là giỏi giang, tự ăn bớt xén tiền nguyên vật liệu rồi làm hàng nhái hàng giả, hoàn toàn tự hủy hoại trường thành. Cho tới hôm nay cứ nhắc tới hàng tàu trên đất Nga là bị dân bản địa cho rằng đó là hàng giả, hàng kém chất lượng. Khôn vặt chung quy cuối cùng khó làm nên nghiệp lớn. Kinh doanh hợp pháp, thành thực mới là con đường lâu bền. Chỉ tiếc là có quá nhiều người lợi dụng khe hổng đó, trên thế giới cũng chỉ có một quốc gia mới có thể chế ra dầu ăn từ nước thải cống rãnh ở các đô thị, gạo cadmium, thịt lợn phát sáng và bột thịt nạc thịt lợn nhiễm clenbuterol, đó chỉ có thể là Trung Quốc. Phó Tiên Tiên dù có tiền, nhưng cũng không thể lấp đầy thói tư tâm và tham lam, hám rẻ mà bất chấp của người Trung Quốc, bệnh viện công ích chỉ có thể là một giấc mơ xa vời. Nếu thật sự mở ra chỉ e là lúc đó đến bệnh viện là rất nhiều người có tiền nhưng giả nghèo giả khổ, còn người nghèo thực sự thì chẳng có được cơ hội đó. Một quy chế hợp lý có thể cam đoan để bệnh viện công ích phát triển bền vững là điều tiên quyết, Hạ Tưởng không thể phủ nhận lòng thiện của Phó Tiên Tiên, càng không thể không giúp cô thực hiện giấc mơ đó, hắn tiếp tục. Bệnh viện phải trị liệu miễn phí, chỉ dành cho người có thu nhập thấp, không có khả năng kinh tế hay những người neo đơn đã được thẩm tra để cho đúng người. Có khi bệnh tình người bệnh nguy kịch thì phải ưu tiên cho việc cứu người. Nhưng vấn đề là, làm thế nào để bệnh viện phát triển bền vững, lâu dài và tuyệt đối không cho những người có tiền có quyền có cơ hội chiếm đoạt cái vốn chỉ thuộc về người nghèo khổ. Em đã nghĩ được chế độ hợp lý nào chưa, sau việc phải bảo đảm vừa chữa được bệnh miễn phí cho người nghèo vừa ngăn chặn bọn có tiền không có quyền xâm phạm, sau đó phải làm gì để bù lại đây? Phó Tiên Tiên lắc lắc như con lật đật. Chưa, em chưa nghĩ ra. Nếu cái gì em cũng đều nghĩ được thì em đã chẳng phải là Phó Tiên Tiên mà đã là cô Hạ Tưởng rồi. Hạ Tưởng cười, nói. Bệnh viện công đạo mặc dù hướng về người nghèo khổ nhưng nếu như em có trong tay những bác sĩ ưu tú, thanh danh truyền đi thì có không ít kẻ quyền người giàu thi nhau tìm tới. Lúc đó bọn họ chỉ cần chữa trị thôi, em lại không thể cự tuyệt vì chữa bệnh cứu người là cốt cán của bệnh viện, em sẽ làm sao?
Phó Tiên Tiên chớp chớp mắt, mỉm cười thâm hiểm. Em hiểu rồi, hãy tóm lấy bọn họ sau đó lấy tiền trong túi bọn họ thêm vào nguồn trợ cấp của quần chúng nghèo khổ. Hạ Tưởng gật đầu. Đúng mà cũng không đúng, không thể kêu gọi bọn họ mà phải khiến bọn họ cam tâm tình nguyện ném ra rất nhiều tiền. Nôm na như mỗi doanh nghiệp tùy tâm mà quyên góp sau đó lưu tên anh ta và khắc lên tấm bia ở bệnh viện để tên anh ta lưu danh đời đời thì có ai nỡ chối từ. Lại nữa, mỗi năm một lần công bố danh sách những nhà hảo tâm có đóng góp to lớn cho bệnh viện, in tên bọn họ lên trang phục và tất cả mọi đồ dùng cần thiết của bệnh nhân trong viện, v.v. Thanh danh nhất là thiện danh đó chính là của cải lớn nhất trong đời mỗi người. Anh thật thông minh. Phó Tiên Tiên gật đầu tán thành. Đúng là quan trên có khác, nhận thức luôn vượt xa người thường, mưu sự đâu ra đó khiến người ta không thể không mắc lừa. Hạ Tưởng cười ha hả. Em đang khen hay chê anh, có chê anh hơn nữa cũng chẳng thấm tháp gì, đó là lẽ trời tại sao lại nói là tính kế như thế. Chỉ là giúp người giàu bất nhân tích chút ân đức thôi mà, không biết chừng sau này bọn họ lại dốc sức cảm tạ em đấy chứ. Đang nói chuyện, chẳng mấy chốc xe chạy dưới cầu của sông Hạ Mã, đúng lúc hoàng hôn. Trên cầu người qua kẻ lại đúng là một cảnh tượng hài hòa mỹ mãn. Hạ Tưởng vừa mới nói với Phó Tiên Tiên trọng trách nặng nề giờ đã bị cảnh đẹp bên ngoài hấp dẫn cũng bớt ưu tư hơn, giục lái xe. Dừng xe. Xe vừa dừng, hắn đã nhảy ngay xuống, đứng trên cầu, nhìn từ xa sông Hạ Mã với những đợt sóng lăn tăn lung linh như hàng vạn ánh vàng nhấp nháy. Đẹp tuyệt vời, nhớ lại trận hồng thủy năm đó, từng là giấc mơ và lòng nhiệt thành. Hôm nay đây nó đã thành hiện thực khiến cho con người ta không khỏi bồi hồi khi nhớ lại chuyện năm xưa. Quận Hạ Mã chính là nơi Hạ Tưởng cất cánh bay vào chính trường và cũng chính là nơi đầu tiên cho Hạ Tưởng thỏa chí thực hiện giấc mơ mà hắn đã ấp ủ. Chính nơi đây hắn đã trải qua những bước thăng trầm đầy khổ đau để gặt hái được thành công chói lọi như hôm nay và cũng chính nơi này đã đặt những viên gạch vững chắc đầu tiên cho con đường tiến thân của Hạ Tưởng. Quận Hạ Mã, sao không làm ta hiểu được? Dòng Hạ Mã. Sao không làm ta mặc sức mường tượng? Hạ Tưởng vừa xuống xe, Phó Tiên Tiên, Tống Nhất Phàm và Vệ Tân cũng lục tục xuống theo, bọn họ lặng lẽ đứng phía sau, không nói được lời nào vì bị hấp dẫn khi thấy Hạ Tưởng đang say sưa như thế. Họ hiếm khi thấy hắn say sưa tới sững sờ như thế, ánh hoàng hôn vương trên gương mặt lạnh lùng đầy nam tính khiến ánh mắt hắn u buồn mà thần thương, như thể thời gian rất dài nhưng lúc này đây lại đứng yên, chỉ có trong mắt Hạ Tưởng là giống như nước sông. Chậm rãi chảy xuôi. Phó Tiên Tiên, Vệ Tân và Tống Nhất Phàm mặc dù nghĩ là khác nhau, nhưng đều cùng lúc nhớ về quãng thời gian lần đầu tiên quen Hạ Tưởng, kịch tính rầm rầm rộ rộ ở quận Hạ Mã năm đó, sự hung hiểm khi liều chết ngăn cản hồng thủy ở sông Hạ Mã năm đó, sự ấm áp khi cùng Hạ Tưởng tản bộ bên sông Hạ Mã năm đó, nhất nhất tái hiện trong lòng. Đúng là ký ức khó luân hồi là chuyện cũ khó tái hiện. Việc đẹp nhất trong đời người chính là chính mình có thể nhớ lại và hiểu ra những ký ức đó. Bỗng nhiên có một tiếng thét thất thanh khiến bọn họ bừng tỉnh khỏi những ký ức đẹp. Cứu với, có người nhảy sông tự vẫn. Vừa lúc đó khoảng mấy chục mét Hạ Tưởng cũng thấy có một người nhảy từ trên cầu xuống, dưới ánh hoàng hôn, một tia sáng chói lòa hiện ra rồi, một tiếng rơi xuống dòng Hạ Mã sâu mấy mét. Hạ Tưởng thấy rất rõ, người tự vẫn đầu tóc bạc phơ hay nói cách khác. Đó là một cụ già tóc bạc. Mau cứu người. Trong tình thế cấp bách Vệ Tân cũng sợ hãi kêu lên. Vì khoảng cách không xa, Phó Tiên Tiên và Tống Nhất Phàm cũng thấy rõ ràng, hai người họ đã chứng kiến cảnh tự vẫn bao giờ đâu vừa ngạc nhiên vừa sợ lại xen lẫn cả lo lắng. Tống Nhất Phàm ối, một tiếng rồi lao về phía trước, muốn ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng. Phó Tiên Tiên cũng nhất thời hoảng loạn, không thể không dựa vào Hạ Tưởng. Hai tay Hạ Tưởng vịn trên thành cầu. Lực trọng tâm của cơ thể đều dồn hết về phía trước vừa bị Tống Nhất Phàm đẩy, lại bị Phó Tiên Tiên tựa vào, lại mất cảnh giác chợt buông tay ra, cả người rơi xuống thành cầu. Chỉ trong giây lát, Hạ Tưởng đã bám ngay theo sau người tự vẫn, cũng một tiếng rồi rơi xuống sông. Nhiều trường hợp cho dù có tận mắt anh thấy nhưng cũng chưa chắc đã là thật. Trong thâm tâm con người, cứ một người nhảy sông tự vẫn là sẽ có một anh hùng không nề hà lao xuống cứu người. Đúng là nhảy từ trên cầu tầm mấy chục mét xuống đã vẽ ra một đường cong hoàn mỹ và làm cảm động vô số người. Nếu như bọn họ biết vị anh hùng cứu người đó là chủ tịch tỉnh thì e là sẽ trở thành tin tức chấn động người dân cả nước. Chỉ tiếc là sự thật không phải như thế. Công bằng mà nói, nếu là trước kia Hạ Tưởng cũng sẽ không quản nguy lao xuống cứu người nhưng hắn của bây giờ đã khác,
một mình hắn tác động tới vô số người hơn nữa lại còn có thể tạo ra những sự kiện chính trị trọng yếu hơn. Cứu một người không hề gì nhưng nếu như rơi vào cái bẫy của phe bảo thủ thì sẽ bị chỉ trích là không đủ chín chắn nên khó mà đảm đương trọng trách, khi đó sẽ rất phiền toái. Cái khó của chính trị gia chính là phải cân nhắc lợi hại, dù gì hắn cũng đâu phải người bình thường mà là nhân vật then chốt, nên phải để trong đầu cái nhìn đại cục của thiên hạ mà không thể chỉ vì cái dũng nhất thời được. Hơn nữa, Hạ Tưởng hiện tại xuất hành, có cả lái xe và vệ sĩ, nếu như hắn nhảy xuống cứu người, không chỉ là hành động liều lĩnh và thiếu suy nghĩ của cán bộ cấp cao mà còn khiến đám vệ sĩ khó chịu. Nhưng đúng là, khi biết có người tự vẫn Hạ Tưởng suýt chút nữa cũng nhảy theo cứu người, nhưng chợt nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra nên cũng chùn chân. Cũng chẳng ngờ nổi Tống Nhất Phàm và Phó Tiên Tiên lại xô hắn xuống sông. Lúc chưa rơi xuống nước Hạ Tưởng còn có ý nghĩ, nếu bởi vậy mà có mệnh hệ gì thì cũng hy sinh oanh liệt, đúng là một cái chết thật đáng thương mà rất đỗi buồn cười. May mà hắn không những biết bơi mà còn bơi rất cừ, đã lỡ rồi thì phải liều thôi, cứ coi như là nhảy xuống cứu người vậy. Hạ Tưởng rơi xuống nước đã làm rất nhiều người sốc. Tống Nhất Phàm thét lên một tiếng, a, miệng há hốc, ngơ ngác nhìn hắn rơi xuống nước rồi từng bọt sóng bắn tung lên, Hạ Tưởng cứ thế rơi xuống và đã chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Lúc bấy giờ cô mới ý thức được mình vừa gây ra đại họa, sửng sốt chốc lát rồi bỗng nhiên bật khóc hu hu. Anh Hạ, em không cố ý, em thực sự không cố ý, em. Quá bất ngờ vì những gì diễn ra, Tống Nhất Phàm nghẹn thắt lại, trước mắt tối sầm lại, lăn đùng ra đất, bất tỉnh. May mà Vệ Tân và Phó Tiên Tiên ngay gần đó, mỗi người một bên cùng dìu Tống Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm hôn mê, Vệ Tân lòng nóng như lửa đốt mà lại không thể không lo cho Hạ Tưởng. Cô biết hắn biết bơi nhưng trong lòng thắt lại chỉ mong người rơi xuống là mình. Nếu vì thế mà Tống Nhất Phàm hôn mê, còn Vệ Tân không khỏi sốt ruột thì sâu thẳm trong Phó Tiên Tiên cũng là những nhát cắt sắc lẹm đau đớn. Nếu không phải vì Tống Nhất Phàm hai mắt nhắm nghiền ngã lên người cô thì cô đã nhảy ngay xuống dòng hạ mã theo Hạ Tưởng rồi. Hạ Tưởng rơi xuống nước, Phó Tiên Tiên cho rằng là do cô, cho dù Hạ Tưởng không sao thì cô cũng căm ghét sự vụng về của mình. Sao lại có thể ngạc nhiên đến mức lỡ tay đẩy Hạ Tưởng xuống sông, chẳng may phía dưới là khe đá sâu thì tính mạng Hạ Tưởng ra sao đây? Tại sao mình lại có thể ngốc tới thế đần tới vậy ngu như thế? Phó Tiên Tiên không thể tha thứ cho bản thân mình. Tới giờ, cô luôn cho rằng dù mình yêu Hạ Tưởng nhưng khác với những người đàn bà yêu Hạ Tưởng đến si mê cuồng dại thì cô thấy mình khá thoải mái, như thế thì sẽ không bị ràng buộc, cô tin có một ngày chán cô rồi sẽ không do dự quay lưng bỏ đi. Sẽ không bị ràng buộc chọn đời chọn kiếp với Hạ Tưởng. Nhưng cái khoảnh khắc Hạ Tưởng rơi xuống sông thì trái tim Phó Tiên Tiên như bị dao cắt, khoảnh khắc thấy đầu Hạ Tưởng nhô nhô lên tim cô như có vật gì đánh nát, một cơn đau không thể áp chế được lan khắp người khiến cô gần như đứng không vững nữa. Giờ mới biết, cô yêu Hạ Tưởng đậm sâu như thế nào, cho nên cô bằng lòng hy sinh hết thảy vì hắn. Lúc này trên cầu sông Hạ Mã người qua lại không ngớt, ít nhất có khoảng mấy chục người đang thưởng thức hoàng hôn. Thấy một cụ già nhảy xuống nước rồi lại một người lao xuống cứu người, một loạt sự việc xảy ra cực nhanh khiến cho đám người xung quanh không kịp phản ứng, sau giây phút ngắn ngủi tĩnh lặng đoàn người bỗng nhiên phát ra tiếng vỗ tay vang dội. Anh ta thật tốt! Đúng là anh hùng! Tiếng vỗ tay vừa mới vang lên thì lại xuất hiện một cảnh tượng không thể tin nổi, hai bóng người nhanh chóng phi lên như hai phát đạn bắn ra rồi gần như cùng nhau tiếp nước giữa sông, sau loạt nước bắn lên tung tóe không thấy bóng họ đâu nữa. Đó là Tống Lập và Lư Nghĩa. Sự việc xảy ra bất ngờ quá, số là trước khi Tống Lập và Lư Nghĩa kịp đến gần thì Hạ Tưởng đã rơi xuống nước rồi, hai người họ chỉ sợ gan mật chia tách, chủ tịch Hạ thân phận gì nào, thân thể ngàn vàng, nếu chẳng may có sơ suất gì hai người họ muôn lần đáng chết cũng khó chối được sai lầm này. Đầu óc đâu mà còn nghĩ nhiều nữa, hai người chỉ dùng ánh mắt mà hiểu ý đối phương thôi, liều mình cũng phải cứu được chủ tịch Hạ. Nhưng may mà hai người họ đã tận mắt thấy Hạ Tưởng ngã xuống sông là do Tống Nhất Phàm và Phó Tiên Tiên vì vô ý đẩy hắn chứ không phải chủ động nhảy xuống cứu người. Việc cứu người đã có họ, nếu như chủ tịch tỉnh còn xuống nước cứu người thì cần gì vệ sĩ bọn họ nữa. Tống Lập và Lư Nghĩa mới xuống nước, vệ sĩ khác của Hạ Tưởng cũng nhanh chóng hành động, loáng cái đã xuống cầu, có thể tiếp ứng bên bờ bất cứ lúc nào. Bốn người lần lượt nhảy xuống nước nhưng sau khi làm nước sông bắn tung tóe thì đều mất dạng, đều chìm nghỉm trong nước. Một phút trôi đi vẫn không thấy bóng người. Một phút rưỡi trôi qua, nước sông vẫn ào ào chảy xuôi. Hai phút trôi qua,
dòng hạ mã chảy xiết như miệng dã thú sau khi nuốt sống bốn người như chẳng có gì vẫn tiếp tục gào thét không thôi. Đám người sốt sắng vây kín trên cầu, ven bờ, không ít người chỉ trỏ trỏ đều hồi hộp mong chờ một thời khắc sẽ đến. Cuối cùng, một người nhô lên khỏi mặt nước, là cụ già tóc bạc tiếp đến lại trồi lên một người nữa, đúng là người đã nhảy theo sát ngay sau Hạ Tưởng đã cứu cụ già. Tốt rồi! May quá! Đám người vây quanh gần như nín thở rồi không ngớt lời trầm trồ khen ngợi. Tiếp đó, Tống Lập và Lư Nghĩa cũng bơi đến bên Hạ Tưởng, hai người một người ôm cụ già đã hôn mê một người đỡ Hạ Tưởng. Sông Hạ Mã tháng 10 nước hơi lạnh, sau khi lên bờ, Hạ Tưởng toàn thân lạnh buốt run lên cầm cập. May mà hắn cứu được bà cụ nọ cũng không uổng công bị đẩy rơi xuống nước. Sau đó, Đường Thiên Vân, lái xe cùng với các nhân viên hộ tống khác đều xông tới, khoác thêm áo cho Hạ Tưởng vây quanh Hạ Tưởng lên xe. Lúc này đám đông quần chúng vây quanh không rõ thực hư mới nhận thấy được lai lịch phi phàm của Hạ Tưởng, cứ xem đám người phô trương vây quanh hắn thì biết, nhất định là một quan chức lớn, không ít người bàn luận sôi nổi phỏng đoán Hạ Tưởng có lai lịch gì. Cũng không biết là ai mắt tinh đã nhận ra vị anh hùng cứu người giữa đám đông nọ là bí thư quận ủy quận Hạ Mã năm xưa, đánh liều gọi to một tiếng. Phải bí thư Hạ không? Chào bí thư Hạ, nhân dân quận Hạ Mã rất nhớ bí thư. Hạ Tưởng đang định lên xe thì bị người ta nhận ra đành phải nán lại, hô hô tay chào mọi người. Chào mọi người, tôi cũng nhớ mọi người, các vị phụ lão. Câu trả lời của Hạ Tưởng giống như là thừa nhận thân phận mình vậy. Hạ Tưởng đảm nhiệm bí thư quận ủy quận Hạ Mã cách đây mười mấy năm rồi, thời gian có thể phai nhòa tất cả cũng có thể gột sạch mọi thứ. Năm ấy dù Hạ Tưởng có công lao to lớn, nhưng sau khi đã trải qua mấy đời bí thư quận ủy đã nhạt nhẽo không ít, sức ảnh hưởng của hắn trên cơ bản cũng gần như biến mất. Nhưng Hạ Tưởng đâu phải người thường, quận Hạ Mã trong tay hắn từ không mà có, phất lên từ đống hoang tàn đổ nát nhanh chóng trở thành một khu vực nội thành tràn đầy sức sống. Việc Hạ Tưởng đã vật lộn với trận hồng thủy trên sông Hạ Mã năm đó luôn được mọi người truyền nhau, và thế là hắn thành danh ở Hạ Mã mà ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Đám người vây quanh ồn ào. Đúng là bí thư Hạ. Chẳng phải là bí thư Hạ năm xưa đã nhảy xuống sông chống lũ cứu thế đó sao? Bí thư Hạ đã xây dựng quận Hạ Mã đây sao? Là bí thư Hạ ở quận Hạ Mã sao? Đám người đột nhiên lao về phía trước nhao nhao chìa tay về phía Hạ Tưởng. Xin chào bí thư Hạ. Bí thư Hạ, năm xưa ngài chống lũ cứu thế tôi vẫn còn ở đây, tôi luôn nhớ tới ngài, bí thư Hạ. Bí thư Hạ, tôi là ông Dư, khi lũ quét ngài đã cứu tôi một mạng, ngài còn nhớ không? Bí thư Hạ, ngài thật tốt. Tống Lập và Lư Nghĩa đúng là xứng danh người lính vừa lạnh lùng nghiêm khắc vừa không dễ động lòng. Khi họ biết Hạ Tưởng thì hắn đã là cán bộ cao cấp của tỉnh rồi nên họ chưa từng thấy cảnh Hạ Tưởng được người ta kính yêu nhưng giờ đây. Quả là rất cảm động, quần chúng ào tới như thủy triều lên, nhao nhao nắm tay Hạ Tưởng nhưng những người hộ tống không hề ngăn lại. Họ biết, đám đông trước mắt chỉ là những người dân bình thường chân chất nên đó chỉ là lòng biết ơn và yêu mến Hạ Tưởng chứ không gây uy hiếp gì cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bắt tay từng người bất chấp toàn thân đang ướt lạnh, hắn bị đám đông hồ hởi vây chặt ở giữa lại cảm nhận được cái hạnh phúc mà quan lớn tạo phúc một phương mang tới thật khó mà diễn tả. Người đi qua lưu danh, nước chảy qua lưu tiếng. Đời người có thể mang đi bao nhiêu của cải. Có chia ra cũng chẳng thể mang đi. Chỉ có những việc thật tế đã làm, người tốt việc tốt mới có thể trường tồn mãi mãi trong lòng bách tính. Một hồi còi cảnh sát từ xa vang lại, xe cảnh sát đến đấy. Xe cảnh sát vừa mới dừng, năm đồng chí đã xuống, hùng hổ tách mọi người ra, tới trước mặt cụ già tóc bạc không sai, cụ già nhảy sông tự vẫn chính là một bà cụ hơn 70 tuổi xốc bà cụ lên, quay người định bước. Hạ Tưởng bước một bước lên trước ngăn lại. Các anh đưa bà cụ đến bệnh viện hay là bắt lại? Dẫn đầu tốp cảnh sát là một thanh niên mới ngoài 20 tuổi, nó nheo nheo mắt nhìn Hạ Tưởng. Ông là ai? Ông có nhiều chuyện quá không? Tránh ra mau. Hạ Tưởng đã đoán được điều gì, nói nghiêm túc. Có phải anh nhận lệnh cấp trên, hễ là báo án và công chức gây chuyện thì phải gia tăng kiểm soát trước? Quận Hạ Mã tập trung nhiều quan chức nên an ninh trật tự khá nghiêm ngặt. Theo giới quan chức thì có thể lý giải, Hạ Tưởng cũng không thể hoa tay múa chân ở đây được. Nhưng sự việc bà cụ ngoài 70 nhảy sông tự vẫn mà lại bị Hạ Tưởng bắt gặp thì không thể nhắm mắt làm ngơ được. Hạ Tưởng rời quận Hạ Mã khá lâu mà bây giờ cũng không còn là cán bộ tỉnh Yến nữa thì đúng là sự tình ở Hạ Mã cũng chẳng tới tay hắn,
nhưng sức ảnh hưởng của hắn ở thành phố Yến tỉnh Yến thì đúng là có thể hỏi đôi điều về tình hình hiện nay. Mối bận tâm này chẳng sao, mà sau đó lại là một chuỗi các lôi thôi phiền toái. Bí thư quận ủy và chủ tịch quận quận Hạ Mã giờ đây cũng đâu phải người của Hạ Tưởng. Sau khi Giang Thiên rời khỏi Hạ Mã, Giang Thiên giờ là ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Yến kiêm phó thị trưởng thường vụ, thì bí thư và chủ tịch quận đều do người khác đảm nhiệm. Nha môn bằng sắt quan viên là dòng nước chảy, thay đổi nhân sự là thường tình, nhưng hơi bất bình thường ở chỗ, sau khi Vu Phồn Nhiên rời khỏi thành phố Yến, sức ảnh hưởng của Hạ Tưởng có phần sụt giảm, mà hậu quả trực tiếp chính là bí thư và chủ tịch quận quận Hạ Mã mới lại là người của phe bảo thủ. May mà ở thành phố Yến vẫn còn một người là thân tín của Hạ Tưởng, đó là Trương Quốc Vĩ. Trương Quốc Vĩ hiện là thị trưởng thành phố Yến, kinh doanh mấy năm ở thành phố Yến cuối cùng cũng tháo gỡ cục diện, nhưng vẫn chịu sự chi phối của bí thư thành ủy Lục Nho, người của phe bảo thủ. May mà trong bộ máy thành ủy thành phố Yến vẫn còn người và sự móc nối của Giang Thiên, nên phe bảo thủ chưa thể chi phối hoàn toàn đại cục. Trong bộ máy thành ủy thành phố Yến, Giang Thiên hiện là phó thị trưởng thường trực, và theo như suy đoán, nếu vài năm sau Trương Vĩ Quốc là bí thư thành ủy thì Giang Thiên sẽ dễ dàng là thị trưởng. Là thư ký của Trần Phong, nhưng Trần Phong rời khỏi thành phố Yến bao năm mà Giang Thiên vẫn có thể duy trì được thế lực mạnh mẽ không ngừng vươn xa, ngoài năng lực bản thân không phải không có quan hệ. Đồng thời không ai được biết chính là, Giang Thiên hiểu rõ, phần lớn vẫn là nhờ vào sự trợ sức của Hạ Tưởng. Không có chỉ dẫn sáng suốt của Hạ Tưởng thì con đường thăng tiến của Giang Thiên ở thành phố Yến chỉ dừng ở phó giám đốc sở, làm sao mà mở mày mở mặt với cái chức phó thị trưởng thành phố Yến như bây giờ. Sức ảnh hưởng của Trần Phong tại thành phố Yến đã mất rồi, chỉ dựa vào cái uy sót lại của Trần Phong, Giang Thiên chỉ sợ sau khóa ở Hạ Mã sẽ lùi về tuyến thứ hai. Giang Thiên cũng là một trong những thành viên trong tổ chức chính trị bí mật của Hạ Tưởng, đương nhiên, Trương Quốc Vĩ cũng không ngoại lệ. Hạ Mã kể từ sau khi Giang Thiên đi rồi, lại trải qua mười mấy năm quản lý tiếp nối Hạ Tưởng, cuối cùng lại chuyển vào tay kẻ khác, mà kẻ nắm giữ lại là phe bảo thủ. Bí thư quận Từ Chí Cường và chủ tịch quận Ngụy Kỳ Tài đều là người thân tín của Lục Nho. Lục Nho thuộc phe bảo thủ lâu dài nhất ở thành phố Yến. Sau mười mấy năm ở TP Yến cuối cùng cũng ngồi vào cái ghế bí thư thành ủy, tự nhiên đưa thân tín của mình lên. Trong việc bổ nhiệm quận ủy quận Hạ Mã, khi mà hội nghị thường vụ thành ủy thảo luận đã từng xảy ra tranh cãi kịch liệt, cuối cùng Lục Nho vẫn là người thắng cuộc, đẩy được người của mình vào những vị trí cốt cán với cách làm cứng rắn và độc tài khiến rất nhiều người bất mãn. Trong đó có cả Trương Quốc Vĩ. Nhưng Trương Quốc Vĩ đâu dễ nhượng bộ, trong bộ máy chính quyền cũng liên tiếp đề cử mấy người của mình. Lịch Phi cũng nằm trong số đó. Lịch Phi vẫn luẩn quẩn trong cơ quan công an, lần này được Trương Quốc Vĩ dốc sức giúp đỡ, cuối cùng có thể rời khỏi cơ quan công an làm ủy viên thường vụ quận ủy kiêm phó chủ tịch thường trực quận, xem ra rảo bước trên con đường thênh thang rồi. Trên chính trường luôn luôn chú ý cân bằng, nhưng trong cân bằng cũng phải thiên lệch để luôn có một bên ưu thế hơn chiếm thế chủ đạo. Và cơ cấu quận Hạ Mã bây giờ rõ ràng là Lục Nho chiếm ưu thế, còn Trương Quốc Vĩ lại lép vế. Nhưng Trương Quốc Vĩ cũng không cam tâm, mặc dù Lục Nho là cấp trên còn ông ta chỉ là cấp phó, hơn nữa kinh nghiệm đấu tranh chính trị phong phú nên cũng không sợ đối đầu với Lục Nho, ngược lại còn rất vui vẻ tranh đấu với Lục Nho. Tính Lục Nho ưa mềm mỏng, nóng nảy thì có thừa mà mưu mô thì chưa đủ, mà cứ đấu với Trương Quốc Vĩ mánh khóe vô kể, sách lược và chiến thuật cũng không sâu sắc bằng Hạ Tưởng, thậm chí có lúc y để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Lục Nho tuy là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lại là bí thư, rõ ràng là cấp trên của Trương Quốc Vĩ, nhưng trên thực tế rất mỏi mệt vì phải chịu sức ép từ Trương Quốc Vĩ. Trương Quốc Vĩ không nuốt trôi được cục giận ở Hạ Mã, theo ông ta thì Hạ Mã là trốn chủ tịch Hạ thăng tiến, mà khi tới tay ông ta lại để rơi vào phe bảo thủ, chứng tỏ ông ta bất tài, có nói gì thì cũng phải giành lại bằng được Hạ Mã, không thì sẽ bị chủ tịch Hạ coi thường. Trong lòng Trương Quốc Vĩ, một trận chiến bảo vệ quận Hạ Mã vừa mới hình thành thì nghe đâu Hạ Mã sắp sửa triệu tập một cuộc họp quan trọng và ông ta biết cơ hội đã tới. Hơn nữa còn là cơ hội trời ban. Nhưng Trương Quốc Vĩ không ngờ kế hoạch của ông ta còn chưa được thực thi thì Hạ Tưởng tình cờ gặp cụ già ngoài 70 nhảy sông tự vẫn, rồi sau đó các chuyện khác liên tiếp xảy ra. Hạ Tưởng lúc này cũng chưa rõ việc cụ già nhảy sông tự vẫn sẽ dẫn tới hậu quả gì tiếp theo, hắn chỉ ngờ ngợ. Quận Hạ Mã chắc chắn đã ra một loạt các biện pháp đề phòng quần chúng phản ánh lên cấp trên, hộ bị cưỡng chế di rời, nhân viên 300 kế sinh nhai, không khả năng làm việc, không có người giám hộ hợp pháp và những phần tử mù kém hiểu biết,
phần tử kích động chạy loạn nói lung tung, không chỉ là vì Hạ Mã sắp triệu tập một cuộc họp quan trọng mà là vì Đại hội 18 sắp tới. Thành phố Yến lại là cửa ngõ phía nam của Bắc Kinh nên từ lâu đã sợ bóng sợ gió mà trông gà hóa quốc. Từ tháng 5 tháng 6, thành phố Yến bắt đầu cấm bắn pháo hoa trong toàn thành phố triệu tập cuộc họp mang tính chất lịch sử quốc gia vốn là việc tốt nhưng lại không dám để dân chúng bắn pháo hoa chào mừng sự kiện trọng đại này thì buồn cười thật, đồng thời còn thu cả súng lục mô hình trên phạm vi toàn bộ thành phố, cả những trinh sát hoàn toàn mới kín đáo kết hợp cùng lực lượng bảo vệ thành phố Yến nhằm ngăn chặn mọi phát sinh cho Đại hội 18. Nên Hạ Tưởng mới hỏi người cảnh sát trẻ này như thế. Phòng Chu tự tên người cảnh sát trẻ, cái tên rất nho nhã nhưng lại là người không có đầu óc, ý mình có ra có thế mà tự cao tự đại ở Hạ Mã, thậm chí còn coi thường ngay cả anh công an hàm nhất lịch phi năm nào, cũng là do dượng y là chủ tịch Ngụy Kỳ Tài. Hạ Tưởng vừa hỏi, phòng Chu tự liền trừng mắt. Ông làm gì ở đâu? Trình giấy tờ tùy thân. Lời phòng Chu tự nói có lẽ do bệnh nghề nghiệp hoặc do quen thói ỷ thế ở Hạ Mã này, bước lên trước một bước, chìa tay ra. Mà Hạ Tưởng đường đường là chủ tịch tỉnh chứ không phải là cán bộ cấp sở bình thường nên không phải ai cũng có thể lại gần được. Phòng Chu tự vừa chìa tay ra, Tống Lập loáng cái đã giơ tay ngăn lại, vừa nắm lấy tay phòng Chu tự vừa lạnh lùng nói. Đừng lại gần. Phòng Chu tự mới làm nhiệm vụ chưa lâu, khả năng còn hạn chế nên chưa thể nhận ra tài nghệ của Tống Lập. Tay bị giữ lại rất đau, chỉ ú ớ kêu lên mấy tiếng. Buông ra, mau lên, đau quá. Chưa dứt lời, Tống Lập vừa kéo lại rồi đẩy nhanh ra xa khiến phòng Chu tự té nhào ra ngoài. Phòng Chu tự còn đi cùng mấy người nữa, vừa thấy phòng Chu tự bị đánh bèn nổi giận, bước lên trước định ra tay. Lư Nghĩa thấy thế bèn bước lên một bước cùng Tống Lập chuẩn bị ra tay trừng trị bọn tép siêu nhưng chưa kịp ra tay thì bất ngờ lại phát sinh. Mọi người chứng kiến đều nổi giận. Một ai đó đã hét một câu. Dám vô lễ với bí thư Hạ, cho nó một trận. Đánh nó. Đánh cái thằng cặn bã phòng Chu tự này đi. Đám đông vô cùng phẫn nộ, chắc là bình thường đã chẳng ưa gì phòng Chu tự, giờ có người chỉ đích danh phải đánh nó. Vừa dứt lời, đám đông đã xông lên, có người đã tung cú đá vào mặt phòng Chu tự. Có người cầm đầu thì người phía sau còn biết sợ hãi là gì nữa, cứ đánh đấm phòng Chu tự tới tấp, đánh cho nó kêu cha khóc mẹ. Cho nó phải tìm đường mà thoát thân. Nhưng có chạy cũng chẳng thoát được, những việc nó gây ra hẳn ắt có ngày bị báo ứng. Trong khi phòng Chu tự kêu gào thảm thiết thì Hạ Tưởng lặng lẽ đưa bà cụ nhảy sông rời khỏi đó. Hạ Tưởng đi rồi, áng chừng được vài phút, Đường Thiên Vân mới lặng lẽ rời hiện trường. Lúc đi anh ta vẫn cố ý nhìn di động, gật đầu hài lòng. Trên đường đưa bà cụ đến bệnh viện, Hạ Tưởng đã biết được vì sao bà cụ tự sát. Nếu không phải chính tai hắn nghe thì hắn vẫn không dám tin lại có chuyện thảm thương tới thế xảy ra ở Hạ Mã này. Bà cụ họ Vương là cụ già neo đơn, năm xưa chồng bà qua đời vì một trận ốm, tiền tích góp cả đời cũng tiêu tán sạch mà lại còn nợ tới 100 ngàn. Bà cụ lại là người nghỉ hưu với hơn 1 ngàn tệ hưu trí, có chi tiêu tiết kiệm một năm cũng không thể dư được 5 ngàn, mà khoản nợ 100 ngàn bà có chết cũng không thể trả dứt. Bà cụ cũng là người can trường. Ngày ngày chỉ ăn màn thầu và dưa muối, họ hòn lắm thì tới chợ nhặt nhạnh lá rau, phòng thuê cũng là một gian tầng trệt gió lùa tứ phía căn nhà trước đã bán để có tiền chữa bệnh sinh hoạt hàng tháng giảm tới mức tối thiểu, nhiều lắm cũng chỉ tiêu hơn 200 tệ, mỗi tháng có thể trả 800, hy vọng ngày nào bà lão còn sống được ngày nào thì trả thêm ngày đó. Nhưng dinh dưỡng không đủ, bệnh lại quật trở lại, bây giờ thì không thể chống đỡ được mới tìm tới bệnh viện. Bác sĩ yêu cầu bà làm xét nghiệm, chụp phim. Thậm chí còn muốn bà chụp NMA toàn thân khiến bà suýt nữa thì ngất xỉu, theo như những gì bác sĩ nói thì ít nhất cũng phải dăm 3.000 mà trên người bà cụ chỉ có vẻn vẹn 10 mấy tệ. Cuối cùng bà cụ khổ sở van nài bác sĩ, bà chỉ là cảm cúm thông thường thôi chỉ muốn mua mấy viên thuốc rẻ nhất. Bác sĩ bực mình kê đơn đưa cho bà cụ chống hông bước từng bước đến hiệu thuốc, chìa đơn thuốc ra, người bên trong lạnh lùng nói một câu vẻn vẹn một con số. 50 tệ. Bà cụ tuyệt vọng, tới ngay cả một trận cảm còn không gượng nổi, ngay cả một cơn sốt còn không thể phát, nhớ lại trước đây chỉ với vài xu một viên thuốc là chị được cảm cúm rồi, sao tới bây giờ một cái hắt hơi cũng phải 50 tệ. Lúc trẻ, tuổi trẻ hiến dâng cho bản làng, khi có tuổi vì một đời cống hiến cho quốc gia mà ngay một trận cảm cũng không dậy nổi thì sống phỏng có ích gì. Người già không có thuốc, tuyệt vọng, sống mà dày vò như thế không bằng chết quách cho xong. Một đời khổ cực. Nửa đời bệnh tật đến nhà cũng chẳng còn,
tiền dưỡng lão cũng không có, hy vọng sống hoàn toàn mất rồi. Bà cụ liền chọn lúc hoàng hôn đẹp nhất trên sông hạ mã để quyên sinh còn thi thể, sau đó muốn xử lý thế nào thì xử lý, dù sao bà cũng chẳng trả nổi tiền hỏa táng, cũng chẳng mua được hũ đựng cho cốt chứ nói gì tới một khoanh đất vùi thây. Bà cụ chưa dứt, Hạ Tưởng đã rơm rớm nước mắt, là những giọt nước mắt đồng cảm, cũng là giọt lệ của chủ tịch tỉnh yêu dân yêu nước. Hạ Tưởng khóc và nước mắt của Phó Tiên Tiên cũng rơi lã chã, đó là những giọt nước mắt thấu hiểu cho nỗi đau của nhân gian. Nếu trước đây muốn lập bệnh viện công ích vì xót xa cho bệnh tình của vệ tân và vì tình bạn thì giờ đây trải qua bi thương của bà cụ đã khiến cô xúc động, lần đầu tiên thực sự nhận thức được khó khăn của nhân gian. Sếp, thị trưởng Trương tới rồi. Đường Thiên Vân gõ cửa báo cáo. Còn có bí thư Từ Chí Cường và chủ tịch quận Hạ Mã Ngụy Kỳ Tài. Được, đều đến cả, Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Để Trương Quốc Vĩ vào trước, Từ Chí Cường và Ngụy Kỳ Tài đợi lát nữa. Hội họp còn chưa triệu tập nhưng đã tụ tập lại cả rồi. Bà cụ được sắp xếp tới bệnh viện tốt nhất ở Hạ Mã và Phó Tiên Tiên luôn đi cùng, bằng tình yêu thương vô bờ cô chăm nom chu đáo cho bà lão, quyết tâm có trách nhiệm với cụ tới cùng. Bà cụ cũng coi như hết cơn bí cực tới hồi Thái Lai, gặp được Phó Tiên Tiên chẳng những bệnh tình được trị dứt điểm mà tuổi già cũng được bảo đảm. Còn ở một góc độ khác thì bà lao xuống cũng mở ra một trang mới cho dân chúng Hạ Mã. Phó Tiên Tiên chỉ chăm lo mình cụ nhưng Hạ Tưởng vì việc của bà cụ mà đã rất chú ý tới vấn đề y tế. Hạ Mã lại sắp trở thành nơi phong vân tế hội. Hạ Tưởng ở trong cao ốc đế vương cũng đã thay đồ sạch sẽ, hắn ngồi thẳng trong phòng thấy Trương Quốc Vĩ tự tin bước vào dù có hơi khom người, không đứng lên, gật đầu nói. Quốc Vĩ đấy à, ngồi đi. Sắc mặt Trương Quốc Vĩ như thường không hề buồn vì Hạ Tưởng không đứng dậy chào đón mà ngược lại còn tươi cười. Chủ tịch Hạ, đều nhờ chủ tịch cả. Hạ Tưởng thầm khen qua rèn giũa Trương Quốc Vĩ đã khôn ngoan hơn trước nên trọng dụng cũng đáng, hắn mới nhổm dậy chìa tay ra bắt tay Trương Quốc Vĩ. Quốc Vĩ, lâu rồi mới gặp, dạo này tôi luôn nhớ về năm tháng ở Tần Đường, nghĩ lại cũng có rất nhiều thứ đáng giá. Trương Quốc Vĩ tuy không để ý Hạ Tưởng có trọng đãi ông ta hay không nhưng thấy Hạ Tưởng vẫn đứng lên nghênh đón trong lòng thấy vui vui. Mà câu đầu tiên Hạ Tưởng lại nhắc tới Tần Đường liền biết chủ tịch nhớ ân tình xưa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là muốn nhấn mạnh hai người họ là thâm giao. Tôi cũng không quên thời gian chủ tịch lãnh đạo. Trương Quốc Vĩ vội nắm lấy tay Hạ Tưởng, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Hàn huyên mấy câu sau đó ai yên vị nấy, Đường Thiên Vân mang trà lên nhưng không ra ngoài mà đứng nghiêm một bên. Trương Quốc Vĩ hiểu, Đường Thiên Vân là thư ký mà Hạ Tưởng cực kỳ tin tưởng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có hy vọng đi với Hạ Tưởng đến cùng. Không đợi Trương Quốc Vĩ chủ động hỏi chuyện cứu người, Đường Thiên Vân nhanh nhảu tóm lược tình cảnh lúc đó. Nhưng sự thật và động cơ Hạ Tưởng xuống sông cứu người Đường Thiên Vân hoàn toàn không hề đề cập tới. Dù sao Trương Quốc Vĩ chỉ cần biết Hạ Tưởng xuống nước là được. Nhưng lại chú trọng tới việc phòng Chu Tự bắt người, còn khéo léo nhắc tới việc quần chúng vây quanh hành hung phòng Chu Tự, mà cũng chỉ lướt qua thôi vì tin Trương Quốc Vĩ cũng nắm chắc. Quả thật Trương Quốc Vĩ cũng nắm được, ông ta đang sầu não không mở được thế cục Hạ Mã nhưng giờ thì tốt rồi. Hạ Tưởng vừa đến cơ hội đã bày ra trước mắt, nhớ những mánh lới của Hạ Tưởng trước đây ông ta cũng nóng lòng muốn thử. Hận nỗi giờ đây không thể đem Hạ Mã Mã một lần nữa nắm gọn trong tay mình. Quốc Vĩ, giờ tôi không phải là cán bộ tỉnh Yến, lẽ ra không nên đưa ra đề nghị gì về công tác ở đây, nhưng tôi lại yêu mến nơi này, đây cũng là quê hương thứ hai của tôi. Lại đúng lúc bắt gặp việc hung bà cụ Vương nhảy sông tự sát, tôi rất đau lòng. Hạ Mã là quận giàu nhất cũng là quận trẻ nhất phát triển nhất ở thành phố Yến. Năm xưa tôi cùng với phần lớn dân thành phố thành lập quận Hạ Mã là hy vọng dân chúng nơi đây có cuộc sống giàu có vui tươi. Cho dù không giàu thì cũng không thể vì 50 tệ tiền thuốc mà phải nhảy sông tự sát. Trương Quốc Vĩ cúi đầu rất thấp. Chủ tịch Hạ, tôi đã phụ sự ủy thác của chủ tịch. Chưa sâu sát tới Hạ Mã mong nhận được phê bình của chủ tịch. Tôi không phê bình anh, cũng không phải đều là trách nhiệm của anh. Hạ Tưởng quá thấu hiểu tình hình hiện tại của Hạ Mã, hiểu Trương Quốc Vĩ đã dốc hết sức giữ gìn Hạ Mã, vừa rồi chỉ là lời khách sáo nhưng Trương Quốc Vĩ muốn ám chỉ ông ta sẽ không bỏ qua kẻ bất tài nào muốn hủy hoại Hạ Mã. Trương Quốc Vĩ biết Hạ Tưởng sắp ra tay, cảm thấy vô cùng phấn chấn, chủ tịch Hạ vừa ra tay tình hình Hạ Mã chắc chắn sẽ phục hồi lại thanh thiên bạch nhật. Nếu Hạ Mã nằm gọn trong tay ông ta, chỉ cần trong bộ máy quận ủy có một nửa là người của ông ta thì sức nặng ở thành ủy của ông ta sẽ tăng mạnh,
thì Lục Nho trước ông ta cũng phải khiêm nhường. Bảo Từ Chí Cường và Ngụy Kỳ Tài tôi hơi mệt, không gặp họ được. Mai phải triệu tập một cuộc họp, sẽ rất bận, e là không có thời gian gặp họ nên đừng để họ tới nữa. Là người sáng lập ra Hạ Mã, đến Hạ Mã mà không gặp đương nhiệm chủ tịch và bí thư quận ủy, cách làm của Hạ Tưởng không phù hợp với lẽ thường trốn quan trường, cho dù hắn là chủ tịch tỉnh cũng phải cho quan chức Hạ Mã một chút mặt mũi chứ. Trương Quốc Vĩ nghe xong rất vui mừng, Hạ Tưởng thẳng thừng từ chối gặp mặt Từ Chí Cường và Ngụy Kỳ Tài cũng như là đóng cánh cửa đàm phán cũng có nghĩa là, chuyện xảy ra hôm nay chủ tịch Hạ sẽ truy cứu tới cùng. Cứ nghĩ đến sức ảnh hưởng kinh người của chủ tịch tỉnh Hạ tại tỉnh Yến, Trương Quốc Vĩ suýt nữa đã nhảy dựng lên vì sướng, chịu đựng bao năm ở thành phố Yến, cuối cùng cũng đến một ngày được mở mày mở mặt. Trương Quốc Vĩ chào rồi ra về, Hạ Tưởng gọi điện tới bệnh viện được tin Phó Tiên Tiên luôn bên cạnh bà cụ, đã được điều trị và giờ đã hạ sốt, tạm thời chưa có vấn đề gì nên hắn cũng an tâm. Cứ tưởng Phó Tiên Tiên sẽ cho người chăm nom bà cụ, ai dè cô không biết sao lại đặc biệt thương cảm với bà cụ Vương, nói cái gì cũng muốn đích thân chăm sóc, Hạ Tưởng cũng chẳng miễn cưỡng, thôi thì tùy cô ấy thôi. Buổi tối, triệu tập đại hội tổ chức thành viên kinh tế trước. Hai lần đại hội tổ chức thành viên, Hạ Tưởng đều tổ chức ở sản nghiệp dưới danh nghĩa của Tề Á Nam, nhiệt huyết của Tề Á Nam không cần phải nói, biết rõ Hạ Tưởng tín nhiệm ông ta, liền nơi nơi truy cầu hoàn mỹ. Bất chấp phải chi bao nhiêu, đại hội lần này nhất định phải thành công mỹ mãn. Từ phần cứng tới phần mềm Tề Á Nam đều đích thân xem xét, cố gắng để không thể xảy ra một sơ sót gì, ông ta rõ một điều rằng người tham gia đại hội của Hạ Tưởng nếu không phải là quan lớn thì là giới quyền quý không thể nào qua quyết được. Tề Á Nam bận rộn với công việc tiếp đãi, bận tới mức quên cả việc cá nhân, Lý Thấm cũng bận rộn không kém cũng không chú ý tới chốn ngủ nghỉ và những việc vặt, việc cô quan tâm đều là đại sự. Sắp xếp của mỗi một nhân viên tổ chức kinh tế của Hạ Tưởng tham gia đại hội, những dự án tương lai, tất cả đều do một tay Lý Thấm hoàn thành, mặc dù có sự trợ giúp của Quý Như Lan nhưng vì thời gian Quý Như Lan gia nhập tổ chức của Hạ Tưởng quá ngắn có rất nhiều người và việc cô không nắm rõ, vậy nên chỉ có thể đứng bên cạnh hỗ trợ cho Lý Thấm. Về việc bố trí và điều động nhân viên Lý Thấm hầu như đã cố gắng hết sức, cân nhắc đến thực lực kinh tế của từng thành viên để đưa ra những sách lược cụ thể cho từng người. Nhưng trong công việc Lý Thấm thiên về quy củ mà không chú trọng ân tình nên chỉ cần các thành viên nghiêm ngặt chấp hành các quy định đặt ra là mọi sự đại cát rồi. May mà cô có sự trợ giúp của Quý Như Lan không thì hội nghị lần này sẽ phải mắc phải sai lầm về hiểu biết và nắm được lòng người, về điểm này cô thua xa Quý Như Lan. Đại hội tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng mặc dù đều đoàn kết dưới lá cờ của hắn nhưng vẫn là một tổ chức nhỏ lẻ. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng không đưa ra yêu cầu quá nghiêm khắc với tổ chức thành viên kinh tế đương nhiên, cũng có một số thành viên kinh tế bị Liên Nhược Hạm thu mua cổ phần hợp thì đến, không hợp thì thôi, tất cả đều hoàn toàn tự giác. Nhưng không vì thế mà quy mô đại hội tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng sụt giảm, cố nhiên sức hấp dẫn của Hạ Tưởng không phải chỉ là quan hệ mà còn liên quan tới cả chính sách sáng suốt của Hạ Tưởng. Chỉ cần gia nhập tổ chức thành viên kinh tế thì sẽ có ngay quyền lợi. Vừa được bồi dưỡng chính trị vừa có thể lợi dụng được ưu thế tài chính, hơn nữa khi đã gia nhập, tài sản của từng người đều có thể được nhân lên đột biến vậy thì ai nỡ nào thoát ra. Đó cũng chính là vô vi mà chị của Hạ Tưởng, cho đi không cần nhận lại, mới thực sự khiến cho quy mô cổ đông ngày càng lớn mạnh. Ngẫm lại, để lọt vào tầm ngắm của Hạ Tưởng và trở thành thành viên kinh tế bên hắn đều không phải người phàm, có thể giới thương nhân như cá gặp nước. Nhưng qua lại giữa người với người vốn phức tạp như không lợi ích nhưng vẫn trọng tình nghĩa, nếu Hạ Tưởng không tham lợi ích của bọn họ thì cái tìm kiếm ở bọn họ chính là tình nghĩa. Đã là thương nhân hay doanh nghiệp, ai lại đi khước từ sự hữu nghị của chủ tịch tỉnh tuổi trẻ, tài cao, tiền đồ rộng mở. Cuộc họp buổi tối được triệu tập tại phòng họp trên tầng cao nhất của cao ốc Đế Vương. Từ ngày Đế Vương khai trương tới nay đây là buổi họp đầu tiên có quy mô nhất, căn phòng hơn 600 mét vuông hoàn toàn chật cứng. Đúng ra là có thể chứa 300 người nhưng đều đã kín chỗ. Dự tính nhiều nhất cũng chỉ 200 người thôi nhưng không ngờ lại tới đủ cả 300 người. Tề Á Nam hoảng quá không thốt nên lời, đã từ bao giờ, quy mô của tổ chức thành viên kinh tế lớn mạnh tới cỡ này. Đúng là sự lớn mạnh bùng lên đáng mừng. Tề Á Nam đâu biết rằng quy mô lớn mạnh thế này, một là nhờ kiến nghị trước đây của Lý Thấm đã có tác dụng, sự gắn kết lôi kéo giữa các thành viên kinh tế đã thu hút rất nhiều người tham gia. Hai là nhờ sự sắp xếp chu đáo của Quý Như Lan,
khi Lý Thấm không để ý tới số thành viên kinh tế ngoài dự tính thì cô đã khéo léo sắp xếp cho những người đó đều có được chỗ ngồi. Nhờ thực lực không ngừng lớn mạnh của tổ chức thành viên kinh tế đã khiến cho rất nhiều trí thức danh nhân trở thành trợ lực cho Hạ Tưởng, tất cả đều kết lại thành một khối vững chắc. Đại hội lần này, quy mô lớn nhất, số người tham dự cũng đông nhất, không chỉ những người tùy tùng chân thành của Hạ Tưởng như Thiểm Liên đại diện cho tập đoàn Viễn Cảnh, Thẩm Lập Xuân đại diện cho tập đoàn Đạt Tài, Tôn Hiện Vĩ của bất động sản Thiên An, Tiêu Ngũ của bất động sản Giang Sơn, Chu Hổ của xí nghiệp khai thác mỏ An Đạt, đều đã có mặt, còn có cả Phùng Húc Quang và nhiều người khác cũng tham dự. Ngoài ra, còn có Vu Duyên với sự ủy thác của Cổ Ngọc, còn có người từ tỉnh Tề, tỉnh Tương, Lĩnh Nam và cả các tỉnh phía Tây cũng đến, các thành viên kinh tế hoạt động trên mọi lĩnh vực bao gồm bất động sản, giao thông, khai khoáng than đá điện lực, y tế và giáo dục, văn hóa v.v. hầu như đều liên quan tới hầu hết các ngành nghề then chốt trong nước trừ các tập đoàn lũng đoạn. Sức ảnh hưởng của tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng đã có quy mô bước đầu, hoạch định chiến lược kinh tế ban đầu đã đạt thành quả đầu tiên. Ngoài Liên Nhược Hạm được ngồi hàng ghế trước, Nghiêm Tiểu Thì, Tùng Phong Nhi, Vệ Tân, Tống Nhất Phàm cũng ngồi lên trước. Nếu thêm cả Quý Như Lan và Phó Tiên Tiên thì đúng là đội quân tóc dài khiến người ta sợ hãi. Nếu như sự xuất hiện của mấy người trên vẫn chưa làm người ta ngạc nhiên, thì một người không mấy nổi bật ngồi trong đám người, cũng đủ khiến thành viên kinh tế ở Yến vô cùng ngạc nhiên. Vâng, người đó chính là Thành Đạt Tài. Đường Đường là người sáng lập của tập đoàn Đạt Tài, nhân vật huyền thoại trong giới thương nhân tỉnh Yến. Thành Đạt Tài cũng là thành viên tổ chức kinh tế của Hạ Tưởng, đúng là quá kinh ngạc. Thành Đạt Tài là một nhân vật huyền thoại, không hề xuất đầu lộ diện bao năm mà hôm nay lại vui vẻ tham gia đại hội tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng, thì đúng là kỳ tích tưởng chỉ có trong mơ. Nhưng mà sự việc càng làm người ta giật mình, vẫn còn ở phía sau. Hạ Tưởng vừa bước vào, tiếng ồn ào bỗng nhiên im bặt. Hạ Tưởng năm nay 36, đúng là rất trẻ, khoác trên người bộ đồ giản dị, nụ cười luôn nở trên môi. Nếu như không nghe giới thiệu thì chẳng ai tin đây là vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất toàn quốc. Cho dù có giới thiệu sôi nổi như hôm nay cũng sẽ làm cho nhiều người không dám tin Hạ Tưởng có thể thâu tóm được toàn bộ các thành viên kinh tế lớn nhất trên toàn quốc. Những người ở đây đều là những doanh nhân công thành danh toại đều không quản cực khổ để đến đây tề tựu chỉ để tham gia một đại hội do hắn khởi xướng, chỉ để trực tiếp nghe hắn phát biểu. Ngồi trong đám đông, ngoài, đội quân tóc dài, ngồi phía trước. Những người còn lại đều lớn tuổi hơn Hạ Tưởng, thậm chí còn lớn hơn tới mấy chục tuổi, nhưng hầu hết mọi người đều nghe theo phán đoán tinh anh của một người tuổi còn quá trẻ, khiến rất nhiều người không thể tin nổi. Hạ Tưởng qua quan sát của mọi người, khẽ mỉm cười, chắp tay lại cung kính chào. Các vị đại biểu cho dù thuận đường ghé qua hay từ xa đến đây đều vất vả rồi, nào, các vị, xin mời xơi nước trước đã. Ồ, cả hội trường ồ lên vui vẻ rồi nhiệt liệt vỗ tay. Đừng vỗ tay chào đón tôi, làm quan lâu, ngày ngày nghe thấy tiếng vỗ tay nhe nhiều quá nên không vững tâm, không phân biệt được tiếng vỗ tay nào mới là thật lòng thật dạ, tiếng vỗ tay nào chỉ a dua theo. Hạ Tưởng giữa những người quen thuộc chắc chắn sẽ không khách sáo, huống chi ngồi đây đều là bạn cũ hay tri kỷ tương lai, hắn cũng lại không phải là người nơi nơi đều thích dở thói quan trường. Lời của Hạ Tưởng lại khiến cả hội trường ồ lên vui vẻ. Trước khi họp, tôi trân trọng giới thiệu sự góp mặt quan trọng của vài vị. Hạ Tưởng mỉm cười xưng danh Thành Đạt Tài. Người sáng lập tập đoàn Đạt Tài. Ông Thành Đạt Tài. Thành Đạt Tài đứng dậy mỉm cười, chắp tay chào hỏi. Hơn 300 người ngồi đây chẳng một ai chưa nghe tới danh Thành Đạt Tài, nhưng mấy ai được thấy Thành Đạt Tài bằng xương bằng thịt. Trong tiềm thức mỗi nhà kinh doanh, cái tên Thành Đạt Tài giống như là con chiên tin vào Chúa. Vậy mà, hôm nay nhân vật trong huyền thoại đã ngay bên cạnh. Rất nhiều người xúc động đứng lên, nhiệt liệt vỗ tay. Thành Đạt Tài tới đây hôm nay là vì, một là chính thức khẳng định sau này tập đoàn Đạt Tài luôn sát bên Hạ Tưởng, hai là chứng tỏ ông ta kiên quyết ủng hộ Hạ Tưởng, ba là tập đoàn Đạt Tài muốn mượn thế Hạ Tưởng để tiếp tục là người đón đầu trong mọi trào lưu kinh tế mới sau này. Hiện nay bất động sản rơi vào khủng hoảng không phải là nguyên nhân khiến Thành Đạt Tài tìm Hạ Tưởng nương nhờ. Thành Đạt Tài tin tình hình ổn lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Muộn nhất là tháng 3 sang năm sau nhiệm kỳ mới của chính phủ, bất động sản sẽ sang một trang mới, mà là qua một thời gian dài quan sát đã công nhận phương án phân chia lợi tức cổ phần cho các thành viên kinh tế của Hạ Tưởng, cũng hoàn toàn tin tưởng tư cách của Hạ Tưởng, nhận thấy tập đoàn Đạt Tài gia nhập tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng.
không những tăng thêm uy thế vốn có mà ngược lại sẽ thêm trợ giúp tập đoàn Đạt Tài bước trên một con đường thênh thang rộng mở. Hơn nữa Thành Đạt Tài còn muốn mượn gió bẻ măng, mượn ngọn gió Đông Quốc gia sắp điều chỉnh phương hướng lớn, để tập đoàn Đạt Tài gây dựng cơ nghiệp ngàn năm. Phó Tổng Giám đốc chi nhánh công ty điện lưới quốc gia các tỉnh phía Tây, cô Quý Như Lan. Giới thiệu xong Thành Đạt Tài, Hạ Tưởng trân trọng giới thiệu tiếp Quý Như Lan, vui vẻ thêm một câu. Nguyên quán Mai Hoa Lĩnh Nam. Câu cuối cùng ám chỉ, những người ngồi đây mà không biết thân thế của Quý Như Lan thì chẳng có đầu óc chính trị. Nhà họ Quý ở Lĩnh Nam không chỉ quá quen thuộc với những nhà cầm quyền trong nước mà tới lớp lớp thương nhân cũng chẳng ai không ngưỡng mộ. Giới công thương muốn làm ăn ở Lĩnh Nam thì không thể tách rời nhà họ Quý, vì toàn bộ kinh tế Lĩnh Nam đều nằm trọn trong tay dòng tộc này không ai có thể đụng tới. Có thể nói, ở Lĩnh Nam chính trị do Trần Hạo Thiên nắm giữ, còn kinh tế do nhà họ Quý định đoạt. Không ít người ngồi đây đều muốn làm ăn ở Lĩnh Nam mà không đủ vận may. Đúng lúc đang muốn thâm nhập vào thị trường béo bở này mà không có cửa để vào, thì bỗng nhiên ngồi đây hôm nay còn có cả một đại tiểu thư nhà họ Quý ở Lĩnh Nam, thật là làm người ta vui mừng khôn xiết, niềm vui bất ngờ không lời nào nói hết. Không ít người vội vàng đứng dậy nhiệt liệt hoan nghênh Quý Như Lan và đều mong mỏi kết thân với Quý Như Lan để mượn thế thâm nhập thị trường Lĩnh Nam. Niềm vui bất ngờ qua đi, lại nhờ tới lúc Hạ Tưởng giới thiệu Quý Như Lan. Câu đầu tiên nói rằng cô là phó tổng giám đốc chi nhánh công ty điện lưới quốc gia các tỉnh phía Tây mới khiến người ta vừa tò mò vừa kinh hoàng, từ lúc nào tổ chức thành viên kinh tế của chủ tịch Hạ đã thâm nhập được cả vào lĩnh vực độc quyền thuộc phạm chủ quốc gia. Tuyệt, tuyệt vời, quá là phi thường. Không ít người đều chắc chắn sau này nhất định phải luôn theo sát chủ tịch Hạ, còn phải gắn chặt như hình với bóng, lạc một bước chân thì sẽ bị đánh bật ngay tức khắc. Hơn nữa hiện tại Chủ tịch Hạ không những đang tiến những bước tiến rất vững chãi trên chính trường mà trên cục diện kinh tế đã bắt đầu thâm nhập được vào cả điện lưới quốc gia, thì tiếp theo có can thiệp vào ngành công nghiệp độc quyền như dầu mỏ hay không cũng chưa thể biết được. Đối với Chủ tịch Hạ kỳ tích không phải là kỳ tích, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Điều càng làm cho người ta kinh ngạc hơn chính là, sau khi giới thiệu xong Quý Như Lan, Hạ Tưởng trân trọng giới thiệu Liên Nhược Hạm, CEO công ty cổ phần Liên Thị ở Mỹ. Cô Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng giới thiệu về Liên Nhược Hạm vô cùng ngắn gọn nhưng ngồi đây đều là người thông minh, điểm qua thôi cũng đủ biết, đây không phải khẳng định tài sản của Liên Nhược Hạm lớn cỡ nào sao. Cổ phần Liên Thị nắm giữ hơn nửa số cổ phiếu trong số 500 tập đoàn hàng đầu thế giới và là cổ đông lớn nhất của hơn 100 tập đoàn trong số đó. Sau câu chí mạng đó tin chắc ai nấy cũng hiểu, có lẽ đã có nhận thức cơ bản về sức ảnh hưởng của Liên Nhược Hạm. Hội trường lập tức vang dậy những tiếng tung hô. So với chức danh phó tổng giám đốc chi nhánh công ty điện lưới quốc gia các tỉnh phía Tây của đại tiểu thư nhà họ Quý Quý Như Lan, thì chức danh khủng của Liên Nhược Hạm càng khiến cho các vị ngồi đây một phen kinh hoàng. Thị trường kinh tế kinh phí là vua, bao nhiêu dự án treo vì kẹt kinh phí giờ thì, nếu đã có được sự chống đỡ từ nguồn kinh phí khổng lồ của Liên Nhược Hạm sẽ đưa bao nhiêu dự án ngắt ngoài chờ chết hồi sinh cũng sẽ khiến cho bao người vì thực lực đó mà sải bước trên bậc thang mới. Sau tiếng hô hoán vui mừng là tiếng vỗ tay như sấm rền kéo dài không dứt. Quý Như Lan chỉ đứng lên, xoay người rồi mỉm cười mà không nói gì thì ngược lại, Liên Nhược Hạm đứng dậy, nói ngắn gọn. Có ba nguyên tắc mà tập đoàn Liên Thị đưa ra để đầu tư, một là phải nhất trí duy trì phát triển toàn diện, sau khi được Lý Thấm xét duyệt sẽ đề xuất với Liên Thị. Hai là Liên Thị sẽ lấy vốn quy ra cổ phần tham gia vào hoạt động kinh doanh sinh lời. Ba là Liên Thị không đầu tư những doanh nghiệp thua lỗ chỉ rót vốn cho những doanh nghiệp thật sự có tiềm năng, các dự án nhỏ và vừa, vốn đầu tư nhỏ hơn 1 tỷ nhân dân tệ sẽ không được phê chuẩn. Vốn điều lệ của Liên Thị khởi điểm là 100 triệu đô la Mỹ. Ý của Liên Nhược Hạm chẳng khác nào cho một liều thuốc trợ tim vào sự phát triển lâu dài của đội ngũ kinh tế hiện nay, vừa có Hạ Tưởng dẫn dắt về chính trị vừa có nguồn tài chính khủng của Liên Nhược Hạm trợ giúp. Các vị ngồi đây nếu không xải những bước dài về phía trước thì lăn lộn bao năm trên thương trường thật là uổng phí. Tôn Hiện Vĩ nheo mắt, đã bàng hoàng trước vẻ đẹp kiều diễm của Quý Như Lan giờ lại ngưỡng mộ vẻ đẹp ngày càng mặn mà của Liên Nhược Hạm, nhưng cũng không dám tơ tưởng tới hai người phụ nữ đó, vợ bạn cấm lén phén huống chi đó lại là người đàn bà của Chủ tịch Hạ, ai dám to gan. Với Tôn Hiện Vĩ mặc dù phải cải tà quy chính không được theo đuổi đàn bà là rất khó nhưng gần đây bản năng của một thằng đàn ông trong ông ta quả thật giảm rất nhiều so với trước là do đang tập trung mở rộng quy mô xí nghiệp. Không nỗ lực không được, người ta đang ào ào xông lên trước nếu mình dậm chân một chỗ thì chẳng cần Hạ Tưởng phải nhắc đến tên,
ông ta cũng vô cùng thẹn với chính mình. Thì ngay Chu Hổ cũng đến các tỉnh phía Tây và trở thành người quản lý, nếu ông ta cứ vẫn mãi không dứt hơi đàn bà thì cũng đâu có lợi lộc gì. Giới thiệu xong, Liên Nhược Hàm Hạ Tưởng lại chuyển sang Mai Hiểu Mộc. Người phụ trách sự vụ kinh tế Mai Gia ở Bắc Kinh, Mai Hiểu Mộc. Đúng vậy, lần đầu tiên Mai Gia cho người tham gia đại hội tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng mà lại còn là Mai Hiểu Mộc tới, cũng là coi trọng đại hội lần này của Hạ Tưởng. Mai Gia trước nay luôn khiêm nhường trên thương trường, thậm chí người ngoài mấy ai biết được cái dâu kinh tế của Mai Gia rốt cuộc duỗi tới đâu. Mai Hiểu Mộc là trưởng tôn đời thứ ba nhà họ Mai, chưa có triển vọng lớn về chính trị nhưng đang tiếp quản toàn bộ kinh tế nhà họ Mai, chẳng lâu nữa sẽ trở thành người quyết định kinh tế nhà họ Mai. Ông ta ở đây hôm nay hẳn là không phải hạng thường, chắc chắn kinh tế Mai Gia phải ở tầm cao nào đó nên mới nắm tay cùng Hạ Tưởng. Mai Hiểu Mộc rất khiêm tốn cúi đầu chào, nói. Tôi là người đến sau, các vị ngồi đây đều là người đi trước mở đường nên rất mong nhận được sự chỉ bảo của các vị. Vì sự phát triển của kinh tế nhà họ Mai nguyện cùng các vị nắm tay để hỗ trợ cho nhau. Lại là một quả bom tấn, ai chẳng biết trong bốn gia tộc, Mai Gia kinh doanh ẩn mật nhất nhưng lại thành công nhất. Những việc Mai Gia làm đều là những ngành rủi ro ít mà lợi nhuận cao. Không thấy sông không thấy nước có vẻ quá ư là bình thường, nhưng chắc ăn tiền kiếm được là nằm chắc trong tay, mà lại chẳng phật lòng ai. Trong tiếng vỗ tay sôi nổi của mọi người dành cho Mai Hiểu Mộc là quyết định sau cuộc họp sẽ tiếp xúc với ông xem có dự án nào có thể hợp tác hay không. Người quản lý kinh tế và người cầm lái con thuyền Khâu Gia tương lai ở Bắc Kinh, Khâu Tự Phong. Hạ Tưởng lại long trọng chuyển sang giới thiệu Khâu Tự Phong. Khâu Tự Phong là nhân vật nặng ký trong ba đời nhà họ Khâu. Ông ta vừa là chính trị gia vừa là người thừa kế sản nghiệp nhà họ Khâu, việc ông tham gia cuộc họp đã chứng tỏ Khâu gia không những chung đường với Hạ Tưởng trên chính trường mà cũng nắm tay với hắn khá chặt chẽ trên thương trường. Khâu Tự Phong là cán bộ lâu năm ở tỉnh Yến, không ít người ngồi đây đều tới Tự Yến, ông ta vừa đứng dậy, cả hội trường vang lên một tràng pháo tay hưởng ứng. Khâu Tự Phong rất vui vẻ vẫy tay chào mọi người, cười nói. Tôi thì chẳng cần nói nhiều nữa. Một câu thôi, nhà họ Khâu luôn mở rộng cánh cửa đón chào, chỉ cần là người ngồi đây đều là bạn của nhà họ Khâu. Ngụ ý là khi đã là thành viên trong mái nhà chung này thì Khâu gia đều vui vẻ hợp tác. Tốt quá, trước đây chỉ biết ở Bắc Kinh có bốn gia tộc lớn là bạn đồng minh chính trị với Hạ Tưởng, không nghĩ bây giờ cũng tăng cường hợp tác kinh tế. Nếu như Chủ tịch Hạ lại mở rộng hợp tác kinh tế mọi mặt với bốn gia tộc thì có khác nào như hổ thêm cánh. Có nghĩa là, sau này giữa bốn gia tộc và Chủ tịch Hạ sẽ thân mật khăng khít giống như người một nhà vậy. Khoan đã, hình như, vẫn còn thiếu phó gia. Lẽ nào trong đại hội lớn thế này mà phó gia lại khó gặp tới thế hay là không đoái hoài tới? Nếu như trong bốn gia tộc mà lại thiếu phó gia thì cũng sẽ là ân hận lớn. Giả dụ bốn gia tộc không thể đoàn kết một lòng, đừng xem chỉ có một phần tư vắng mặt cũng sẽ là một lỗ hổng lớn, dễ dàng là cơ hội cho đối thủ rồi. Hạ Tưởng dường như cũng đã quên phó gia vì giới thiệu Chu Hổ ngay sau. Sau khi Chu Hổ được điều tới các tỉnh phía Tây đã phân rõ ranh giới với bất động sản Giang Sơn là do mới nhận chức nên dễ bề hành động, cho dù Chu Hổ không nhảy khỏi phạm vi bất động sản Giang Sơn, thì ông ta cũng là người đồng hành trung thành nhất của Hạ Tưởng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Xí nghiệp Khai khoáng An Đạt, Chu Hổ. Chu Hổ đứng dậy, đầu tiên chắp tay chào hỏi. Các vị, chư vị, các chư vị. Tôi họ Chu tên Hổ, là người huyện Giao thành phố Yến, năm nay 45 tuổi, hiện giờ là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Xí nghiệp Khai khoáng An Đạt các tỉnh phía Tây. Xí nghiệp Khai khoáng An Đạt là xí nghiệp than lớn nhất các tỉnh phía Tây, Nissan than thô 60.000 tấn, các vị nếu có nhu cầu có thể trực tiếp hỏi tôi sẽ được ưu tiên cung ứng. Có thể kết bạn với các vị là phúc ba đời, bốn đời, năm đời của tôi. Cả hội trường vang lên một tràng cười. Chu Hổ lại tái phát cái tật khoe khoang chữ nghĩa nhưng may mà không ít người đều quen rồi nên có cười cũng là ổ lên cho vui vẻ vậy thôi. Chu Hổ bẽn lẽn cười cười, gãi đầu gãi tai, ngồi xuống. Vừa ngồi xuống lại như nhớ lại cái gì, vội bật ngay dậy, giơ cao tay phải. Chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ lấy đồng chí Hạ Tưởng làm trung tâm của tổ chức thành viên kinh tế, nêu cao lá cờ tư tưởng vĩ đại chủ đạo là chung sống hòa bình, lý luận cộng đồng giàu có và... Ba cái nhất, quán triệt phát triển toàn bộ khoa học thực nghiệm, bước thêm một bước tăng cường xây dựng sự nghiệp chủ nghĩa xã hội, để xây dựng chủ nghĩa xã hội hài hòa góp phần cống hiến lớn hơn nữa cho xã hội. Tư tưởng chủ đạo, ba cái nhất, là gì?
Chu Hổ chưa giải thích chỉ sợ ngoài ông ta chẳng ai biết, may mà những người ngồi đây đều hiểu Chu Hổ muốn nói cái gì nên vì thiện ý mà tất cả đều vỗ tay hưởng ứng rất sôi nổi. Chu Hổ mặt đỏ lựng, nấn ná đứng mãi để cảm tạ. Tiếp theo, Hạ Tưởng sẽ giao cho Lý Thấm chủ trì hội nghị. Lý Thấm lại giới thiệu các thành viên mới gia nhập, áng chừng khoảng nửa tiếng mới giới thiệu xong. Nhưng mỗi mẩu giới thiệu lại chẳng một ai cảm thấy chán nản, bình thường rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tầm cỡ trong nước nhưng chỉ nghe danh mà chưa biết mặt thì hôm nay đã ngồi ngay bên cạnh, vì thế nên luôn luôn đón nhận những bất ngờ thú vị. Lúc họp, thỉnh thoảng ồ lên vui vẻ, ngạc nhiên, thi thoảng lại bắt tay, trao danh thiếp hay trò chuyện bằng một giọng nhỏ nhẹ, bầu không khí vui vẻ mà thân tình. Buổi phong vân tế hội hôm nay không thể chê vào đâu được, nếu đã để lỡ đại hội hôm nay thì sẽ nuối tiếc cả đời. Không khí cả hội trường đều đã tới cao trào. Tiếp theo Lý Thấm tổng kết lại quá trình phát triển của đại hội và kế hoạch lâu dài. Tổng tài sản của các thành viên đã đạt tới hoặc vượt ngoài dự tính 500 tỷ đồng, chưa kể tài sản vô hình và các bộ phận không thích hợp công khai, nếu tổng hợp các nhân tố lại, nếu tính cả giá trị gia tăng ảnh hưởng tới thương hiệu, ước tính thấp nhất sẽ có khoảng 1.000 tỷ. Dầu ngang Nhật Bản. Những thành viên tham gia trong giai đoạn này tập trung chủ yếu trong các ngành bất động sản, giao thông, khai khoáng chủ yếu là than đá, điện lực, y tế và giáo dục, văn hóa v.v. Đối với các ngành đang mở cửa thị trường độc quyền vẫn chưa gia nhập nhiều, nên phương hướng chỉ đạo phát triển bước tiếp theo là bất động sản tiếp tục tăng mạnh. Tuy nhiên để thành phố tuyến một chuyển hướng tới 2-3 thành phố cùng với những thị trấn nhỏ, 10 năm sau nông thôn sẽ đón chào một chuyển biến mới của bất động sản, hy vọng các vị nắm chắc thời cơ. Giành được tiên cơ trước tiên. Theo phân tích, sau này không ít các tập đoàn lũng đoạn sẽ từng bước mở cửa. Đi đầu là điện lực, cuối năm sẽ ra quyết định cho phép cổ phần hóa ngành điện lực. Theo như nhận định phát triển lâu dài thì đầu tư vào điện lực là một động thái tốt nhưng ngành điện lực lại không thể thông thoáng bằng các ngành nghề khác. Có quá nhiều nhân tố chính trị và chính sách hạn chế, nếu không thể mượn được ưu thế chính trị trợ giúp, tôi có ý thế này, không nên đầu tư sẽ tốt. Kế hoạch phát triển trong tương lai là ngành công nghiệp thứ ba sẽ tiếp tục nóng lên, nhất là công nghiệp văn hóa, cụ thể là các phương diện như xuất bản, điện ảnh và truyền hình v.v. Dựa theo tình trạng đất nước càng ngày càng mở cửa càng tự tin, sẽ mở cửa hạn chế ở phương diện văn hóa cùng với việc quản chế xuất bản. Sản nghiệp văn hóa quốc gia chắc chắn sẽ phát triển theo hình thức phun. Thì giống như lực lượng sản xuất bị áp chế đã lâu từ lúc cải cách mở cửa được giải phóng toàn diện, mở cửa ngành xuất bản văn hóa, sẽ dấy lên một triều đại văn hóa mới. Hy vọng các vị nắm chắc thời cơ, phòng ngừa chu đáo, đi trước một bước mới có thể vững chãi tiến bước. Suy nghĩ bước đầu của tôi là, trong vòng năm tới 10 năm nữa, hy vọng tổng giá trị tài sản của các vị sẽ trở mình một phen. Đến năm 2020 nếu triệu tập đại hội ở cao ốc đế vương, tin rằng các vị đều đã là bậc đế vương ở một ngàng nào đó. Thời gian 10 năm tôi nghĩ với các chiến sĩ quả cảm ngồi đây như thế thôi, là quá đủ. Có một câu hát như thế này, qua 20 năm rồi, chúng ta lại gặp nhau, tổ quốc vĩ đại đẹp biết bao nhiêu, trời cũng mới đất cũng mới, cảnh xuân càng lung linh, ý tôi là không cần 20 năm, 10 năm thôi là đủ. Hy vọng đến lúc tổ quốc giàu đẹp, thực sự đẹp như thế mà với chúng ta cảnh xuân sẽ lung linh hơn. Quy mô 1.000 tỷ xem ra rất khó, kỳ thật không khó, tôi tin dưới sự dẫn dắt của chính sách đúng đắn, chúng ta lại đoàn kết một lòng chắc chắn sẽ giành được thắng lợi. Phát biểu của Lý Thấm cũng giành được những tràng vỗ tay hưởng ứng kéo dài, những người ngồi đây đều có cảm tình lại vừa kính nể cô, Lý Thấm rất giỏi giang hơn nữa lại công tư phân minh, chẳng hề tư tâm, chỉ nhận quy củ không nhận ân tình. Hơn nữa sắc đẹp của cô ta khiến người ta yêu mến nên không ít người rất thích nghe Lý Thấm phát biểu. Phát biểu của Lý Thấm từ đầu đến cuối chẳng hề đề cập tới vai trò của Hạ Tưởng, trong đó không phải cố ý bỏ qua Hạ Tưởng mà là Hạ Tưởng đã có ám chỉ từ trước, cố ý bỏ qua hắn với quyền phát biểu trên thương trường, tạo quyền uy cho Lý Thấm, thiết lập một cơ chế cạnh tranh hợp lý công bằng khiến cho không khí quan trường không dính líu nhiều tới các tổ chức thành viên kinh tế. Sau khi Lý Thấm phát biểu xong, Hạ Tưởng lại lên tiếng. Những gì đáng nói Lý Thấm đã nói cả rồi, tôi nói thêm cũng như thiếu gấm chắp phải thô. Nhưng không nói thêm vài câu cũng không được, mỗi lần phát biểu lãnh đạo phải là người tổng kết sau cùng dường như đã thành lệ, đã thành nếp nên tôi sẽ không đặc biệt đi ngược lẽ thường. Hạ Tưởng thoải mái lên tiếng khiến không khí hội trường nhẹ nhõm hẳn, xua tan bầu không khí nghiêm túc ban nãy của Lý Thấm. Hôm nay lúc tôi đi ngang qua cầu Hạ Mã, vô tình cứu được một cụ già nhảy sông tự vẫn. Hội trường lại phát ra một trận kinh hoàng,
việc Hạ Tưởng cứu người chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ cũng chẳng mấy ai biết được, mà các thành viên tham dự đều ở trong cao ốc đế vương chẳng ra ngoài nên chẳng thể biết sự tích anh hùng của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng mỉm cười, giơ tay ra hiệu im lặng. Đừng ngạc nhiên thế, các vị không nghe nhầm, tôi đã nhảy xuống cứu bà cụ 70 tuổi định tự sát. Các vị hẳn là chú ý điểm dừng, hẳn là thắc mắc tại sao bà cụ 70 lại nhảy sông tự sát mà không phải là sao chủ tịch tỉnh lại cứu người. Một bà lão đã qua cái tuổi 70, nói một câu không lọt tai là có thể sống được mấy năm nữa. Gần đất xa trời còn muốn nhảy sông tự sát, mặc dù bây giờ tôi không còn là quan chức tỉnh Yến, tôi cũng cảm thấy xấu hổ, cảm thấy tối tăm trước mắt. Mọi người đều im lặng, lời nói của Hạ Tưởng xuất phát tận đáy lòng đã chạm vào trái tim mỗi người. Già có người nuôi, già phải có chỗ dựa, không phải là khẩu hiệu. Khi bà cụ 70 nhảy sông tự sát trước mắt tôi cũng rất đau lòng, rất xấu hổ. Là người tỉnh Yến, cũng từng là bí thư quận ủy quận Hạ Mã, lại chính mắt thấy một bà lão 70 vì 50 tệ tiền thuốc mà buộc phải nhảy sông tự vẫn, tôi thấy mình thẹn với các phụ lão hương thân. Giọng Hạ Tưởng trầm hẳn lại, nét mặt suy tư, có vẻ hổ thẹn, không phải hắn làm bộ mà là thật tâm cảm thấy trong lòng khó chịu. Một cụ già thất thập cổ lai hy lại bị 50 tệ bước tới đường cùng không phải là một hiện tượng xã hội đơn giản mà là một vấn đề nhức nhối. Bên ngoài bà cụ vì 50 tệ phải nhảy xong, kỳ thật là bị giá thuốc đắt đỏ ép tới đường cùng. Mà rộng hơn là, bà cụ bị chế độ dưỡng lão của xã hội giết chết. Nếu như chúng ta cùng theo đuổi thành công, đầu tư càng nhiều tầm nhìn cho xã hội thì sẽ nhận được báo đáp như thế nào trên xã hội, tôi nghĩ cuộc họp của chúng ta hôm nay rất có ý nghĩa hiện thực. Hạ Tưởng vào đề. Cô Phó Tiên Tiên của Phó gia từ Bắc Kinh đến với tấm lòng lương thiện, không chỉ tự mình đưa bà lão tới bệnh viện cấp cứu mà còn quyết định bỏ vốn dựng lên một bệnh viện công ích để cứu chữa miễn phí cho tất cả những người cùng khổ trong thiên hạ. Tôi rất tán thành việc làm này và cũng đồng ý tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc làm này. Nếu các vị đã có tâm thì hãy giang tay làm phúc, không cần nhiều, trong vòng vài năm dựng lên hơn chục bệnh viện công ích là có thể ngăn phát sinh bao nhiêu bi kịch nhân gian. Tôn Hiện Vĩ hưởng ứng ngay. Lãnh đạo nói đúng, hiện tại số tiền tôi kiếm được nhiều thật nhưng chỉ là một con số, tôi thiết nghĩ, cả đời tôi ngoài việc đi theo lãnh đạo thì chẳng có động lực gì, với tôi bây giờ, phụ nữ, xe hơi và nhà lầu chẳng còn sức hấp dẫn nữa, tôi luôn đau đầu nhức óc một vấn đề ý nghĩa cuộc đời ở đâu. Nghe lời vừa rồi của lãnh đạo cuối cùng tôi cũng ngộ ra, tôi nguyện cả đời còn lại vì giúp đỡ những người cùng khổ không có tiền chữa bệnh làm mục tiêu phấn đấu. Tôn Hiện Vị nửa đùa nửa thật nhưng cũng có hiệu quả rất tốt, trong tiếng cười của mọi người, đề nghị của Hạ Tưởng được mọi người đồng tình. Thành Đạt Tài là người thứ hai hưởng ứng. Tôi xin hứa, tập đoàn Đạt Tài 3 năm sau sẽ đầu tư mỗi thành phố trong toàn tỉnh đều có bệnh viện công ích. Khác với Tôn Hiện Vĩ thích dở trò vặt, ông ta là tấm lòng thực sự. Nhưng phải tìm kiếm một sách lược có thể phát triển lâu dài, mới có thể mở rộng hình thức bệnh viện công ích ra cả nước tốt hơn. Mọi người đều gật đầu, bàn luận về đề nghị của Thành Đạt Tài, tiếp đó bước vào giai đoạn thảo luận sôi nổi. Đúng lúc này, cửa bỗng bật mở, Phó Tiên Tiên vội vã đẩy cửa vào. Hạ Tưởng, không xong rồi, phòng chủ tự đã đem theo một đám người vào phòng bệnh muốn đem bà cụ Vương đi. Cái gì? Hạ Tưởng đập bàn, nổi trận lôi đình. Được, bây giờ tôi phải đến đó ngay, Thiên Vân, chuẩn bị đi. Lý Thấm, cô ở lại tiếp tục cuộc họp. Tự Phong, anh đi với tôi. Hạ Tưởng vừa ra khỏi cửa thì gọi điện thoại. Bí thư Cao có việc muốn phiền anh trực tiếp hỏi qua một chút. Bí thư Cao không phải ai khác, chính là bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến Cao Tấn Chu. Đúng lúc Hạ Tưởng nhắc tới Phó Tiên Tiên khiến cho không ít các thành viên thở phào nhẹ nhõm vì lo lắng Phó gia ở Bắc Kinh không tham gia đại hội lần này, bởi vì, trong 4 gia tộc thì 3 đã đến đủ rồi, vậy mà tại sao lại có thể thiếu một Phó gia được. Phó Tiên Tiên đẩy cửa bước vào, câu đầu tiên thốt ra không phải chủ tịch Hạ mà là Hạ Tưởng, mọi người lại càng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra lo là thừa thái, Phó gia chẳng những cử đại tiểu thư tham gia hội nghị mà xem ra mối quan hệ giữa đại tiểu thư nhà họ Phó và Hạ Tưởng không giống như bình thường. Mọi người mỉm cười ý nhị, điều đó có nghĩa, điều khiến người ta lo nhất chính là mối quan hệ quá mật thiết giữa nhà họ Phó và chủ tịch Hạ, giờ lại thêm mối quan hệ giữa hai người họ. Thì quan hệ giữa nhà họ Phó và Hạ Tưởng như không chỉ kết dính mà còn kết dính như keo với sơn. Không ít người ngồi đây tận mắt thấy năm đó cuộc đấu đá một mất một còn giữa Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong, thầm sợ thay cho Phó Tiên Phong,
ngẫm lại trò xảo quyệt của Phó Tiên Phong năm đó chỉ suýt chút nữa thôi là Hạ Tường toi mạng rồi, vậy mà giờ đây em gái yêu của ông ta lại thuộc về Hạ Tường, y lại trở thành anh vợ. Hạ Tường vừa đi, hội trường ồn ào hẳn lên, mọi người bắt đầu hàn huyên, đưa danh thiếp, lưu điện thoại, nối tiếc không gặp sớm chút, hận không thể ký hợp đồng ngay lập tức. Thành Đạt Tài, Liên Nhược Hạm và Lý Thấm bị vây quanh để vô số người cố vấn các vấn đề đầu tư tài chính. Tôn Hiển Vĩ cũng bị quây ở giữa để thảo luận về mô hình hoạt động phát triển lâu dài của bệnh viện công ích. Vì Hạ Tường có việc gấp phải rời khỏi đại hội, nhưng không làm gián đoạn mà trái lại không khí tranh luận càng sôi nổi hơn. Hạ Tường vốn dĩ đối với chính phủ quận ủy quận Hạ Mã có ý kiến không nhỏ, chẳng cần tới việc bà cụ Vương nhảy sông tự sát, mà tin tức nhận được từ nhiều phía đã làm hắn vô cùng tức giận. Sau khi Từ Chí Cường và Ngụy Kỳ Tài bắt tay nhau đã trắng trợn thâu tóm mọi quyền hành ở Hạ Mã, gạt bỏ phe đối lập. Nếu nói đấu tranh chính trị nhằm phát triển kinh tế thì còn đỡ, Hạ Tường có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng tất cả những gì Từ Chí Cường và Ngụy Kỳ Tài làm chỉ nhằm loại bỏ sức ảnh hưởng của hắn và Giang Thiên, mà hai người đều là cặp cả cứng cho đấu tranh chính trị, khi mà kinh tế phát triển còn chưa tới đỉnh điểm chẳng chỉnh hình cũng phải chỉnh hình. Lấy chỉnh hình làm mục đích và thú vui thì hẳn mấy chốc Hạ Mã sẽ biến thành một nơi mịt mù chướng khí. Hiện tại kinh tế của Hạ Mã trì trệ hơn trước, những người có năng lực bị gạt bỏ, kẻ bợ đỡ bất tài lại được đề bạt, tình hình rối ren khiến Hạ Tưởng rất đau lòng. Đó là còn chưa kể các quận khác, nhưng Hạ Mã là quận Hạ Tưởng dốc nhiều tâm huyết nhất, cũng là quận duy nhất hắn là chủ tịch và bí thư quận, lại là nơi khắc sâu trong tiềm thức hắn. Hắn không lưu tâm người ta tôn kính xưng hô hắn ở Hạ Mã, mà hắn chỉ quan tâm Hạ Mã phát triển tốt không, chỉ quan tâm cuộc sống của dân tình Hạ Mã có vui vẻ và mạnh khỏe hay không. Sau khi Hạ Tưởng gọi điện cho Cao Tấn Chu thì lại gọi cho Trương Quốc Vĩ. Quốc Vĩ, anh đến ngay bệnh viện Hạ Mã, khẩn trương. Bây giờ cũng khá muộn rồi, Trương Quốc Vĩ đang ở nhà đọc báo, nhưng nếu như bình thường thì giờ này y đã ngủ lâu rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay y cứ cảm thấy hình như sẽ xảy ra chuyện gì đó, nên Hạ Tưởng vừa gọi tới y đã rất xúc động, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, vội nói. Vâng, Chủ tịch Hạ, tôi sẽ đi ngay. Vừa khoác vội áo vừa không khỏi bồi hồi, Chủ tịch tỉnh đúng là người tháo vát, vừa mới tới Hạ Mã có nửa ngày mà đã bắt đầu ra tay rồi. Tốt quá, thế này thì tốt quá. Lúc lên xe, Trương Quốc Vĩ cố giữ bình tĩnh không cho phép nét mặt toát ra nụ cười nham hiểm. Hạ Tưởng đã từng ở Hạ Mã nên hắn đến Bệnh viện Nhân dân Hạ Mã trước tiên. Từ xa đã nghe tiếng quát tháo của Chu Phòng Tự. Tránh ra, tôi bảo anh tránh ra. Tôi đếm đến ba mà không tránh ra thì đừng trách tôi không khách sáo nhé. Anh muốn không khách sáo thế nào? Đường Thiên Vân bước lên một bước, đến trước mặt mấy người vẫn còn đang do dự, mặt không biến sắc, lạnh lùng nói với Phòng Chu Tự. Anh là cảnh sát của dân, biết rõ bà cụ bệnh tật trên người mà vẫn còn muốn mang bệnh nhân đi. Lại còn gây lộn không coi trọng hình tượng la ó ở bệnh viện, tố chất của nhân viên nhà nước đâu mất rồi. Lúc chiều, Phòng Chu Tự bị quần chúng kia đánh cho một trận, khi gã lồm cồm bò dậy thì đám người cũng đi cả rồi, đi tìm người đánh mình thì thật vô vọng, cái mũi của nó sưng vều, miệng nó cũng sưng vêu, hai mắt tím đen như mắt gấu trúc, nó giận giận lắm coi đó là món nợ bình sinh vô cùng nhục nhã. Phòng Chu Tự không tài nào nuốt nổi cục giận này, nhưng khi biết người nó chạm trán hôm nay là Hạ Tưởng cũng giống như nhức răng mà hít phải luồng khí lạnh lại càng nhức nhối thêm, hàm răng mất một chiếc, sao mà xui xẻo va phải ngôi sao chổi Hạ Tưởng thế chứ? Theo đánh giá của Hạ Tưởng thì bọn quan chức ở Hạ Mã có hai loại, một tôn Hạ Tưởng là cha Hạ Mã, loại kia là coi Hạ Tưởng như sao chổi, Phòng Chu Tự đương nhiên thuộc loại sau. Mặc dù Phòng Chu Tự sợ Hạ Tưởng nhưng suy cho cùng cũng không nuốt trôi cục giận. Mắt bầm miệng dập nên phải tới bệnh viện thăm khám, cũng chỉ băng bó một chút thôi rồi về quận ủy thì lại gặp ngay Từ Chí Cường và Ngụy Kỳ Tài. Từ Chí Cường và Ngụy Kỳ Tài lại chẳng thể nào gặp được Hạ Tưởng nên bực dọc, lại thấy ngay bộ dạng thiểu não của Phòng Chu Tự thì lại càng không thể nguôi được giận. Ngụy Kỳ Tài bạt tai Phòng Chu Tự một cái trời giáng, mắng nó ngu ngốc lại khốn kiếp, đồ bất tài và áo túi cơm, chỉ ăn tàn phá hại. Mặc dù Ngụy Kỳ Tài không cho rằng Hạ Tưởng có thể làm gì ông ta, nhưng ông ta khẳng định mình hoàn toàn có thể gặp được Hạ Tưởng. Ấy thế mà, Hạ Tưởng chỉ gặp mỗi Trương Quốc Vĩ, không gặp ông ta, và Từ Chí Cường thì đúng là vuốt mặt không nể mũi, hơn nữa lời nói không được xuôi tai cho lắm, vậy có khác nào thẳng thừng để ông ta và Từ Chí Cường đứng ngoài hiên. Có nghĩa là không có một tia hy vọng nào để được gặp mặt, Ngụy Kỳ Tài vô cùng uất ức,
Hạ Tưởng thật quá đáng, cho dù ông ta và Hạ Tưởng không cùng một ruột nhưng chính trường vốn là chiếc kiệu hoa mọi người cùng khiêng. Hạ Tưởng là chủ tịch tỉnh, ừ, thì sao? Hắn cũng đâu phải là chủ tịch tỉnh Tỉnh Yến. Càng nghĩ Ngụy Kỳ Tài càng không nén nổi giận, so với Từ Chí Cường, bụng dạ ông ta nông cạn hơn, không thể kìm chế được cảm xúc, không vui là trên mặt lộ ra ngay tắp lự, còn Từ Chí Cường thì lại hoàn toàn vô tư lự như chẳng có chuyện gì, cứ như chẳng bận tâm gì tới việc bị Hạ Tưởng thẳng thừng từ chối không gặp mặt, cũng như chưa hề thấy phòng Chu Tự bị đánh, chỉ ừ hữ hỏi qua vài câu rồi xoay người đi. Từ Chí Cường vừa đi, Ngụy Kỳ Tài mới hỏi cặn kẽ tình hình lúc đó. Sau khi biết Hạ Tưởng nhảy xuống cứu bà Lão Vương, ông ta đã biết sơ sót ở đâu, e là Hạ Tưởng sẽ chuyện bé xé ra to, lấy việc của bà Lão Vương để nâng cao quan điểm. Hiện tại toàn quốc đang xôn xao vấn đề lương bổng dưỡng lão cho người già, mà Hạ Tưởng không thể không có ý kiến, ông ta bỗng chốc dùng mình. Không được, sẽ to chuyện. Ngụy Kỳ Tài vội đóng cửa lại, hỏi lại cặn kẽ diễn biến lúc đó rồi lại dặn dò phòng Chu Tự một phen, ân cần nhắc nhở phòng Chu Tự tùy cơ ứng biến. Phòng Chu Tự nghe mà gật đầu lia lịa, nhận lệnh bước đi. Phải biết Ngụy Kỳ Tài cũng là một người thông minh, nắm bắt vấn đề xung quanh rất nhanh nhạy, đầu tiên cho phòng Chu Tự bắt giữ bà cụ Vương, nói là để chính phủ phụ trách điều trị cho có tiếng thế thôi, thực ra là muốn nắm gọn bà lão trong tay mình là yếu tố thứ nhất, tránh việc bà lão khuếch đại hóa sự việc. Nhưng việc làm này, Ngụy Kỳ Tài đã phạm phải hai sai lầm chết người, một là không nên cho phòng Chu Tự đi dĩ nhiên. Phòng Chu Tự là người tin dùng cũng là người thân tín bên cạnh ông ta, nhưng mà phòng Chu Tự việc thành chẳng đủ nhưng việc bại có thừa, hai là ông ta đánh giá quá cao sức mình, cho rằng Hạ Tưởng sẽ lợi dụng bà Lão Vương ra tay với ông ta. Ông ta sai rồi, Hạ Tưởng giờ đây là chủ tịch tỉnh đáng kính, vậy thì tại sao phải dùng đến hạ sách đó để so tài với một chủ tịch quận như ông ta? Hạ Tưởng là muốn lợi dụng việc bà cụ Vương để viết một áng văn lớn, nhưng không phải nhằm vào ông ta mà là nhằm vào cải cách chế độ dưỡng lão và y tế. Là xây dựng những chính sách mới hoàn thiện hơn chứ không phải như những gì Ngụy Kỳ Tài nghĩ là đánh vào những quan chức hèn kém như ông ta. Ngụy Kỳ Tài dặn đi dặn lại phòng Chu Tự nhất định phải làm theo quy củ, ông ta còn đặc biệt cho một thư ký ủy ban quận đi cùng. Nhưng phòng Chu Tự vốn không phải là một người quy tắc, lại ôm hận bị đánh, nên nó tới viện mà vẫn còn giữ quy tắc mới là lạ. Không những không quy tắc, phòng Chu Tự lại còn háo sắc. Vừa thấy nữ hộ lý xinh đẹp bên cạnh bà cụ bỗng quên cả việc chính, thế là mượn cớ kiểm tra giấy tờ mà tiếp cận Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Tiên từng là tiểu ma nữ, với những hạng người đê tiện tầm thường như phòng Chu Tự gặp quá nhiều rồi, mấy câu nói đã đặt phòng Chu Tự sang một bên. Phòng Chu Tự chịu nhục sau khi bị đánh hôm nay xem như rất đen đủi, nó càng nghĩ càng thấy giận, sau khi đề nghị muốn đưa bà cụ đi nhưng Phó Tiên Tiên không đồng ý đã nói mấy câu. Phó Tiên Tiên chẳng thèm đếm xỉa tới đẩy nó ra ngoài, nó cho rằng giờ đây có thể đưa bà cụ đi nhưng vấp phải sự kháng cự của người giám hộ và bác sĩ, nói thế nào cũng không được, thậm chí còn chẳng giữ được bình tĩnh mà giằng co với nó, khiến cơn giận trong nó như được đổ thêm dầu. Thực ra bệnh viện đâu có nhiều quyền mà dám chống lại cả cảnh sát, đó là nhờ Phó Tiên Tiên thừa thông minh trước khi đi đã dặn dò bác sĩ và y tá rất kỹ càng, nếu như bà cụ bị đưa đi, cô sẽ trực tiếp nói chuyện với thị trưởng. Phòng Chu Tự đang rằng co với các bác sĩ thì Đường Thiên Vân thình lình xuất hiện, nó cũng chẳng coi Đường Thiên Vân ra gì, nhìn Đường Thiên Vân bằng ánh mắt miệt thị. Rất xin lỗi, tôi thế nào đâu ảnh hưởng gì tới ai, cũng không cần ai đó phải lưu tâm. Vậy có đúng là mày không cần tao phải lưu tâm không? Một bóng người lóe lên ngoài cửa, chắp tay sau lưng, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn phòng Chu Tự chằm chằm. Đó là Phó Chủ tịch Thường trực quận Hạ Mã Lịch Phi. Phòng Chu Tự lùi ra sau một bước, cười miễn cưỡng. Phó Chủ tịch quận Lịch, lời của Phó Chủ tịch tôi xin nghe nhưng tôi chỉ làm theo chỉ thị của Chủ tịch Ngụy. Chủ tịch quận Ngụy có chỉ thị gì? Lại một người bước từ ngoài bước vào, phòng Chu Tự thấy không hay rồi, vừa thấy đã sợ tới rụt đầu lại, chính là một người nó sợ nhất ở thành phố Yến, Trương Quốc Vĩ. Không biết sao, phòng Chu Tự thấy sợ Trương Quốc Vĩ luôn cảm thấy sau nụ cười của Trương Quốc Vĩ là vẻ âm thầm bí hiểm. Chu Tự, gọi điện cho Chủ tịch quận Ngụy nói là tôi đang ở bệnh viện, mời ông ta qua đây ngay. Lúc nói chuyện vẻ mặt Trương Quốc Vĩ bình thản như nước, lại có cảm giác không lường được khiến phòng Chu Tự nhìn mà không thấu. Đừng gọi điện nữa, chúng tôi đến đây rồi. Vừa dứt lời, tiếng Ngụy Kỳ Tài vang lên ngoài cửa, cửa cũng rung lên, Ngụy Kỳ Tài đẩy cửa bước vào theo sau ông ta còn hai người nữa. Một người là Bí thư quận ủy quận Hạ Mã Từ Chí Cường, người kia là Bí thư thành ủy thành phố Yến Lục Nho.
Vào thời khắc Lục Nho xuất hiện, ánh mắt của Trương Quốc Vĩ tự nhiên không tự chủ được co rút lại. Lục Nho biết rõ rằng, đại hội sắp bắt đầu ở quận Hạ Mã, cũng biết Hạ Tưởng giờ đây đang ở quận Hạ Mã, anh ta vẫn án binh bất động, vờ như không biết đến sự xuất hiện của Hạ Tưởng, cũng là hành động rất bình thường. Hạ Tưởng vốn dĩ hành động rất khiêm tốn, cố ý tránh tiếp xúc với các lãnh đạo thành phố, điều cần nhất bây giờ là giữ một thái độ ôn hòa. Có rất nhiều việc mà chỉ có tôi biết, anh biết, nhưng nếu anh không nói, tôi không nói, thì coi như chưa hề xảy ra. Cũng đúng, quan hệ giữa Hạ Tưởng và Lục Nho không cùng một chiến tuyến, Hạ Tưởng cũng không muốn lộ rõ thân phận thì Lục Nho hà cớ gì phải nhiệt tình đón tiếp. Nhưng việc của bà Vương cũng chỉ mới xảy ra, Lục Nho cũng là không mời mà đến. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như Lục Nho không quan tâm đến động tĩnh ở quận Hạ Mã, nhưng thực ra thì ông ta luôn từng giây từng phút lắng nghe động tĩnh ở đó. Trương Quốc Vĩ bước lên phía trước, gật đầu nói. Bí thư Lục đến rồi đấy à? Lục Nho lạnh lùng đáp. Quốc Vĩ, anh thường ngày chẳng phải có thói quen ngủ sớm sao? Tôi thì không đến nửa đêm không thể nào ngủ được. Câu nói này nghe qua thì dường như chẳng có ý gì, thực ra có ngụ ý đã kích Trương Quốc Vĩ sớm đã toan tính sự việc ngày hôm nay, chắc chắn là không ngủ được, chính là đang chờ tình thế phát triển. Sắc mặt Trương Quốc Vĩ không hề thay đổi, nói. Khéo quá, hôm nay tôi lại đang có văn kiện cần nghiên cứu, bận quá, quên mất cả thói quen thường ngày. Ồ, Lục Nho thuận miệng ồ lên một tiếng, rồi không nói đến chủ đề ngủ nghỉ với Trương Quốc Vĩ nữa mà quay sang hỏi. Quốc Vĩ, anh đến trước tôi một bước, thử nói xem tình hình thế nào rồi. Trương Quốc Vĩ quay người, hướng về phía phòng Chu Tự nói. Sự việc lần này do đồng chí phòng Chu Tự gây nên, để cho anh ấy báo cáo là được rồi. Đồng chí phòng Chu Tự, anh nói xem sao. Phòng Chu Tự thường ngày quen diễu võ dương oai rồi, nhưng giờ đây khi đối mặt với người đứng đầu thành phố, đứng đầu quận, à đúng rồi, còn có khách là Đường Thiên Vân từ nơi khác đến nữa thì lòng thấp thỏm không yên, không biết làm thế nào mở miệng. Anh ta không ngốc, biết rằng giờ đây chỉ cần nói sai một câu là có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhẹ thì cũng phải làm con cừu nhận tội thay, còn nặng thì anh ta không biết làm thế nào để xong việc. Phòng Chu Tự luống cuống mất bình tĩnh, cũng biết rằng lúc này không nên nhìn Ngụy Kỳ Tài, nhưng không kiềm chế được nhìn Ngụy Kỳ Tài mấy lần, hy vọng y có thể ám hiệu gợi ý cho điều gì đấy. Ngụy Kỳ Tài tức giận không chịu được, có Lục Nho, Trương Quốc Vĩ, còn có cả Từ Chí Cường ở đây, thì làm gì đến lượt y nói ở đây. Hơn nữa bây giờ cũng không phải là lúc tỏ thái độ. Trương Quốc Vĩ ở ngay bên cạnh, ánh mắt như lưỡi kiếm nhìn y không buông tha, y nào dám giở chút thủ đoạn gì. Trương Quốc Vĩ trong lòng rõ như tỏ, đợi một lúc thấy phòng Chu Tự ấp úng không nói ra lời bèn nói. Không sao, không sợ, có sao nói vậy, chỉ cần nói đúng sự thật thì không ai truy cứu trách nhiệm của anh cả, anh cũng là người thi hành công vụ. Ngụy Kỳ Tài trong lòng rất khó chịu, cực kỳ không vừa lòng về sự dẫn dắt vấn đề của Trương Quốc Vĩ, nhưng ở đó còn có các quan chức lãnh đạo khác, địa vị của y lại thấp. Đáng tức nhất là Từ Chí Cường mãi vẫn không chịu nói gì làm y không thể nào qua mặt Từ Chí Cường. Từ Chí Cường dường như quyết tâm không chịu nói ra, miệng ngậm chặt không kẽ hở, giống như một khúc gỗ giả câm giả điếc. Đến nhưng không thèm nói gì, cũng không bước thêm bước nào. Rõ ràng là không muốn xen vào việc của người khác. Từ Chí Cường vốn dĩ không muốn đến. Anh ta mặc dù là người của Lục Nho, nhưng đối nhân xử thế rất khéo, chỉ muốn gì có lợi cho mình, chứ không bao giờ muốn chịu bất cứ nguy hiểm gì. Anh ta không bao giờ vì một bà lão Vương mà đắc tội với Hạ Tưởng. Không đáng, quá là không đáng. Nhưng Ngụy Kỳ Tài cũng không hiểu là đang nghĩ gì, khi thông báo cho Lục Nho thì lại nhắc kèm luôn tên của anh ta vào, giống như là không may mắn bị điểm danh vậy, bất đắc dĩ cũng đành phải đến. Từ Chí Cường rất có thành kiến với Ngụy Kỳ Tài. Anh ta biết Ngụy Kỳ Tài đang cố tình lôi mình xuống nước, nên nhất quyết không mở miệng, để cho Ngụy Kỳ Tài cũng phải giả câm giả điếc. Ngụy Kỳ Tài sốt ruột không biết làm thế nào, mấy lần nhìn về phía Từ Chí Cường. Ánh mắt của Từ Chí Cường lúc thì nhìn lên trời, lúc thì nhìn bà Vương, quyết không chạm phải cái nhìn của Ngụy Kỳ Tài. Lục Nho không tiếp tục đợi được nữa, ông ta không chú ý đến trở ngại giữa Ngụy Kỳ Tài và Từ Chí Cường, không nhịn được nữa hỏi. Sao không trả lời? Phòng Chu Tự hiểu nhầm ý của Lục Nho. Cứ tưởng câu nói đấy của Lục Nho là khích lệ gã ta, bèn lấy hết can đảm trả lời. Các vị lãnh đạo, tôi làm việc ở thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, đảm nhiệm vấn đề chỉnh đốn trật tự,
trị an xã hội, xuất phát từ mục đích vì dân phục vụ. Sau khi nhận được báo án từ quần chúng là có người nhảy sông tự tử, chúng tôi vội vàng đến hiện trường, cứu được bà Vương, đưa bà ta đến bệnh viện và còn giúp bà ấy trả tiền viện phí. Bây giờ đang chuẩn bị đưa bà ta đến bệnh viện thành phố kiểm tra, nhưng lại gặp phải sự cản trở vô lý từ phía bệnh viện. Phòng Chu Tự cũng có chút đầu óc về chính trị, nhưng hạn chế ở chỗ, công khai nói ra thông báo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố xử lý lưu manh, tội phạm phá rối trật tự xã hội chỉ là thông báo nội bộ, không thể công khai, mà còn thao thao bất tuyệt nhận việc anh hùng cứu người về mình, đưa việc khống chế bà Vương nói thành đưa bà ta đến bệnh viện tốt hơn để điều trị. Toàn bộ sự việc nói sai hết sự thật, không rõ trắng đen. Lục Nho gật đầu không nói gì, nhìn về phía Trương Quốc Vĩ. Nếu như sự việc đúng như phòng Chu Tự nói thì có nhất thiết ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy phải xuất hiện thế này không? Trương Quốc Vĩ trong lòng rõ hơn ai hết, Lục Nho lần này đến là muốn mượn uy thế của ông ta để che lấp sự việc lần này, không muốn chuyện bé xé ra to, vì một bà lão Vương mà làm ảnh hưởng đến cả quận Hạ Mã này. Nhưng muốn xây dựng một điều nói dối thì cần phải dùng hơn chục lời nói dối khác để che lấp, nếu như không che lấp được thì những lời nói dối sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng sẽ bị những lời nói dối đè chết. Trương Quốc Vĩ không đánh giá cách nói của phòng Chu Tự, chỉ hỏi lại từ Chí Cường. Đồng chí Chí Cường, những điều mà phòng Chu Tự vừa nói có đúng với sự thật không? Từ Chí Cường chớp mắt mấy cái, Trương Quốc Vĩ ép anh phải tỏ rõ thái độ, anh cũng chỉ còn cách thôi thì không giả câm giả điếc nữa. Tôi cũng không nắm rõ tình hình cụ thể lắm, công việc của đồng chí phòng Chu Tự đều do bên chính quyền quận phụ trách, thực ra có đúng với sự thật hay không, tôi cũng không rõ. Thật đúng là, khốn nạn, thiếu chút nữa thì Ngụy Kỳ Tài chửi ra miệng, bây giờ y mới biết rõ Từ Chí Cường còn khéo léo, danh mãnh hơn y nghĩ nhiều. Căn bản là đúng với thực tế. Ngụy Kỳ Tài không thể bán đứng phòng Chu Tự là làm việc theo lệnh của y, còn Lục Nho đến là để thay y hợp lý hóa vấn đề. Dù biết là nói dối nhưng cũng phải cố nói dối cho hợp lý. Thế sao tôi lại nghe nói sự thật không phải như thế? Trương Quốc Vĩ cười nham hiểm. Vừa hay lúc đó có đồng chí Đường Thiên Vân làm chứng, ông tận mắt chứng kiến toàn bộ diễn biến sự việc, đồng chí Đường Thiên Vân là thư ký của chủ tịch tỉnh Hạ. Đường Thiên Vân bước lên phía trước, nhìn Lục Nho và những người ở đấy gật gật đầu ra vẻ chào hỏi. Sắc mặt của Lục Nho khi ấy thoáng chốc xa sầm lại. Anh ta đến đây lâu thế rồi mà không ai giới thiệu với anh ta sự có mặt của Đường Thiên Vân. Cái gì đang diễn ra thế này? Đường Thiên Vân có mặt, không nhẽ Hạ Tưởng cũng đang ở đây. Lộ Nho chủ động bắt tay Đường Thiên Vân, sau đó Từ Chí Cường, Ngụy Kỳ Tài cũng lần lượt bắt tay Đường Thiên Vân. Đường Thiên Vân nói, lúc đó không phải chỉ có tôi ở hiện trường, Chủ tịch tỉnh Khâu Tự Phong cũng có mặt. Trương Quốc Vĩ chột dạ, anh ta biết rõ lúc đấy Khâu Tự Phong không ở đó. Nhưng Đường Thiên Vân cố tình nhắc đến Khâu Tự Phong, sắp có kịch hay để xem rồi đây. Không chỉ Chủ tịch Khâu ở đó, mà cả Chủ tịch Hạ cũng ở đó. Đường Thiên Vân cố ý dừng lại một chút mới nói tiếp, cái chính là để đạt đến hiệu quả kinh người. Mục đích của anh ta quả nhiên đã đạt được, Lục Nho lập tức biến sắc. Lục Nho không giữ được vẻ tự nhiên nữa, lườm Ngụy Kỳ Tài đầy giận dữ. Ngụy Kỳ Tài tự biết đối lý, vào đúng lúc quan trọng nhất lại che giấu chân tướng sự thật. Y cứ tưởng Lục Nho có mặt rồi thì chỉ cần đối phó với Trương Quốc Vĩ, không ngờ Đường Thiên Vân cũng có mặt, mà Đường Thiên Vân nhắc đến Hạ Tưởng thôi chưa đủ, còn lôi cả Khâu Tự Phong vào. Khâu Tự Phong là ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến nhiệm kỳ trước, vẫn có sức ảnh hưởng đối với thành phố Yến, hơn nữa ảnh hưởng không phải nhỏ. Lục Nho thấy thế sự bất thường thì biết là việc ngày hôm nay không dễ làm, đành phải hy sinh phòng Chu Tự. Anh ta không chút do dự, quay người bước đi. E sợ nếu như chậm một bước thì sẽ không còn đường mà lui vậy. Việc có thế này, cũng làm ầm ĩ đến mức không thể giải quyết. Chí Cường, Kỳ Tài các anh ở lại giải quyết, tôi vẫn còn có chút việc cần bàn với Quốc Vĩ. Việc không thành thì chuồn là thượng sách, Trương Quốc Vĩ bấy giờ mới nhận ra từ trước đến giờ đúng là đã coi thường Lục Nho. Sự danh mãnh của Lục Nho cũng không hề thua kém từ Chí Cường một chút nào. Anh ta có ý muốn ngăn không cho Lục Nho đi. Nhưng dù sao anh ta cũng chỉ là nhân vật số 2, không đủ đẳng cấp mà chèn ép Lục Nho. Lục Nho mà đi thì vở kịch ngày hôm nay không còn cách nào mà diễn tiếp được nữa rồi. Lục Nho vừa ra đến cửa, đang định mở cửa thì cánh cửa đột nhiên bị một người khác đẩy vào. Lục Nho ngây người. Chủ tịch Khâu.
vừa thấy người đi sau Khâu Tự Phong thì càng ngạc nhiên tột độ, tự động lùi lại chỗ cũ. Bí thư Cao. Hai người từ cửa bước vào, lần lượt là Khâu Tự Phong và Cao Tấn Chu. Nếu như nói Khâu Tự Phong xuất hiện tại bệnh viện không có gì là mới lạ, thì bí thư Cao xuất hiện thực sự đã làm Lục Nho kinh ngạc. Anh ta lập tức hiểu ra một điều, mình đã bị mắc lừa. Cao Tấn Chu vừa xuất hiện, cuối cùng thì Từ Chí Cường và Ngụy Kỳ Tài cũng nhìn nhau một cái. Chỉ có điều trong mắt của Từ Chí Cường hoàn toàn là sự bất mãn mãnh liệt đối với Ngụy Kỳ Tài. Ngụy Kỳ Tài phút chốc mồ hôi đầm đìa, lạnh toát. Tự Phong nói chủ tịch tỉnh Hạ tưởng đến quận Hạ Mã nghỉ phép, khi ngang qua sông Hạ Mã đã cứu một bà lão nhảy sông tự vẫn. Tôi không thể để chủ tịch Hạ nói tôi không phải cho nên đến bệnh viện thăm bà lão một chút. Lời của Cao Tấn Chu như vừa đả động đến vấn đề, vừa nói rõ lý do tại sao ông lại đến. Ông vừa dứt lời bèn đến trước mặt bà lão, cầm tay bà lão đầy thân thiện, ấm áp. Cao Tấn Chu không phải là tự nhiên mà đến, cùng đến còn có các nhân viên văn phòng tỉnh ủy và một số phóng viên. Dưới ánh sáng đèn flash của máy ảnh sắc mặt Lục Nho vô cùng khó coi, còn mặt Ngụy Kỳ Tài trắng bệch, không còn chút máu. Còn sắc mặt của phòng Chu tự rốt cuộc là thế nào cũng không ai hiểu. Dựa vào vị trí, đẳng cấp của anh ta, dưới ánh hào quang của bí thư tỉnh ủy thì vốn dĩ không bằng một hạt bụi. Sau khi Cao Tấn Chu an ủi động viên bà lão thì Đường Thiên Vân đưa cho ông một đoạn video bảo ông xem. Cao Tấn Chu kiên nhẫn xem hết đoạn video dài hơn 3 phút, sau đó ném đoạn băng đến trước mặt Lục Nho và Trương Quốc Vĩ, chỉ nói một câu. Các anh tự xem đi. Rồi ông ta nhanh chóng cùng Khâu Tự Phong xoay người bước đi. Quận Hạ Mã, sắp phải thay đổi thời tiết rồi. Ngày hôm sau, các phương tiện thông tin truyền thông thành phố Yến đều đưa tin bà Vương nhảy sông tự tử. Từ đó tạo ra luồng dư luận lớn của quần chúng về tiền dưỡng lão và vấn đề y tế. Tin tức chỉ trần thuật lại sự thực khách quan không nói rõ ai là người cứu bà Vương. Đưa tin nhiều về việc bí thư tỉnh ủy Cao Tấn Chu chỉ sau khi sự việc xảy ra 2 giờ đồng hồ đã có mặt tại bệnh viện để thăm bà Vương. Còn nói rõ bí thư Cao rất quan tâm đến sự việc của bà Vương. Hiện đã chỉ thị các ban ngành có liên quan điều tra làm rõ sự việc. Các phương tiện truyền thông đưa tin tạo ra áp lực rất lớn đối với thành ủy thành phố Yến, cũng khiến cho Lục Nho trong lòng hiểu rõ rằng sự việc của bà Vương đã phát ra rồi, có muốn che đậy cũng không được. Thành ủy phải xử lý đến cùng việc này để đưa ra một câu trả lời làm vừa lòng tỉnh ủy. Sự việc xảy ra không lâu, đầu tiên là phòng Chu tự bị cách chức. Nhưng tỉnh ủy dường như chưa hài lòng về cách giải quyết này. Thái độ rõ ràng nhất là Cao Tấn Chu. Vào một lần đại hội thường vụ lại nhắc đến sự việc của bà Vương, chỉ rõ nếu như việc của bà Vương không được giải quyết hợp lý sẽ trở thành điểm đen của thành phố Yến. Ngoài ra sau khi sự việc của bà Vương bùng phát, thành ủy và quận ủy quận Hạ Mã xuất hiện rất nhiều hiện tượng thú vị, chia thành hai phái, phái thứ nhất ủng hộ, cho rằng thực sự cần phải chỉnh đốn và cải cách một chút, phái thứ hai cho rằng việc bé xé ra to, rốt cuộc cũng chỉ là tranh đấu chính trị. Cho rằng không cần thiết phải nâng cao quan điểm, tốt nhất là đơn giản hóa vấn đề. Tranh luận giữa hai phái thành ủy và quận ủy cứ thế không ngừng, không ai chịu bị ai thuyết phục, nhất là quận ủy. Thậm chí còn vì sự việc của bà Vương mà thiếu chút nữa không thể kết thúc. Làm cho người ta thấy khó hiểu nhất là bí thư quận ủy quận Hạ Mã Từ Chí Cường vẫn ở phe trung lập, không nghiêng về phía nào. Nhưng những người sáng suốt thì vẫn nhìn ra được vấn đề. Gần đây quan hệ giữa bí thư Từ và phó chủ tịch quận Lịch ngày càng thân thiện. Cách giải quyết cuối cùng của sự việc nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Chỉ sau vài ngày, Ngô Kỳ Tài vì liên lụy sự việc bà Vương nhảy sông tự vẫn mà tự nhận lỗi từ chức. Tin này gây ra chấn động không nhỏ. Một bộ phận cho rằng, một bà lão hơn 70 tuổi nhảy sông tự vẫn làm cho một quan chức của quận bị cách chức, phải chăng là mức phạt quá nặng. Một bộ phận khác thì vỗ tay vui mừng. Khẳng định Ngụy Kỳ Tài bị xử lý như vậy là một bước tiến trong lĩnh vực chính trị, là thể hiện cụ thể của luật pháp. Ngụy Kỳ Tài từ chức đã tạo ra một luồng sóng tranh luận tại Yến Quan Trường tỉnh Yến, không ngừng bàn luận trong một thời gian rất dài. Có đến một nửa ủng hộ, một nửa phản đối. Còn trong công chúng thì có đến 2 tháng 3 số người ủng hộ. Sau khi Ngụy Kỳ Tài từ chức, Lịch Phi dựa thế lên thay, cần phải ngồi vững vị trí quý báu này tại quận Hạ Mã. Còn sau đó, lập trường của Từ Chí Cường cũng phát sinh chút thay đổi, không hề dùng người không khách quan nữa. Trong rất nhiều việc đều tham khảo ý kiến của Lịch Phi. Đối với kế hoạch kinh tế của quận Hạ Mã mà Lịch Phi đưa ra cũng không phản đối, toàn tâm toàn sức ủng hộ.
dưới việc làm thực tế của Lịch Phi rất nhiều ý tưởng của Lịch Phi đều có cao nhân đứng đằng sau chỉ điểm dưới sự phối hợp của Từ Chí Cường, quận Hạ Mã dần dần khôi phục được sự phồn vinh, phục hồi được trật tự và trong sáng vốn có. Rất nhiều người không hiểu được cách làm của Từ Chí Cường, không hiểu tại sao Từ Chí Cường lại bắt tay liên kết với Lịch Phi. Thậm chí có một số người còn trách móc Từ Chí Cường là kẻ hai mặt. Nhưng việc chính trị thì ai nói được ai, cũng là quyết định sáng suốt của Từ Chí Cường, không những đảm bảo duy trì trật tự phát triển của quận Hạ Mã, mà còn bảo đảm anh ta về sau từng bước thăng chức, không giống như Ngụy Kỳ Tài bị dòng lũ lịch sử nhấn chìm. Từ Chí Cường khéo léo vẫn là khéo léo, nhưng anh ta có tầm nhìn, có cách nhìn độc đáo về thế cục của tỉnh Yến. Anh ta cho rằng vị trí của Lục Nho ở tỉnh ủy không thể lâu dài, chủ yếu là anh ta cũng đã mơ hồ nghe được phong thanh. Hạ Tường tổ chức cuộc họp thành viên chính trị ở quận Hạ Mã, sẽ có rất nhiều nhân vật quan trọng đến tham dự. Nếu như không đứng vững ở quận Hạ Mã, chắc chắn sẽ bị gió bão thổi rơi xuống sông Hạ Mã. Phán đoán của Từ Chí Cường là chính xác, sau cuộc họp thành viên kinh tế ở quận Hạ Mã, ngày thứ hai liền triệu tập cuộc họp thành viên chính trị. So với sự vui mừng không dứt của chức đại hội tổ chức thành viên kinh tế, thì đại hội tổ chức thành viên chính trị có thể được miêu tả bằng từ kinh ngạc liên tục. Thế cục ngày hôm qua Hạ Tưởng chỉ để cho Đường Thiên Vân lộ mặt, bản thân hắn đứng trong bóng tối. Toàn bộ diễn biến của sự việc về căn bản vẫn nằm trong sự kiểm soát của hắn, trừ thái độ của Từ Chí Cường nằm ngoài dự đoán của hắn ra thì về đại thể không có gì khác với dự đoán. Dựa vào quyền lực của hắn bây giờ để thay đổi thế cục của quận Hạ Mã thì dễ như trở bàn tay. Tất nhiên tiền đề là phải có sự việc để dựa vào đó mà lợi dụng. Nay sẵn có sự việc của bà Vương, nếu mà không biết lợi dụng thì đúng là bỏ phí thời cơ. Hạ Tưởng không cho phép quận Hạ Mã xuất hiện bất kỳ hiện tượng nào không theo quy luật. Càng không cho phép ở quận Hạ Mã có hạng người như Ngụy Kỳ Tài một chủ tịch quận chỉ biết nịnh hót mà không có năng lực. Quận Hạ Mã sau khi vì sự việc bà Vương nhảy sông tự vẫn mà phát triển lệch nhịp, Hạ Tưởng tiếp tục đem toàn bộ sức lực tập trung vào đại hội tổ chức thành viên chính trị. Sắp xếp đại hội chính trị không được thua kém đại hội kinh tế, dù sao cũng đều là người của chốn quan trường, không thể tránh khỏi mang phong thái quan trường. Mỗi người thuộc tầng lớp khác nhau, đẳng cấp khác nhau, tất nhiên nhu cầu cũng khác nhau. May là Bành Vân Phong hiểu được đạo lý này, bây giờ lại là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, trời sinh ra vốn dĩ là giữ vai trò quản gia, sắp xếp các sự việc rất ngăn nắp, không hề có chút sơ suất nào. Hơn nữa cũng đều là người vì Hạ Tưởng mà đến với nhau. Đều do Hạ Tưởng lựa chọn kỹ càng, không có người nào vì chút chuyện vặt vãnh mà so đo tính toán. Về cơ bản công tác chuẩn bị, tiến triển của đại hội tổ chức thành viên chính trị chủ bị tương đối thuận lợi, chỉ có một điều làm cho Bành Vân Phong cảm thấy lo lắng. Đó là anh không dám chắc chắn có bao nhiêu người sẽ đến đại hội hôm đó. Có những người thì thật sự có việc đặc biệt, bản thân là người quan trọng, nhất thời có việc không thể đi được, cũng hoàn toàn là điều có thể thông cảm. Cũng có người trả lời rất mơ hồ, nói không thể chắc chắn hôm đó có thể đến được hay không. Tóm lại có khoảng 5-6 người không chắc chắn sẽ có mặt. Sáng ngày hôm sau, Bành Vân Phong dậy từ sớm cùng với Trần Thiên Vũ, Quý Như Lan kiểm tra lại lần cuối cùng danh sách người tham dự đại hội. Đại đa số những người tham dự xong hội nghị kinh tế thì mỗi người một ngã, vì quy hoạch 5-10 năm sau này, cố gắng dốc sức vào công việc. Số ít người trong tổ chức thành viên kinh tế thì ở lại tiếp tục tham dự hội nghị của tổ chức thành viên chính trị. Quý Như Lan là một trong số đó. Thậm chí ngay cả Liên Nhược Hàm cũng về Bắc Kinh. Quý Như Lan có ưu thế độc đáo ở tổ chức thành viên kinh tế và tổ chức thành viên chính trị, điều này làm cho cô trở thành điểm chú ý của hội nghị lần này. Cô không chỉ tỏa sáng ở tổ chức thành viên kinh tế, khi hợp tác công việc với Bành Vân Phong, cũng làm cho Bành Vân Phong nể phục về năng lực mọi mặt của cô. Hội nghị của tổ chức thành viên chính trị chính thức bắt đầu lúc 9 giờ. Phòng hội nghị có thể ngồi 300 người, nhưng người tham dự hội nghị chính trị không nhiều như người tham dự hội nghị kinh tế, chỉ chiếm một nửa chỗ ngồi. Thế nhưng liên tưởng xem Hạ Tưởng bây giờ mới là cấp chủ tịch tỉnh, tham gia hội nghị đều là các quan chức cấp giám đốc sở trở lên, mà còn đều là những người nắm quyền trong tay, thậm chí không ít người là cánh tay đắc lực của đảng. Quy mô gần 150 người thật là một lực lượng đáng sợ. Hơn nữa thử nghĩ xem nếu như tham dự hội nghị còn có một số người là thứ trưởng, quan chức cấp bộ. So với việc Hạ Tưởng có thể quyết định 100.000 tỷ của tổ chức thành viên kinh tế thì mặc dù người của tổ chức thành viên chính trị tuy không chiếm ưu thế, nhưng thực lực thì làm người ta phải sợ hãi. Trước khi đại hội bắt đầu,
Bành Vân Phong muốn báo cáo với Hạ Tưởng về tình hình sắp xếp thành viên tham gia đại hội. Hạ Tưởng gật đầu nói. Cậu thông báo một chút về danh sách 5, 6 người không chắc chắn đến họp nhé. Bành Vân Phong biết, không cần biết những người này cuối cùng có đến tham dự hội nghị hay không, nhưng trong lòng Hạ Tưởng bây giờ họ đã bị xếp ở vị trí cuối. Anh lặng lẽ lắc đầu, cảm thấy nuối tiếc thay cho họ. Bởi vì những người này không phải chỉ là đã bỏ lỡ một cuộc họp mà còn bỏ lỡ cơ hội thăng tiến của mười mấy năm sau này, càng mất đi sự tín nhiệm của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ngồi giữa hàng ghế đầu tiên, Bành Vân Phong và Trần Thiên Vũ người bên trái người bên phải như phụ tá đắc lực. Những người khác theo cấp bậc ngồi phía dưới. Sắp xếp chỗ ngồi không giống với tổ chức thành viên kinh tế ở chỗ ngồi của hội nghị tổ chức thành viên chính trị căn cứ vào cấp bậc cao thấp để quyết định, cấp bậc càng cao ngồi càng gần Hạ Tưởng. Trừ Bành Vân Phong và Trần Thiên Vũ ra, Chu Duệ Lạc và Bành Dũng cũng ngồi hàng ghế trước. Theo như ở trên thì cấp bậc của Bành Dũng không đủ để ngồi hàng ghế trước, nhưng Hạ Tưởng cố ý gọi anh ta đến hàng ghế trước ngồi. Mặc dù ngồi ở ghế ngoài cùng nhưng Bành Dũng cũng rất cảm kích bởi vì biết Chủ tịch Hạ đã chiếu cố, đặc biệt quan tâm đến mình. Ngồi ở hàng ghế đầu tiên có Lục Minh, thực ra không có ý thông báo đến Lục Minh nhưng Lục Minh sau khi nhận được tin thì lập tức đến từ Tử Kỳ, Giang Thiên, Lương Thu Duệ và Lý Dật Phong. Đúng vậy, Giang Thiên và Lý Dật Phong cũng đều đã đến. Giang Thiên ở thành phố Yến nhận được rất nhiều ân huệ từ Hạ Tưởng, hơn nữa em rể của anh ta là Chu Hổ, cũng là một trong những người ở tổ chức thành viên kinh tế trung thành nhất với Hạ Tưởng trong suốt những năm qua. Lý Dật Phong từ tỉnh Tương xa xôi đến cũng là để thể hiện tấm lòng của mình, thể hiện anh ta luôn luôn duy trì thống nhất đồng lòng với mỗi bước đi của Hạ Tưởng. Người ngồi ở hàng ghế thứ hai có Trung Nghĩa Bình, Hồ Thư Dương, Lưu Nhất Cửu, Phó Hiểu Bân và các cựu thư ký của Hạ Tưởng ở tỉnh Tề, tỉnh Tương. Hàng ghế thứ ba đa số đều là mối quan hệ gia tộc vòng ngoài mà Hạ Tưởng xây dựng, hoặc là các thế lực ẩn hình khác, ví dụ như Bí thư Thành ủy Đan Thành Đoan Kiệt và Thị trưởng Vũ Ái Chu và một bộ phận gia tộc nhà họ Ngô. Hàng ghế thứ tư là các nhân vật thần bí, gọi là thần bí bởi vì ngoại trừ Khâu Tự Phong và Quý Như Lan ra. Những người khác đừng nói những thành viên tham dự hội nghị không biết đến họ, mà ngay cả Bành Vân Phong cũng không biết những người đến đó là ai. Hội nghị tổ chức thành viên chính trị của năm nay không những quy mô lớn nhất, số người đông nhất mà người tham gia còn bí mật nhất. 9 giờ 30 phút, hội nghị chính thức bắt đầu. Hạ Tưởng tuyên bố lời khai mạc hết sức ngắn gọn, tóm tắt qua vấn đề chính. Sau đó Hạ Tưởng nói. Hôm nay cùng ngồi đây với các đồng chí thứ nhất là để gặp mặt, nói chuyện, tiếp xúc tình cảm, uống trà, thứ hai là muốn giới thiệu vài người cho các đồng chí biết. Mọi người đều chăm chú lắng nghe, sớm đã tò mò muốn biết những người thần bí ngồi phía sau kia là ai rồi. Đợi Hạ Tưởng giới thiệu, trực giác mách bảo họ, những nhân vật thần bí kia đều là người lai lịch phi phàm. Hạ Tưởng quan sát vẻ chờ đợi tò mò của mọi người, lại không theo thứ tự từ cao xuống thấp giới thiệu, ngược lại còn nói. Người đầu tiên tôi giới thiệu là thị trưởng thành phố Lỗ Lưu Nhất Lâm. Tôi tin rằng nhiều người ngồi đây đã biết đến thị trưởng Lưu Nhất Lâm, nhưng cô vẫn còn một thân phận khác, chắc chắn mọi người còn chưa biết. Một câu nói làm cho mọi người đều há hốc miệng. Lưu Nhất Lâm đứng dậy, gật đầu chào và cảm ơn mọi người. Cô đã bao năm làm quan ở tỉnh Yến, cũng đảm nhiệm qua nhiều chức vụ quan trọng, những người ngồi đây biết đến cô cũng không phải là ít. Nhưng cũng có không ít người không biết đến cô. Ví dụ như Từ Tử Kỳ và Hồ Thư Dương. Biết hay không biết Lưu Nhất Lâm không quan trọng, quan trọng là biết rằng cô bây giờ là một trong những thành viên mới theo kế hoạch chính trị mới của Hạ Tưởng. Cô hiện tại còn là thị trưởng thành phố Lỗ, quyền cao chức trọng, tiền đồ rộng mở, giống như Hạ Tưởng tuyển thêm được một đại tướng. Mọi người vỗ tay nhiệt tình chào đón Lưu Nhất Lâm, đồng thời cũng chờ đợi Hạ Tưởng công bố thân phận thứ hai của cô ta. Nhưng Hạ Tưởng lại không nói. Mà là Lưu Nhất Lâm chủ động nói ra. Thân phận khác của tôi, nói đúng hơn là thân phận trước đây của tôi đã từng là người của phe bảo thủ. Mọi người nghe xong đều rất bất ngờ, một vài người còn cảm thấy kinh sợ, không thể không khâm phục mánh khóe cao minh của Chủ tịch Hạ. Không chỉ lấy đi nhân vật chủ chốt của phe bảo thủ, mà còn trực tiếp lấp được một quan chức cấp cao. Thật đúng quá lợi hại. Thế nhưng lại nghĩ, cũng đúng, Chủ tịch Hạ tuấn tú anh tài, nho nhã cuốn hút. Nếu như hắn ta dùng Mỹ Nam kế, sợ rằng Lưu Nhất Lâm không những không đối phó nổi, mà còn giơ tay đầu hàng. Tất nhiên những người có suy nghĩ như thế rất ít, đa số thành viên tổ chức chính trị của Hạ Tưởng không thể nói là nhiều phe chính phái,
nhưng đều rất hiểu Hạ Tưởng, biết Hạ Tưởng không phải là người dùng vẻ bề ngoài để làm việc. Giới thiệu xong Lưu Nhất Lâm, Hạ Tưởng lại giới thiệu một người thần bí mà đa số mọi người không biết. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lĩnh Nam, Bí thư Diệp Thiên Nam. Đúng là những người ngồi đây có người không biết đến Diệp Thiên Nam, nhưng nghe đến chức danh của Diệp Thiên Nam thì như sét đánh ngang tai. Đa số mọi người đều biết rất rõ, không chỉ bởi vì Diệp Thiên Nam đã từng là đối thủ quyết sống quyết chết với Hạ Tưởng tại tỉnh Tương, mà còn bởi vì Diệp Thiên Nam còn là lực lượng kiên định của phe Bình Dân. Vừa nãy còn có người đang nghĩ, Chủ tịch Hạ lấy đi một người ở phe bảo thủ, nếu lại có thêm một người ở phe Bình Dân tham gia đại hội tổ chức thành viên chính trị này thì Chủ tịch Hạ đúng là cao minh vô đối rồi. Không ngờ vừa mới nghĩ xong mà đúng là có người ở phe Bình Dân đến họp thật, hơn nữa lại còn là lực lượng kiên định. Chủ tịch Hạ đúng là thật kinh bạo. Diệp Thiên Nam không nói nhiều, chỉ đứng dậy ra hiệu, khẽ mỉm cười. Rất vinh dự được gặp mặt các vị. Trong số những nhân vật thần bí, có hai người đã lộ rõ thân phận, vẫn còn mấy người không biết rốt cuộc là ai, càng làm cho mọi người chờ đợi. Không ngờ Hạ Tưởng dường như cố ý không định nói vậy, chỉ giới thiệu xong Lưu Nhất Lâm và Diệp Thiên Nam là bảo Bành Vân Phong chủ trì hội nghị. Bành Vân Phong nói tương đối nhiều, hàm xúc và cụ thể giới thiệu tình thế đất nước, đem tư tưởng chính trị của Hạ Tưởng vào trong đó, từ đó giống như truyền đạt đại khái tư tưởng, phương hướng chỉ đạo đến người nghe. Lời nói không được quá lộ liễu, dù sao Hạ Tưởng cũng là người đứng đầu một đất nước. Hội nghị ngày hôm nay cũng chỉ lấy danh nghĩa là mời dự họp, dưới danh tiếng là buổi tọa đàm trao đổi kinh tế quận Hạ Mã. Hạ Tưởng muốn nhân buổi hội nghị này để gọi nhịp với phe bảo thủ, nhưng ở ngoài mặt thì các văn kiện thủ tục cũng phải làm cho đủ, không được giơ đuôi quá cao để người ta bắt được điểm yếu của mình. Các việc trên quan trường cần phải nửa kín nửa hở, giấu kín bộ mặt thật, phô bày bộ mặt giả. Đại hội tổ chức thành viên chính trị quận Hạ Mã vừa phải tổ chức thành công, đạt được mục đích lung lay ưu thế của một phương, vừa phải tổ chức một cách khiêm tốn, không để người ngoài biết. Mức độ thế nào không tiện nắm bắt, may mà Bành Vân Phong hiểu rõ được suy nghĩ của Hạ Tưởng, dẫn dắt, đưa ý tưởng của Hạ Tưởng vào vấn đề một cách kín đáo, các việc khác sắp xếp rất vừa ý Hạ Tưởng. Nhưng Bành Vân Phong cũng có một sai sót, thực ra cũng không phải là sai sót, mà là Hạ Tưởng đánh mai phục. Trong danh sách khách mời tham dự đại hội, có một số nhân vật là do Hạ Tưởng đích thân chỉ thị, Bành Vân Phong không nhúng tay vào. Bành Vân Phong cũng biết rõ nguyên nhân tại sao Hạ Tưởng không cho mình nhúng tay vào, có lẽ là vì muốn cho mọi người có một bất ngờ. Thực ra Bành Vân Phong đoán đúng một nửa, đúng là Hạ Tưởng muốn cho mọi người bất ngờ, nhưng ngoài bất ngờ ra thì hắn vẫn còn một dụng ý sâu xa hơn. Hạ Tưởng không muốn cho Bành Vân Phong nhúng tay vào việc này là bởi vì Bành Vân Phong không đủ tư cách. Bành Vân Phong truyền đạt xong tư tưởng của Hạ Tưởng thì tiếp tục giới thiệu các vị khách tham dự hội nghị. Về cơ bản thì mọi người đều biết nhau rồi, giới thiệu cũng là thời gian cho mọi người thoải mái một chút, nhưng cũng có những người mới mà mọi người chưa rõ. Ví dụ như Lý Dật Phong. Đại đa số những người ngồi đây đều không biết Lý Dật Phong. Anh ta từ tỉnh Tương đặc biệt đến đây cũng là để thể hiện ý kiên định theo đuổi. Thực ra Hạ Tưởng ngay từ đầu không mời Lý Dật Phong, định để anh ta là thế lực ẩn hình, nhưng nói thế nào Lý Dật Phong cũng muốn tham dự đại hội. Cũng có thể Lý Dật Phong ý thức rằng đại hội lần này e cũng là đại hội thành viên chính trị cuối cùng của Hạ Tưởng rồi. Cùng với sự thăng chức ngày càng cao của Hạ Tưởng, hành động của hắn cũng phải khiêm tốn, kín đáo hơn. Bất luận là đại hội chính trị hay là đại hội kinh tế đều không mở ra với quy mô lớn như thế này nữa. Cả đời may ra có cơ hội một lần tham dự hội nghị lớn thế này, cũng đáng là một kinh nghiệm quý báu, nên quyết tham gia. Nếu như nói sự xuất hiện của Lý Dật Phong không làm mọi người bất ngờ, thì người được giới thiệu ngay sau đó Nguyên Minh Lượng làm không ít người cảm thấy khó hiểu. Đáng ra anh ta phải là người của tổ chức thành viên kinh tế mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở buổi hội nghị thành viên chính trị này? Nguyên Minh Lượng cũng không thể xem là người thuộc tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng, quan hệ giữa anh ta và Hạ Tưởng có chút phức tạp. Anh ta không phải là người hoàn toàn theo con đường của Hạ Tưởng, nhưng từ đầu đến cuối cũng không rời xa Hạ Tưởng. Giống như ngôi sao chổi cứ xoay xung quanh Hạ Tưởng, lúc xa lúc gần, nhưng luôn bị nhân cách của Hạ Tưởng thu hút. Nguyên Minh Lượng đến với hội nghị tổ chức thành viên chính trị ngày hôm nay là bởi vì anh ta là một trong những đại biểu của Đại hội Đảng lần thứ 18. Là một trong số ít doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tiêu biểu tham dự Đại hội 18, thân phận của Nguyên Minh Lượng vô cùng đặc biệt. Anh ta tuy rằng không quan không chức vị,
nhưng lại được chọn làm đại biểu đại hội 18, như vậy khi bầu chọn tập thể trung ương nhiệm kỳ mới, anh ta cũng có một phiếu quý giá. Đợi Bành Vân Phong giới thiệu xong thân phận của Nguyên Minh Lượng, mọi người lúc đấy đều ngỡ ngàng, nhìn Nguyên Minh Lượng với con mắt khâm phục. Những người ngồi đây đều là chính khách viên của đảng, vốn đã là đại biểu đại hội 18 chỉ là vấn đề thứ tự sắp xếp, không có gì khó. Nhưng doanh nghiệp kinh doanh được chọn làm đại biểu đại hội 18 thật đúng là quá khó. Bành Vân Phong giới thiệu xong liền nhường quyền phát ngôn lại cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vẫn chưa mở lời, không ít người sốt ruột căng tai lên nghe, đợi Hạ Tưởng giới thiệu những nhân vật thần bí khác. Hạ Tưởng cười ha ha. Không vội, không vội, người mọi người cần gặp, chắc chắn sẽ được gặp. Sau đây giới thiệu những vị khách quý trước, danh sách sau không theo trật tự trước sau, không theo chức vụ cao thấp, không theo thứ tự bảng chữ cái, cũng không theo phiên âm. Tóm lại một câu, không theo trật tự nào hết, giới thiệu đến ai thì là người đó. Ha ha! Tất cả mọi người đều cười ồ lên, nhân vật chính chỉ rất để ý đến thứ tự sắp xếp. Hạ Tưởng đùa vui để giảm bớt không khí quá căng thẳng, nghiêm túc của hội nghị. Vị khách đầu tiên là Chủ tịch tỉnh Tương Phó Tiên Phong. Hạ Tưởng nói không theo trật tự sắp xếp, quả nhiên không theo. Phó Tiên Phong được hắn giới thiệu long trọng đầu tiên. Hội trường phút chốc vang dội tiếng vỗ tay ầm ĩ. Cái tên Phó Tiên Phong những người ngồi đây không ai không biết, không cần nói đến ân oán bao năm giữa anh ta và Hạ Tưởng, ngay như thân phận bản thân anh ta là người nối nghiệp nhà họ Phó cũng làm cho không ít người nhớ rõ. Phó Tiên Phong mặt mày hớn hở, chắp tay cảm ơn, thái độ ôn hòa, giọng điệu khiêm tốn. Tôi không phải khách mời, tôi là người làm nền thôi. Hôm nay tôi đến đây, thứ nhất là vì Chủ tịch Hạ, thứ hai là gặp mặt mọi người. Rời xa tỉnh Yến bao năm nay tôi rất nhớ các vị. Mọi người càng vỗ tay nhiệt tình hơn, trong lòng cảm phục, thầm nghĩ Phó Tiên Phong đã chững chạc hơn trước rất nhiều rồi, gần gũi hơn xưa. Thời gian quả nhiên là một con dao giết người, mài rũa không ít góc cạnh của các nhân vật anh hùng. Vị khách thứ hai là Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề, Khâu Nhân Lễ. Mọi người lại được một phen chấn động. Trong số những người ngồi đây không nhiều người đã gặp qua Khâu Nhân Lễ. Không ai có thể ngờ Khâu Nhân Lễ cũng đích thân đến hội trường. Ảnh hưởng của Hạ Tưởng quả nhiên là lớn đến thế. Khâu Nhân Lễ cười vui vẻ. Tôi cũng không phải là khách, tôi đi cùng gia đình đến quận Hạ Mã chơi, vừa hay nghe tin Chủ tịch Hạ đang ban bố yến tiệc ở Đế Vương, bèn đến góp vui. Ha ha! Lời nói của Khâu Nhân Lễ đúng là một mũi tên mà chúng hai đích. Vừa giải thích được lý do anh ta có mặt ở cuộc họp ngày hôm nay, vừa hàm ý quan hệ mật thiết giữa anh ta và Hạ Tưởng. Thế nhưng mọi người đều nghi ngờ về việc Khâu Nhân Lễ cùng gia đình đến quận Hạ Mã chơi. Vị khách quý thứ ba là Bí thư tỉnh ủy tỉnh Sở, Mai Thái Bình. Tiếp sau đó Hạ Tưởng long trọng dẫn Mai Thái Bình lên. Mai Thái Bình trước đây đã từng đảm nhiệm chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Yến. Những người ngồi đây... Bất kỳ những ai đã có kinh niên làm quan thì không ai không biết đến cái tên Mai Thái Bình, càng ấn tượng sâu sắc về sự độc lập của Mai Thái Bình năm đó. Mai Thái Bình bây giờ thay đổi rất nhiều, anh ta cười ha ha. Tiên Phong và Nhân Lễ đều không nhận là khách, đó là bọn họ không thật thà. Để tôi nói, thì tôi chính là khách của các vị, tôi đến tham dự hội nghị, muốn ngồi cùng các vị, nói chuyện, tụ họp, thế nào? Các vị có chào đón tôi không? Hoan nghênh! Hoan nghênh. Không ít người đồng thanh lên tiếng, không để ý đến thân phận bí thư hay chủ tịch tỉnh, gặp lại lãnh đạo cũ, sếp cũ, từ trong lòng tự cảm thấy rất vui mừng. Vị khách quý thứ tư là... Hạ Tưởng dừng lại một chút, cười rất tươi. Thực ra là người mà chúng ta không thể coi là khách nhất. Tại sao tôi nói thế? Bởi vì ông ta chính là người của thành phố Yến chúng ta hoan nghênh bí thư Tống, Tống Chiêu Độ. Xin chào bí thư Tống. Bí thư Tống, có thể gặp được ngài rồi. Bí thư Tống. Giờ phút Tống Chiêu Độ đẩy cửa bước vào, không khí cả hội trường trở nên rất náo nhiệt, mọi người đều kính phục kinh nghiệm lâu năm, vượt phong ba bão táp của Tống Chiêu Độ. Phó Tiên Phong cũng tốt, bao gồm cả Mai Thái Bình và Khâu Nhân Lễ, đều là thế hệ thứ hai của thế lực gia tộc, nói cách khác đều xuất thân ở vị trí thái tử đảng. Còn Tống Chiêu Độ xuất thân từ tầng lớp bình dân chính thống. Có được thành quả ngày hôm nay hoàn toàn là kết quả của sự phấn đấu nỗ lực của bản thân, ông là tấm gương cho tất cả những người ngồi đây học tập. Tống Chiêu Độ cũng thay đổi bộ mặt lạnh lùng ban đầu, mà tươi cười hớn hở. Chào tất cả mọi người. Hạ Tưởng nói đúng, tôi không phải là khách,
tôi là người tỉnh Yến chính gốc, nhà tôi ở tỉnh Yến, gốc của tôi cũng ở tỉnh Yến. Ngày hôm nay tôi đến đây, là vì tôi thấy nhớ các bạn, thế nên nhất định phải đến thăm các bạn, cùng ngồi đây với các bạn. Hạ Tưởng cảm động nói. Bao nhiêu năm rồi, tôi có một câu nói luôn muốn tặng cho Bí Thư Tống, cơ hội ngày hôm nay thật thích hợp. Người tỉnh Yến bình thường, người tỉnh Yến giản dị bình dân, người tỉnh Yến không sợ gian khó, người tỉnh Yến hiệp can nghĩa đảm, đấy chính là những câu miêu tả chân thật nhất về Bí Thư Tống. Lời nói của Hạ Tưởng đầy tình cảm thân thiết, Tống Chiêu Độ nghe xong, giang tay ôm chặt Hạ Tưởng, nói chân thành. Không dám, không dám, Chủ tịch Hạ quá khen rồi, tôi nguyện được cùng nỗ lực đồng lòng với các vị. Người tỉnh Yến bình thường, người tỉnh Yến giản dị bình dân, người tỉnh Yến không sợ gian khó, người tỉnh Yến hiệp can nghĩa đảm. Không ít người còn nhầm đi nhầm lại mấy lần câu nói đó, trong lòng nghĩ tại sao câu nói này không phải dùng để miêu tả Chủ tịch Hạ. Chủ tịch Hạ đúng là người bình thường, giản dị, kiên định vững chắc bước đi cho đến ngày hôm nay, từ trước đến giờ không sợ gian nan, đối với bạn bè cũng rất hiệp nghĩa. Sức hút về nhân cách của Hạ Tưởng đã chinh phục được tất cả mọi người ngồi ở đây. Hạ Tưởng không ngờ câu nói mà hắn thuận miệng nói ra để tặng cho Tống Chiêu Độ lại trở thành một trong những khẩu hiệu của tỉnh ủy tỉnh Yến. Không những thế, những năm về sau còn trở thành khẩu hiệu của toàn quốc, đổi thành một người Trung Quốc giản dị, bình thường, không ngại gian khổ, một người Trung Quốc trượng nghĩa, hiệp khách. Khẩu hiệu của Hạ Tưởng đã kích thích lòng tự tôn, tự hào của mỗi người dân trong nước, chiếm được lòng dân hơn là những lý luận sáo rỗng vô thực, càng phù hợp với hiện thực. Khẩu hiệu này vang dội trong suốt một thời gian dài tại các nơi ở Thần Châu. Giới thiệu xong Tống Chiêu Độ, Hạ Tưởng lại trịnh trọng giới thiệu Lý Đinh Sơn. Chủ tịch Lý là người mở đường cho con đường quan trường của tôi, anh cũng là bạn của không ít người ngồi đây. Nếu như chọn trong bốn kiểu người ở tỉnh Yến để miêu tả Chủ tịch Lý thì anh chính là một hiệp khách làm cho tất cả người dân tỉnh Yến phải kính phục. Tình cảm sâu sắc Hạ Tưởng dành cho Lý Đinh Sơn thì không cần nói nữa, còn cách Lý Đinh Sơn đối nhân xử thế thì không nhất thiết phải giải thích với tất cả mọi người đây. Tuy rằng bề ngoài mang đậm chất thư sinh nhưng cách anh ta đối xử với bạn bè thì thực sự có thể xứng với bốn chữ, trọng tình trọng nghĩa. Đồng thời trong sự nghiệp vì dân vì nước phục vụ, Lý Đinh Sơn cũng là một cánh tay thép gánh vác đạo nghĩa. Mọi người cũng vỗ tay nhiệt tình chào đón Lý Đinh Sơn. Thực ra không ít người ngồi đây đều đã nhận được sự giúp đỡ của Lý Đinh Sơn, nhưng Lý Đinh Sơn từ trước đến nay không bao giờ nhắc đến. Là một người trong chốn quan trường giúp đỡ người khác không hy vọng sẽ được trả ơn, người kiểu này bây giờ gần như tuyệt chủng rồi. Chính vì phẩm chất trong sạch chói sáng đó mà mọi người ở đây đều rất kính trọng, sùng bái anh ta. Lý Đinh Sơn vỗ tay cảm ơn. Tôi chỉ là người tỉnh Yến bình thường, người tỉnh Yến giản dị bình dân, người tỉnh Yến không sợ gian khó, còn hiệp can nghĩa đảm thì tôi không dám nhận. Rất nhiều lúc tôi vì chịu áp lực của các nguyên tắc đó mà lùi bước, không vì công lý đấu tranh đến cùng. Nhưng có một điều mà tôi không ngại nói với các vị, tôi làm quan mười mấy năm chưa bao giờ nuôi nấng một người tình nào, chưa bao giờ tham ô một đồng công quỹ của đất nước. Nếu một ngày sau này tôi chết đi, trên bia mộ của tôi có thể khắc tám chữ để miêu tả cuộc đời của tôi, như vậy thì tôi cũng không phải là sống quá uổng phí. Hai tay thanh liêm, yêu dân như con. Tám chữ mà Lý Đinh Sơn miêu tả cuộc đời anh chẳng phải là mục tiêu phấn đấu của mọi người ngồi đây sao? Hạ Tưởng đứng dậy đầu tiên, nước mắt rưng rưng, vỗ tay nhiệt tình. Hạ Tưởng biết cả cuộc đời Lý Đinh Sơn tuyệt đối xứng đáng với tám chữ trên. Có thể Lý Đinh Sơn không phải là một vị quan khéo léo, hoặc cũng có thể không phải là một hòa thượng không vướng bụi trần, là một chính khách, năng lực của anh ta có hạn, năng lực ứng biến không đủ, nhưng tất cả những điều trên không hề cản trở anh trở thành một người vĩ đại thuần túy, rời xa những cám dỗ thấp hèn. Trên con đường quan trường của Lý Đinh Sơn, một viên quan có lý tưởng, kiên trì nguyên tắc không vấy chàm đen là rất hiếm. Anh không can tâm thông đồng làm bậy, kiên định với niềm tin nội tâm, có một tấm lòng nhiệt tình vì dân vì nước, nguyện vì sự hùng mạnh của đất nước, vì cuộc sống ấm no của nhân dân mà bỏ ra tất cả. Ông là một hình tượng phần tử tri thức theo chính trị có phẩm chất tốt đẹp chưa bị mai một của Trung Quốc. Không hề khoa trương khi nói rằng Lý Đinh Sơn luôn là một ánh đèn sáng trên con đường quan trường của Hạ Tưởng, luôn kiên định lý tưởng, vượt qua phong ba bão táp, cũng là niềm tin bất diệt trong tâm Hạ Tưởng. Chính sự tồn tại của Lý Đinh Sơn, chính là bước đi độc lập của Lý Đinh Sơn, trong chốn quan trường đầy cám dỗ, bão táp, chưa bao giờ mất đi phương hướng của mình, luôn kiên định theo lý tưởng của mình, vì dân vì nước phục vụ.
Mặc dù Lý Đình Sơn đến bây giờ vẫn chỉ là viên quan bình thường, nhưng nhân cách sáng chói của anh còn vượt qua rất nhiều người, để anh trở thành một trong số rất ít những người trong chốn quan trường có tính cách độc lập. Sự xuất hiện của Lý Đình Sơn làm cho không khí đại hội thêm một cao trào khác. Theo sau là sự xuất hiện của Cao Hải, thì bình thường hơn rất nhiều. So với tầm chính trị của Tống Chiêu Độ và nhân cách của Lý Đình Sơn thì Cao Hải thực sự không tỏa sáng bằng, nhưng những năm gần đây anh cũng vì dân mà làm không ít việc, dân chúng có thể không ghi lòng tạc dạ công lao của anh, nhưng anh thực sự cũng là một người có một trái tim vì dân vì nước. Có thể miêu tả anh bằng một câu sát thực nhất, đó là một người tỉnh yến thật thà kiên định. Giới thiệu xong một loạt khách quý, nói là khách quý nhưng thực ra đều là đồng minh chính trị của Hạ Tưởng, tất cả những người ngồi đây đều chìm vào một suy nghĩ, bất giác tất cả đều dùng mình sợ hãi. Ban đầu cứ nghĩ Hạ Tưởng sở hữu 150 nhân vật chính trị đã là một thành công rất lớn rồi, nhưng những người khi nãy được giới thiệu có thể đích thân xuất hiện cổ vũ Hạ Tưởng, tuyệt đối không thể là quan hệ bạn bè bình thường. Còn trong số những người đấy, Phó Tiên Phong không nói, Mai Thái Bình, Khâu Nhân Lễ và Tống Chiêu Độ đều là những người sau khi thay đổi nhiệm kỳ sẽ là những nhân vật quan trọng sẽ gia nhập vào Bộ Chính trị. Cũng có thể nói buổi đại hội thành viên chính trị ngày hôm nay thực ra có 3 ủy viên Bộ Chính trị tham dự. Nghĩ thông suốt điều này, không ít người cảm thấy sợ hãi, sau đó thì liền nhớ đến Mai Thái Bình, Khâu Nhân Lễ và Tống Chiêu Độ tại sao phải giới thiệu, đơn giản lý do có mặt ở đây ngày hôm nay. Hóa ra đây là điều bình thường trong chốn quan trường, để dễ giải thích. Làm người ta không có cách nào chống lại. Lại nghĩ trong 4 nhà lại thiếu sự tham gia của nhà họ Ngô. Kể cũng đúng, Ngô Tài Dương hiện giờ là trưởng ban tổ chức trung ương, không dễ dàng xuất đầu lộ diện như vậy. Thế thì tiếp theo có phải là nên giới thiệu những nhân vật bí mật nhất ngồi sau cùng kia là ai? Hạ Tưởng cười ha ha. Thực ra các vị ngồi sau kia không phải là nhân vật thần bí gì, họ là những người đi cùng các nhân vật thần bí. Mọi người nhìn nhau cười. Hội trường phát ra những tiếng cười đầy thiện ý. Thế nhưng điều không làm cho mọi người thất vọng là hội nghị ngày hôm nay vừa có các vị khách quý tham dự, vừa có các nhân vật thần bí xuất hiện. Tiếp theo là giới thiệu các vị khách quý đến từ phương xa. Quý trường hạnh ông cụ quý. A. À, ô. Hội trường lập tức phát ra những tiếng kêu đầy bất ngờ, sự bất ngờ và vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt các vị khách, đều không dám tin ông cụ quý người luôn an phận ở lĩnh Nam. Người không dễ dàng gì xuất hiện lại đích thân tham dự hội nghị thành viên chính trị của Hạ Tưởng. Cửa vừa mở, ông cụ quý liền xuất hiện với nụ cười trên môi, người bên cạnh dìu ông chính là Quý Như Lan. Ông cụ quý khí chất bừng bừng, bộ dạng an nhàn, đứng trước mặt mọi người vẫn uy nghi lừng lẫy như tướng quân tung hoành trên chiến trường bao năm trước. Mặc dù ông cụ quý không cao nhưng uy nghi của ông làm cả hội trường nể phục, phút chốc làm cho tất cả những người có mặt đều phải ngưỡng mộ. Tất cả mọi người đều đứng nghiêm, đón tiếp ông cụ quý bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Ông cụ quý vẫy vẫy tay. Tôi vốn dĩ không định đến, nhưng Hạ Tưởng cứ bắt tôi đến, còn nói nếu tôi không đến thì không để tôi yên ổn tuổi già, tôi sợ anh ta nên đành phải đến. Nhưng mà đến rồi cũng không hối hận, thế hệ trẻ của quận Hạ Mã rất có sức sống, phong cảnh quận Hạ Mã rất đẹp, còn tinh thần, nhiệt huyết của các bạn làm tôi rất ngưỡng mộ. Tôi rất vui mừng, quốc gia có người kế tục. Câu nói của ông cụ thứ nhất làm cho mọi người thấy được mối quan hệ không phải bình thường giữa ông và Hạ Tưởng, thứ hai là lời dặn dò hy vọng đối với những người đang có mặt, đồng thời cũng thể hiện rõ sự hy vọng lạc quan của ông vào sự hùng mạnh của những người ở tổ chức thành viên chính trị kế nhiệm của Hạ Tưởng. Mọi người rất cảm động, tim đập rộn ràng, có thể gặp mặt nhân vật trong truyền thuyết đúng là vinh hạnh ba đời. Người như ông cụ quý về căn bản không hề lộ diện, thậm chí người lãnh đạo đất nước cũng không chắc mời được ông. Thế mà hôm nay ông đích thân xuất hiện, có thể nói thể diện của Hạ Tưởng còn to hơn cả trời. Hạ Tưởng đích thân dìu ông quý đến hàng ghế phía sau ngồi. Sau đó hắn quay lại khán đài, tiếp tục nói. Trên con đường trưởng thành của tôi, có một người ảnh hưởng rất lớn đến tôi, cho tôi rất nhiều lời khuyên và nhắc nhở. Nếu như không phải là ông giúp đỡ thì tôi khi đó cũng không thể sớm trưởng thành như vậy. Tại đây tôi xin chân thành cảm ơn ông, người đã nuôi dưỡng. Dạy dỗ tôi, ông chính là. Trong tích tắc tất cả mọi người đều như nín thở, mơ hồ đoán xem người đó là ai, không ai dám tin một người khác trong truyền thuyết cũng đích thân đến dự. Ông chính là ông cụ Ngô. Ồ, tất cả hội trường trở nên ồn ào, mọi người không thể nghĩ trải qua bao nhiêu năm phong ba bão táp chốn quan trường, thậm chí không ít người làm đến chức vị phó bộ thực vụ,
đã qua cái tuổi dễ bị bất ngờ từ lâu rồi, nhưng hôm nay thật sự không thể ngồi yên được nữa. Ngay cả người luôn trầm tĩnh Bành Vân Phong cũng không nhịn được nữa, đứng phắt dậy, quay mặt ra phía cánh cửa chờ đợi. Nghe đồn người sáng lập gia tộc nhà họ Ngô đứng đầu trong bốn gia tộc độc ông cụ Ngô, người không xuất hiện trong các sự kiện chính trị của đất nước mười mấy năm nay, không hiểu cơn gió nào đưa ông có mặt tại đây ngày hôm nay. Cho dù ông cụ Quý là người kế nhiệm gia đình cách mạng, làm cho mọi người có cảm giác thần bí nhất nhưng mọi người vẫn hy vọng được gặp mặt ông cụ Ngô hơn. Là một người sau khi dựng nước đã xây dựng một gia tộc Ngô quyền thế, thần kỳ, là một trong bốn gia tộc có thế lực nhất trong lãnh đạo quân sự, ông cụ Ngô trong con mắt của những quan viên chốn quan trường là sự tồn tại hoàn mỹ, giống như một vị thần vậy. Không biết bao nhiêu người coi ông cụ Ngô là mục tiêu phấn đấu cả đời, cho dù mục tiêu đó có cao xa, có khó khăn đến đâu nhưng thành công của ông cụ Ngô đã kích thích vô số người mang đầy hy vọng và niềm tin vào tương lai. Đến ngày hôm nay, cho dù là lãnh đạo đất nước muốn đến thăm ông cụ Ngô cũng phải hẹn trước, xem ý của ông cụ Ngô mới được gặp. Ông cụ Ngô từ lâu đã không để ý đến sự đời, không lộ diện, có biết bao bí thư tỉnh ủy hoặc chủ tịch tỉnh muốn diện kiến ông cụ Ngô nhưng đều không được tiếp. Thế mà ngày hôm nay ông cụ Ngô lại đích thân tham dự hội nghị tổ chức thành viên chính trị của Hạ Tường. Cho dù rất nhiều người biết được mối quan hệ giữa Hạ Tường và ông cụ Ngô không phải là bình thường, nhưng dựa vào thân thế của ông cụ Ngô, nếu như ông thật sự xuất hiện thì cũng là làm cho người ta thấy sợ hãi. Cửa, không một tiếng động được mở ra, tất cả mọi người đều mở to mắt, chăm chú nhìn ra cửa. Ở cửa không có ai xuất hiện. Chẳng nhẽ chủ tịch Hạ đang trêu đùa mọi người sao? Làm gì có chuyện đó? Chủ tịch Hạ làm gì đùa kiểu này? Nhưng vấn đề là đã nửa phút trôi qua mà ở cửa vẫn không thấy bóng dáng ai xuất hiện. Thằng nhóc này mời ta đến đây mà còn dám bịa chuyện nói xấu ta. Ta không trừng phạt anh, thì lại cho là ta dễ bị bắt nạt. Qua tiếp nửa phút nữa, ở ngoài cửa vang lên một giọng nói đầy bao dung. Khi bóng người ở cửa vừa lóe lên, là ông cụ Ngô làm không ít người luôn khao khát được gặp, dáng ông sừng sững uy nghiêm mà kiêu hãnh ở ngay giữa cửa. Ông cụ Ngô còn khỏe mạnh hơn so với hình dung của nhiều người, mình đầy nhiệt huyết, khí chất dồi dào, nét mặt kiêu hãnh, biểu cảm lạnh lùng, chỉ có đôi mắt ánh lên nét bao dung, yêu mến, bán đứng nội tâm thật sự của ông. Rõ ràng là vừa giáo huấn Hạ Tưởng, nhưng thực ra là bao hàm tình yêu mến, quan tâm của bậc tiền bối với thế hệ sau. Sau giây phút yên lặng cả hội trường bỗng trở nên ồn ào, giống như một cái bếp lửa, từ đó rộ lên những câu chào hỏi thân tình. Xin chào ông cụ Ngô. Ông cụ Ngô. Khuôn mặt lạnh lùng mà ông cụ Ngô cố làm bộ từ nãy đến giờ phút chốc bị thay đổi, trở nên rạng rỡ, tươi cười đầy bao dung. Ông mỉm cười chào từng người một, còn chủ động bắt tay mọi người. Điều này làm cho mọi người hết sức bất ngờ. Cả hội trường trở nên sôi nổi, bởi sự xuất hiện của ông cụ Ngô làm cho hội nghị đạt đến đỉnh cao trào. Hạ Tưởng bước xuống khán đài, đích thân đến dìu ông cụ Ngô. Ông cụ Ngô không nể tình. Hất tay Hạ Tưởng ra. Đủ lông đủ cánh rồi nên còn dám trách móc ông già này đúng không? Còn nói năm đó ta đánh anh tự nói xem, nếu không phải ta đánh anh, thì con đường của anh bây giờ có phẳng lặng được thế này không hả? Tên tiểu tử thối tha này. Hạ Tưởng bị mắng trước mặt mọi người không những không giận mà ngược lại còn rất vui. Hắn biết trong số các bậc tiền bối thì trí tuệ chính trị của ông cụ Ngô là cao nhất, cũng có nhiều tâm kế nhất. Vừa nãy ông cụ Ngô nói phải trừng phạt hắn, bây giờ mắng hắn trước mặt mọi người, thực ra là để cho mọi người thấy rằng ông cụ Ngô yêu thương, quan tâm hắn vô hạn, bao dung hết thảy. Hạ Tưởng cười ha hả, cũng không phản bác lại. Ông nói đúng, cháu nhận sai. Anh dám không nhận. Ông cụ Ngô gõ gõ lên đầu Hạ Tưởng không mạnh cũng không nhẹ. Từ trước đến nay dám đánh lên đầu Hạ Tưởng về phần sau lưng có phụ nữ gõ, thì không nói không có mấy ai dám. Hành động vừa rồi của ông cụ Ngô, là ông ta cố ý làm như vậy. Trong con mắt mọi người, ai cũng tự hiểu quan hệ giữa ông cụ Ngô và Hạ Tưởng đã là quan hệ thân thiết như người trong nhà rồi. Không chỉ những người ở tổ chức thành viên chính trị thấy hưng phấn mà ngay cả Tống Chiêu Độ cũng bị kích động vô cùng. Bình thường anh ta muốn gặp ông cụ Quý và ông cụ Ngô đều rất khó. Hạ Tưởng cũng không nói trước là hôm nay sẽ có hai vị bô lão này tham dự hội nghị, làm cho anh ta vô cùng bất ngờ. Anh cũng thôi gượng gạo mà bước nhanh về phía trên đỡ ông cụ Ngô một tay. Không phải người bình thường đều có thể dìu ông cụ Ngô. Ông quay đầu nhìn thấy Tống Chiêu Độ, trong tích tắc hào quang chói sáng, rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường,
nhìn Tống Chiêu Độ gật đầu, không từ chối để Tống Chiêu Độ dìu. Tống Chiêu Độ bị vầng hào quang tỏa ra từ mắt ông cụ Ngô chiếu sáng, làm cho tim đập nhanh hơn, suýt chút nữa thì lùi lại một bước, trong lòng rất run sợ. Anh đã trải qua rất nhiều chuyện, cứ nghĩ là đã đạt đến mức có thể bình tĩnh trước tất cả sự việc, không ngờ khi ông cụ Ngô đứng trước mặt, anh vẫn sợ hãi, dù sao cũng là nhân vật truyền kỳ đứng đầu một trong bốn đại gia tộc. Thật lợi hại! Ông cụ Ngô xuất hiện làm cho hội trường náo động 10 phút mới có thể trở lại bình thường. Uy nghi của ông cụ Ngô quả nhiên không phải bình thường. Đợi mọi người trật tự xong, Hạ Tưởng quay lại khán đài, cười nói. Nếu như nói ông cụ Ngô giống như núi cao sừng sững uy nghi, ông cụ quý như rừng rậm rộng lớn, vậy vẫn còn một người nữa mà từ trước đến nay tôi luôn kính trọng, ông như biển sâu thăm thẳm, ông chính là ông cụ Mai của nhà họ Mai tại Bắc Kinh. Tâm trạng kích động của mọi người vừa lắng xuống giờ lại bị một câu nói của Hạ Tưởng làm cho kích động bùng lên. Đúng như lời Hạ Tưởng nói, trong bốn đại gia tộc, nếu ông cụ Ngô là núi cao thì ông cụ Mai đúng thực là biển sâu thăm thẳm. Trong bốn đại gia tộc thì gia tộc họ Mai đứng vị trí số 2, nhưng lại là thần bí nhất, khiêm tốn nhất, thậm chí nhiều người ngoài còn không biết thế lực nhà họ Mai phân bố ở bao nhiêu tỉnh, cũng không rõ kinh tế nhà họ Mai ở những lĩnh vực nào. Nhà họ Mai đúng là như biển lớn không thể đo được độ sâu, cũng không biết trong lòng đại dương đó có bao nhiêu báu vật làm người ta bất ngờ. Vì ông cụ Mai thần bí hơn ông cụ Ngô, càng ít khi xuất đầu lộ diện, những năm gần đây dường như không bao giờ gặp người lạ. Hôm nay vì Hạ Tưởng cũng phá lệ đến hội trường, sao không làm cho trong lòng mọi người như có một ngọn lửa hừng hực cơ chứ? Mọi người vừa ngồi xuống lại vội vàng đứng lên vỗ tay nhiệt tình chào đón người người đang thản nhiên ung dung đứng ở cửa. Ông cụ Mai mặt mày tươi cười, ôn hòa như gió mùa xuân, như biển lớn, nhìn mọi người gật đầu chào. Dùng giọng địa phương miền Nam nói. Tôi già rồi, vốn dĩ sắp không đi được nữa rồi, nhưng mà nghe nói Hạ Tưởng tổ chức một cuộc hội nghị muốn mời mấy người già chúng tôi đến tham gia. Nếu mà là người khác mời thì chắc chắn tôi không đến, nhưng Hạ Tưởng đã có lời, tôi có thể không đến ư. Nếu không đến, chắc chắn anh ta sẽ lại trách tôi. Được đấy. Lại là một vị tiền bối nữ yêu mến Hạ Tưởng. Mọi người không chỉ hâm mộ mà còn ghen tị với Hạ Tưởng, quả thực là sùng bái đến tột cùng. Hạ Tưởng cũng đến đỡ ông cụ Mai, ông cụ Mai xua tay, từ chối ý tốt của Hạ Tưởng. Tôi không cần đỡ, tôi vẫn đi được. Được rồi, làm việc của cậu đi, tôi với mấy bạn nhỏ này nói chuyện một chút. Được, những người ngồi đây tốt xấu gì thì cũng đều là các quan chức một phương. Bị ông cụ Mai gọi là những người bạn nhỏ nhưng không ai cảm thấy gượng gạo. Kể cũng đúng, theo tuổi tác và thâm niên kinh nghiệm, những người ngồi đây so với ông cụ Mai chỉ đáng là những người bạn nhỏ. Được ông cụ Mai gọi thân thiện là những người bạn nhỏ cũng là một vinh dự, có không biết bao người muốn được nói một câu với ông cụ Mai cũng không có cơ hội, mọi người như những người bạn nhỏ vây quanh ông cụ Mai, vấn an ông. Hội trường lại vén lên một cao trào mới. Không ít người đều phấn khích. Âm thầm xúc động, theo Chủ tịch Hạ đúng là một lựa chọn sáng suốt trong cuộc đời họ. Chủ tịch Hạ bây giờ, thế bay lên như giải cầu vòng cuối ngày, đã hội tụ đầy đủ tố chất tuyệt vời mà mọi người không thể so sánh. Bốn đại gia tộc ở Bắc Kinh, Ngô gia như núi cao, Mai gia như biển sâu, Phó gia như sông Trường Giang và Hoàng Hà, Khâu gia. Hạ Tưởng dừng lại một chút, long trọng giới thiệu một vị khách quý. Khâu gia như thảo nguyên xanh thẳm. Sau đây xin mời ông cụ Khâu gia. So với núi cao sừng sững của Ngô gia, biển sâu thăm thẳm như Mai gia, sông dài tuôn chảy như Phó gia, Khâu gia như thảo nguyên bát ngát. Khâu gia trong lĩnh vực chính trị luôn đảm nhiệm vai trò bộ an ninh quốc gia, liền làm cho người ta có cảm giác thần bí và khoảng cách xa xôi. Trong số những người ngồi đây không được bao người đã gặp qua Khâu Nhân Lễ, gặp ông cụ Khâu thì càng hiếm hơn. Ông cụ Khâu vừa xuất hiện. So với sự ồn ào hưởng ứng trước sự xuất hiện của các ông cụ trước, thì lần này cả hội trường bỗng chốc yên ắng không một tiếng động, tất cả mọi người đều tò mò, căng thẳng nhìn về phía cửa, ông cụ Khâu rốt cuộc là uy phong thế nào. Làm cho mọi người thất vọng chính là ông cụ Khâu ngoài chiều cao hơn các ông cụ trước thì hoàn toàn không có chút khí thế nào, một ông lão giản dị không thể giản dị hơn nữa, thậm chí ở ngoài phố khắp nơi đều có thể nhìn thấy một ông lão tương tự, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Ngay cả khí thế bề trên mà các vị bô lão trước, ông cụ Khâu cũng không có, điều này làm cho không ít người thất vọng, không tránh khỏi những lời xì xào bàn tán, chẳng nhẽ ông ta là ông cụ Khâu thật. Người tới, đương nhiên là ông cụ Khâu.
Sắc mặt ông cụ Khâu phẳng lặng như nước, trước con mắt hoặc tò mò hoặc kích động hoặc khó hiểu của mọi người, ông chậm chậm nói. Các vị trước xuất hiện mọi người đều vỗ tay chào đón, tại sao tôi xuất hiện thì không, chẳng nhẽ mọi người không hoan nghênh ông già này sao? Giọng điệu lời nói cũng giống như vẻ ngoài của ông cụ Khâu, nhạt và vô vị, giọng điệu không có điểm nhấn, nhưng trong tai người nghe như có một sức mạnh thôi thúc, giống như một thanh kiếm quý, không thấy hào quang lại có sát khí. Đúng, nếu miêu tả chính xác thì thực sự là trong cái bình thường ấy hàm chứa một sức mạnh làm rung động tâm hồn người nghe, mọi người mới vỡ nhẽ. Đột nhiên nghĩ ra ông cụ Khâu cả đời làm sự nghiệp bảo vệ an toàn quốc gia, giống như một cao nhân nhập giới thực thụ, đạt đến giới hạn cao nhất. Oa! Tiếng vỗ tay vang lên như sấm động. Ông cụ Khâu cuối cùng cũng nở một nụ cười hiếm hoi. Tôi nói rồi, lão Khâu tôi không dễ dàng xuất hiện thì không được chào đón, đúng là một việc đau lòng quá. Hạ Tưởng, cậu phải an ủi tôi mới được. Mọi người cười nghiêng ngả. Ông cụ Khâu không giống với các vị bô lão trước, bên trong nhạt nhẽo lại có tính trẻ con chưa tiêu tan hết, làm cho tất cả mọi người cảm thấy thích thú. Bất giác nhớ lại khi nãy Khâu Nhân Lễ nói đi cùng người nhà đến quận Hạ Mã chơi. Kể cũng đúng, cháu ba đời của nhà họ Khâu đều ở đây, đúng là một chuyến du lịch có ý nghĩ không bình thường. Hạ Tưởng lại bước xuống khán đài đỡ ông cụ Khâu. Ông cụ Khâu không nể tình, đẩy tay Hạ Tưởng ra. Làm việc của cậu đi, không phải để ý đến tôi. Tôi tự đi được. Trong bốn đại gia tộc trừ ông cụ Phó gia sớm qua đời, ba vị lão gia đều đã đến đủ, thể diện của Hạ Tưởng thật đúng là quá lớn, cả nước e rằng không ai có thể mời được cả ba vị lão gia cùng xuất hiện thế này. Không khí hội trường đạt đến mức cao trào nhất. Bành Vân Phong trong lúc vui mừng tự nhiên nghĩ đến một điều, chẳng phải nói là có lãnh đạo quân sự cao cấp cũng tới dự sao, nhưng xem tình thế bây giờ dường như hội nghị sắp kết thúc rồi. Chẳng nhẽ phía bên quân đội sợ bị ảnh hưởng nên không xuất hiện. Hạ Tưởng lại bước lên khán đài, cao giọng nói. Mục cuối cùng của hội nghị hôm nay vẫn còn một vị khách quý chưa xuất hiện, ông ấy bây giờ đã đến cửa, chúng ta dùng một tràng pháo tay giòn giã nhất để chào đón ông. Ông là ai? Hạ Tưởng không nói tên làm cho mọi người càng tò mò hơn. Cửa vừa mở, xuất hiện một người, theo sau ông là hai cảnh vệ. Ông vừa xuất hiện. Hai cảnh vệ theo sau nói lớn. Thủ trưởng đến, kính lễ. Những nhân vật thần bí luôn ngồi phía sau lúc đó lập tức toàn bộ đứng nghiêm, khuôn mặt lạnh lùng, đến trước mặt ông cụ, trang nghiêm và thiêng liêng tiến hành nghi thức chào theo tiêu chuẩn của quân đội. Những cơ quan chính trị trên địa phương, đẳng cấp nghiêm nghị nhưng vẫn có chỗ có thể thay đổi, còn ở trong quân đội đẳng cấp nghiêm ngặt, tuyệt đối không được nói một là hai. Thủ trưởng là thủ trưởng, uy quyền của ông không cho phép bất cứ mạo phạm nào. Trong tích tắc tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trang nghiêm làm cho run sợ. Cho đến bây giờ mọi người mới biết, hóa ra những nhân vật thần bí ngồi hàng ghế sau cùng kia chính là quân đội cao cấp, nhưng vấn đề là, cấp bậc của những người đó rốt cuộc là cao thế nào? Người đứng ngoài cửa kia lại là ai? Ông không mặc quân phục, cảnh vệ đứng sau cũng không mặc quân phục, phía sau cảnh vệ vẫn còn hai người theo sát bước, cũng chỉ mặc thường phục. Không khí hội trường trang nghiêm mà thần bí. Lão cổ đã lui nhiều năm, lại là lãnh đạo quân đội cao cấp, những người ngồi đây không biết đến ông cũng là điều bình thường. Phía sau lão cổ là tư lệnh viên quân khu tỉnh Yến và phó chính ủy, bình thường cũng rất ít khi lộ diện ở địa phương, ngoại trừ số ít người biết thì đa số là mọi người đều chưa từng gặp mặt. Những nhân vật thần bí từ sớm đã ngồi ở hàng ghế sau, trừ Hứa Quan Hoa ra còn có lãnh đạo cao cấp quân khu Bắc Kinh, tất nhiên là không nhiều người biết đến. Tổ chức thành viên chính trị và tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng vốn dĩ ít khi đồng thời xuất hiện, tổ chức thành viên quân sự tạm thời gọi là tổ chức quân sự xuất hiện cùng tổ chức thành viên chính trị lại càng ít. Lão cổ thản nhiên vẫy vẫy tay. Không phải hành lễ gì chứ, tôi đến là để cổ vũ Hạ Tưởng mở cuộc họp tôi làm sao có thể không đến được. Từ cổ vũ vừa nói tất nhiên là cổ vũ Hạ Tưởng, hàm ý của múa may cổ động tất cả những người ngồi đây đều hiểu. Lời nói càng làm cho mọi người kính trọng và yêu mến lão cổ hơn. Hạ Tưởng cố ý không giới thiệu lai lịch của lão cổ, có những việc không nên quá rõ ràng, chỉ cần hiểu là được, không nên lộ liễu quá. Câu nói tiếp theo của lão cổ làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Tôi đến muộn, vừa nãy nhận được một cuộc điện thoại từ Bắc Kinh, nói là có người đến gặp Tổng Bí Thư để mách tội Hạ Tưởng, nói là Hạ Tưởng mở cuộc họp nhằm lôi kéo bè phái, Tổng Bí Thư trả lời người đó là... Tất cả mọi người giương tai lắng nghe,
nghe xem Tổng Bí Thư có chỉ thị gì.